Tiểu Long lắc đầu, đối mặt với ánh mắt hiền từ như vậy, trong lòng nó không khỏi cảm thấy ấm áp, ít nhất bà ngoại vẫn còn quan tâm tới nó. Hóa ra tên này là người của Thanh Long Hoàng tộc A. Ánh mắt Thần Hy biến ảo không ngừng, từ nãy tới giờ nàng chỉ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà cũng không có ai chú ý tới nàng. Bà ngoại, con muốn gặp mẫu thân con đang ở đâu? Tiểu Long ngẩng đầu hỏi. Được, bà ngoại mang con đi gặp mẫu thân. Lão phu nhân nói nhỏ, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long. Năm đó nếu không phải nàng đang bế quan thì mọi chuyện cũng sẽ không như ngày hôm nay. Ngươi can thiệp đủ chưa? Thân là đại trưởng lão hộ tộc cũng biết rõ tộc quy, không thể để cho tiểu nhiệt xúc này ở lại trong tộc. Long Mộ kia nhìn lão phu nhân rồi nói. Tộc quy thì thế nào? Tộc quy cũng do chúng ta định ra. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Long Mộ, ngày hôm nay nàng nhất định phải bảo hộ ngoại tôn của mình. Đại trưởng lão, tộc quy là do tiền bối định ra, không thể sửa đổi. Cơ mặt nhị trưởng lão có mái tóc dài màu xanh co rúm lại, nói với lão phu nhân. Nhị trưởng lão, tộc quy nói thế nào vậy? Lão phu nhân nhìn nhị trưởng lão, một cỗ uy thế vô hình tràn ra, không giận mà uy. Trong lòng nhị trưởng lão khẽ run lên, nói. Đại trưởng lão, điều thứ 18 trong tộc quy có nói, đệ tử dòng chính trong tộc ta không thể kết hợp cùng với tộc nhân chi thứ. Nếu như kết hợp sẽ bị trọng phạt, kết hợp với người ngoại tộc thì trực tiếp bị tru sát. Nhị trưởng lão, tại sao lại có quy định như vậy? Lão phu nhân không nhanh không chậm, lạnh nhạt hỏi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ngẩng đầu trả lời. Vì huyết mạch chính thống của Thanh Long Hoàng tộc chúng ta. Đây là căn bản của Thanh Long Hoàng tộc, không thể dao động. Nói láo. Lão phu nhân trầm giọng, nhìn chung quanh nói. Huyết mạch trong tộc đương nhiên quan trọng, thế nhưng các ngươi, dòng chính Thanh Long Hoàng tộc lại có ai có linh hoàng khí thiên cấp? Tiểu Long tuy rằng không chính thống, thế nhưng lại có linh hoàng khí thiên cấp. Tự bản thân các ngươi nên suy nghĩ kỹ, tộc quy do tiền bối lưu lại đương nhiên cần tuân thủ. Thế nhưng cũng cần có lúc bỏ qua. Hôm nay Tiểu Long đã ở chỗ này, ta cũng nên nói một câu. Tộc quy này cũng nên cải biến một chút, ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ đồng ý. Hôm nay ai muốn động vào ngoại tôn của ta, vậy thì cứ đứng ra. Qua cửa của ta rồi nói sau. Lão phu nhân nói xong, đám người bên ngoài lập tức yên tĩnh, không ít trưởng lão cúi đầu nghị luận. Đại trưởng lão nói đúng, có một ít tộc quy phải sửa chữa một chút. Ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ không quở trách. Một lão giả áo lam tuổi chừng 60 tiến lên một bước, khí tức quanh thân như có như không, đủ chứng minh tu vi người này tuyệt đối cường hãn vô cùng. Ta cũng không có ý kiến. Tiểu Long chính là huyết mạch của đại công chúa, hôm nay trở về ta cũng cảm thấy nó có thể nhận tổ quy tông. Về sau chính là đệ tử của Thanh Long Hoàng tộc ta. Một lão giả áo trắng cũng tiến lên phụ họa. Nhận tổ quy tông, như vậy sao được, trên người hắn còn có huyết mạch của Huyền Vũ nhất tộc. Vì cái gì mà không được, linh hoàng khí thiên cấp, không phải người của Thanh Long Hoàng tộc ta chẳng lẽ lại là người của Huyền Vũ nhất tộc sao? Lập tức không ít trưởng lão chia thành hai phái cãi vã, người ủng hộ đại trưởng lão chiếm đa số. Cũng có không ít người không nói gì, mà người phản đối cũng kịch liệt. Lời của đại trưởng lão tuy rằng đúng, thế nhưng có linh hoàng khí thiên cấp không có nghĩa là có thực lực tuyệt đối. Nhị trưởng lão nhìn chúng trưởng lão sau lưng, lập tức nói với đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, vậy ý của ngươi là sao? Lão phụ nhân kia nói. Đại trưởng lão, nếu như Tiểu Long này có thể đánh bại Long Ngao, Long Linh. Bất luận một người nào trong hai người bọn họ ta sẽ không nói thêm gì nữa. Nhị trưởng lão có mái tóc xanh do dự một chút rồi nói với lão phu nhân kia. Hừ, Tiểu Long mới bao nhiêu tuổi? Không phải ngươi định làm khó nó đấy chứ? Mẫu thân, hỏi ý tứ Tiểu Long trước đã. Ánh mắt Long Yên lóe lên, nói với lão phu nhân. Thực lực của Tiểu Long nàng biết rõ hơn một chút. Tiểu Long, ý tứ của con ra sao? Long Ngao cùng Long Linh đều là đệ tử mạnh nhất trong tộc, gần đây lại được ngoại công Tâm Ngoan Thủ Lạt của con chỉ đạo, thực lực không tệ, con có nắm chắc hay không? Lão phụ nhân do dự một chút rồi nhìn hai thanh niên bất phàm bên cạnh Long Mộ rồi hỏi Tiểu Long. Trong lời nói cũng có ý tứ nhắc nhở Tiểu Long về tu vi, thực lực của hai người Long Ngao kia. Bà ngoại, có phải chỉ cần con chiến thắng thì sẽ được gặp mẫu thân con hay không? Tiểu Long nhìn lão phụ nhân rồi hỏi. Đương nhiên là có thể, nếu như con chiến thắng,
bất luận một kẻ nào trong đám người kia còn dám mang tộc quy ra nói với ta, ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Lão phu nhân nói, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng với hơn chục trưởng lão, hộ pháp vừa rồi phản đối. Không thành vấn đề, con đồng ý. Tiểu Long nhìn hai thanh niên kia, ánh mắt biến ảo rồi gật đầu nói. Nghe thấy Tiểu Long nói vậy, trong mắt hai thanh niên bất phàm bên cạnh Long Ngộ hiện lên tinh quang, mang theo một tia ngạo khí nhìn về phía Tiểu Long, cũng không đặt Tiểu Long vào trong mắt. Thế nhưng hai người này cũng biết Tiểu Long có chút bất phàm, có linh hoàng khí thiên cấp của bổn tộc, vừa rồi ngay cả hộ pháp Long Dĩ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này. Nhưng mà hộ pháp Long Dĩ cũng nhưng mà bát giai trung kỳ mà thôi, nếu như bọn họ ra tay cũng có thể đơn giản trà đạp hộ pháp Long Dĩ. Hai người cũng không tin Thanh Long chính thống như mình không thể đánh lại đầu tạp Long này. Long Ngao, Long Linh, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Sau đó đi lên đọ sức cùng tiểu nhiệt xúc kia một chút. Tộc trưởng Long Mộ nói, ánh mắt lúc này cũng không có bao nhiêu chấn động. Tiểu Long, trong hai người Long Ngạo, con tự mình chọn lấy một người đi. Long Yên nói với Tiểu Long. Là hai người này sao? Tiểu Long nhìn về phía Long Ngao và Long Linh. Lại sải bước tiến lên, lăng không đứng thẳng, ánh mắt quét qua hai người. Tâm đồng, hai gia hỏa kia dường như rất lợi hại. Tiểu Long có thể chiến thắng được bọn họ hay không? Chẳng biết từ khi nào thần hy đã tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tiểu Long, không biết tại sao trong lòng nàng cực kỳ lo lắng. Yên tâm đi, mặt hàng như vậy, cho dù là 10 người cũng không nhất định là đối thủ của Tiểu Long. Lục Tâm Đồng chu cái miệng hồng. Thực lực của Tiểu Long đương nhiên nàng biết rõ, thời điểm đối phó với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong Huyền Vũ hoàng tộc có thể trà đạp giống như dạo chơi. Long Ngao cùng Long Linh, phía trước nhưng mà bát giai trung kỳ đỉnh cho nên Lục Tâm Đồng không đặt vào trong lòng. Tên Tiểu Long này lợi hại như vậy sao? Thần Hy nheo mắt, không khỏi chăm. Chú nhìn về phía Tiểu Long. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Thực lực của Tiểu Long có thể đối phó được với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong Huyền Vũ hoàng tộc là bởi vì tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ điện. Yêu hoàng khí tấn chức lên cho nên mới có thể áp chế Huyền Vũ hoàng tộc. Ảnh hưởng đối với người khác đương nhiên không có lớn như Huyền Vũ hoàng tộc. Thế nhưng dùng thực lực bản thể của Tiểu Long mà nói, Lục Lâm Thiên cũng tự biết Tiểu Long có thể trà đạp được bất luận một người nào trong hai người Long Linh cùng Long Ngao. Âm thầm cười. Lục Lâm Thiên phỏng đoán sợ rằng do hiện tại Tiểu Long thu liếm khí tức, từ sau khi Tiểu Long tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ Điện, một khi Tiểu Long thu liếm khí tức cho dù là hắn cũng khó có thể phán đoán ra. Vừa rồi tuy rằng Tiểu Long có động thủ, thế nhưng nó cũng không lộ ra tu vi chân thật. Cho nên nhị trưởng lão kia mới có đề nghị để Tiểu Long đối chiến với hai người Long Ngao và Long Linh. Sợ rằng khi biết được rõ thực lực của Tiểu Long, hắn sẽ phải rung động. Tiểu Long này chiến một trận với Thế tử Long Ngao và Thế tử Long Linh, không biết có thể chống lại được hay không. Thế tử Long Ngao cùng với Thế tử Long Linh, chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bổn tộc. Gần đây lại được tộc trưởng chỉ đạo, nghe nói sắp tới hai vị Thế tử sẽ đi tham gia đại hội tứ hoàng tộc. Ta thấy không có khả năng, thực lực của Thế tử Long Ngao và Thế tử Long Linh, cho dù là một ít lão nhân cũng khó có thể làm gì được hai người. Chung quanh lúc này có vô số tiếng nghị luận. Tiểu Long này giao thủ với Long Ngao cùng với Long Linh không thể nghi ngờ chính là chuyện khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong. Ngươi chọn xong chưa vậy? Hai người Long Ngao, Long Linh thấy Tiểu Long một mực nhìn hai người mình, lại chậm chạp không có quyết định, thân thể chậm rãi tiến lên. Dường như thấy Tiểu Long do dự, nhị trưởng lão tiến lên nhìn lão phụ nhân rồi nói. Đại trưởng lão, ta cũng đã nói trước. Nếu như Tiểu Long có thể chiến thắng được bất luận ai trong hai người Long Ngao và Long Linh thì ta sẽ không nói gì nữa. Thế nhưng nếu thất bại, chúng ta đã thương lượng qua nể mặt đại công chúa và linh hoàng khí thiên cấp, có thể giữ lại mạng cho hắn. Thế nhưng phải phế đi tu vi, trục xuất ra khỏi Thanh Long hoàng tộc. Về sau không có một chút quan hệ nào với Thanh Long hoàng tộc. Nhị trưởng lão, người có ý gì? Long Yên nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão này rõ ràng có ý muốn gây khó dễ, nàng nhíu mày, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Long Yên a di, không cần nhiều lời với hắn. Tiểu Long quay đầu nói với Long Yên, lại nhìn nhị trưởng lão, khóe miệng mang theo hàn ý nhạt nhạt nói. Nếu như ta thua thì ta sẽ trực tiếp tự bảo, ngươi thỏa mãn chưa? Tiểu Long. Long Yên biến sắc, thật không ngờ Tiểu Long lại nói như vậy. Long Ngao cùng với Long Linh này đều không phải dễ trêu.
thực lực trong đám người trẻ tuổi chính là hai người mạnh nhất. Tiểu Long ngắt lời Long Yên, mỉm cười với Long Yên rồi nhìn về phía Long Ngộ. Ánh mắt biến đổi, khóe miệng mang theo hàn ý nói. Lão đầu tử, muốn hai người này động thủ với ta sao? Liệu có kém quá hay không? Hai tên này quá yếu. Hít! Nghe thấy Tiểu Long nói vậy, đám người đứng ngoài hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh. Tiểu Long này kiêu ngạo tới mức không để Long Ngao và Long Linh vào trong mắt còn chưa đủ, lại còn gọi thẳng tộc trưởng là lão đầu tử. Tộc trưởng không nhưng mà một trong những người mạnh nhất trên đại lục này, nói thế nào cũng là ngoại công của Tiểu Long này a. Tiểu tử này, lão phu nhân cùng Long Yên nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi. Đặc biệt là Long Yên, ngay cả nàng cũng không dám vô lễ trước mặt phụ thân, lá gan của Tiểu Long cũng quá lớn một chút. Huyền Hạo sững sờ, khóe miệng nở nụ cười khổ, Lục Lâm Thiên cũng đành chịu. Tiểu Long này cũng quá kiêu ngạo, tốt xấu gì Long Ngộ này cũng là ngoại công của hắn a. Đám người đứng xem bên ngoài yên lặng, Long Ngộ trừng mắt, cơ hồ là trợn mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng Tiểu Long cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối với vị ngoại công này Tiểu Long không chút nể tình nào. Hai người Long Ngạo, Long Linh nghe thấy lời nói của Tiểu Long không biết có tư vị gì, bọn họ thật không ngờ Tiểu Long lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Tiểu nghiệt xúc này đủ càn rỡ, tốt nhất ngươi hãy đánh bại Long Ngao cùng với Long Linh rồi nói sau. Tộc trưởng Long Ngộ trừng mắt nhìn Tiểu Long, sau đó cũng không nói gì nữa. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Thanh niên mặc hoa phục bên trái nói, khí độ bất phàm. Thế nhưng lúc này hắn đã bị Tiểu Long chọc giận. Đã như vậy thì hai người các ngươi cùng lên đi. Một mình ta đối phó với hai người các ngươi thì đã quá để mắt cho các ngươi rồi. Tiểu Long thản nhiên nói, so ngạo khí, Tiểu Long còn kiêu ngạo hơn. Tiểu gia hỏa này. Nghe thấy Tiểu Long nói vậy, ánh mắt lão phu nhân không khỏi lần nữa biến hóa, Tiểu gia hỏa này quả thực vừa cuồng lại vừa kiêu ngạo. Mọi người chung quanh nghe vậy sắc mặt lần nữa biến hóa. Long Ngao, Long Linh, các ngươi cùng tiến lên đi, không cần lưu thủ, để cho tiểu nhiệt xúc này biết trời cao đất rộng ra sao. Long Ngộ liếc mắt nhìn Tiểu Long, nhẹ giọng nói với Long Ngao, Long Linh. Vâng, tộc trưởng. Hai người Long Ngao, Long Linh dường như đã nhịn từ lâu. Hai người chưa từng bị người khác xem thường như vậy, linh nguyên quanh thân tràn ra, thân ảnh lập tức nhảy về phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiểu Long, thanh niên mặc hoa phục bên trái dường như là Long Ngao quát lên với Tiểu Long. Tiểu tử, đừng ba hoa, vốn ta còn định nhẹ tay với ngươi, thế nhưng hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Âm thanh vừa dứt, hai người nhìn nhau, linh nguyên từ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra. Khí tức tràn ngập mang theo một cỗ linh hoàng khí. Bàn chân đạp mạnh hư không, năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên hội tụ, cả không gian tràn ngập áp lực. Siêu, siêu. Thân thể hai người lập tức giống như mũi tên rời cung, mang theo hai đạo tàn ảnh song song xẹt qua không gian. Để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Long Ngao vang lên, hai người lập tức xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Năm ngón tay Long Ngao uốn lượn. Một đạo trưởng ấn khiến cho không Gina vặn vẹo phá không đánh ra mang theo kình phong cường hãn cùng với tiếng xé gió, giống như thiểm điện bắn về phía Tiểu Long. Hừ! Long Linh cũng khẽ quát một tiếng, năng lượng phô thiên cái địa quanh thân bắn ra mãnh liệt. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Dưới quyền ấn, không gian sụp đổ, kéo thẳng về phía Tiểu Long. Lúc này hai người đều không nương tay, đối phương vũ nhục bọn họ như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể đánh bại đối phương mới có thể rửa sạch sự vũ nhục của đối phương với bọn họ. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba đạo thân ảnh trên không trung, chúng cường giả đương nhiên cũng biết Long Ngao và Long Linh sẽ không nương tay. Tiểu Long này có thể chống. Lại được hai người không quả thực khó có thể nói được. Cũng không có mấy ai tin tưởng Tiểu Long sẽ có thực lực như thế. Bởi vì chúng cường giả cũng biết từ khi Tiểu Long sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được bao lâu. Tổng cộng chưa được 20 năm. Có được thực lực như vừa rồi đã là kỳ tích, chẳng lẽ còn có kỳ tích lớn hơn hay sao? Hai đạo công kích đánh tới, Tiểu Long lạnh nhạt cười, tâm thần tràn ra. Cả không trung đều nằm trong sự dò xét của hắn. Khi một trưởng một quyền mang theo kình khí ngập trời đánh tới, nụ cười trên môi Tiểu Long càng đậm, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, trực tiếp biến mất trước hai đạo công kích. Thật nhanh! Nhìn thấy cảnh này, chúng cường giả sợ hãi than. Phanh phanh. Cùng một lúc, công kích của hai người Long Ngao,
Long Linh trực tiếp biến mất trên không trung. Không gian rung động không thôi. Không tốt. Công kích thất bại, Long Ngao, Long Linh lập tức cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ không ngờ tốc độ của tiểu Long này lại nhanh như vậy. Chỉ có tốc độ như vậy sao? Quá chậm, nếu như so với huyền kình và huyền doanh của huyền vũ hoàng tộc thì các ngươi chính là phế vật. Mà trong lúc hai người đang kinh ngạc, âm thanh của tiểu Long đã truyền vào trong tai bọn họ. Âm thanh tràn ngập sự bá đạo và cuồng vọng, lập tức vang vọng trên không trung. Ngay lúc đó thân ảnh tiểu Long lăng không, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hai người. Tiểu Long xuất hiện, hai đạo quyền ấn xuất hiện, hỏa diễm màu vàng tràn ngập trên nắm tay. Dưới ánh mắt của vô số người, hai đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của tiểu Long mang theo khe nứt đen kịt trong không gian trực tiếp đập vào lưng hai người Long Ngao và Long Linh. Hai đạo quyền ấn ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đánh vào lưng hai người, quang cháo bằng linh lực của hai người trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng ăn mòn, lập tức bị nghiền nát. Phanh phanh. Hai âm thanh trầm thấp vang lên, ầm ầm vang vọng trên không trung. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, không có một chút chống cự nào, Long Ngao và Long Linh cùng lúc bị rơi xuống đất, miệng liền phun ra máu tươi. Phanh phanh. Thân thể hai người Long Ngao và Long Linh đập xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, từng vết nứt lan tràn ra chung quanh, đất đá bắn ra bốn phía. Hít. Trong nháy mắt, âm thanh xì xào từ trong cổ họng mọi người truyền ra, cả đám nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy, hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Long Hoàng tộc không ngờ dưới một chiêu lại bị đánh rơi xuống đất, quả thực chính là bị trà đạp. Tất cả mọi người thậm chí còn chưa thể lấy lại tinh thần, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này ngay cả bà ngoại của Tiểu Long, người được gọi là đại trưởng lão kia cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực của Tiểu Long quả thực khiến cho nàng giật mình. Long Yên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt nhị trưởng lão rung động, thẫn thờ. Tốt, Thanh Long Hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Thần Hy nhịn không được mà lớn tiếng quát. Lúc này cũng chỉ có nàng lên tiếng cho nên âm thanh quanh quẩn trên không trung. Đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng nghe vậy thì không có gì. Thế nhưng âm thanh này rơi vào trong tai đám người Thanh Long Hoàng tộc thì vô cùng chói tai. Trong nháy mắt có vô số ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn chằm chằm về phía Thần Hy. Thần Hy lè lưỡi, chậm rãi trốn ra sau lưng Lục Tâm Đồng. Ngao! Giữa không trung, hai tiếng rồng ngâm rít gào. Trong cái khe rạn nứt dưới mặt đất, hai đạo thân ảnh chật vật bắn lên không trung, đồng thời lập tức hóa thành bản thể. Ngao ngao! Bản thể cực lớn của hai người ước chừng hơn ngàn mét, toàn thân được lân phiến màu xanh che phủ. Trên lân phiến tràn ngập quang mang, dưới bụng là ngũ trảo lan tràn ra uy áp. Một cỗ long uy mạnh mẽ cùng với khí tức ngập trời tuôn ra. Hai người hóa thành bản thể, lập tức vây khốn tiểu Long vào bên trong. Hai người không ngờ dưới một chiêu mình lại bị trọng thương. Lúc này trong đôi mắt to lớn của hai người hiện lên sự dữ tợn. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn. Gợn sóng trong không trung trực tiếp bị chấn nát, khí thế ngập trời bao phủ trên người Tiểu Long. Lúc này Tiểu Long dưới sự vây khốn của hai đầu Thanh Long hoàn toàn giống như một con kiến bị hai con voi vây quanh, vô cùng nhỏ bé. Hừ, phô trương thanh thế, vẫn không chịu nổi một kích. Hai đầu cự long vây khốn, Tiểu Long chỉ lạnh nhạt nhìn chung quanh, cũng không đặt vào trong mắt. Ngao! Bản thể Long Ngao rít lên một tiếng cực lớn, thân thể giống như quấy nát hư không. Long chảo cực lớn cuồn cuộn, chảo ấn xé rách không gian bắn ra, trực tiếp đánh về phía Tiểu Long. Dường như muốn báo thù một chiêu vừa rồi. Hừ! Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, nhìn Long chảo khổng lồ chộp tới, Tiểu Long không lùi mà tiến, thân thể hóa thành một đạo quang mang bắn ra đem theo một đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng, nhanh như thiểm điện va chạm với Long chảo của Long Ngao. Quyền ấn va chạm với Long chảo, trực tiếp khiến cho từng vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, nơi kình khí đi qua, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Phanh! Âm thanh sắc bén vang lên, mọi người dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Long chảo của Long Ngao không ngờ lại bị một quyền của Tiểu Long đánh cho rạn nứt, máu tươi lập tức bắn ra. Ngao! Long Ngao kêu lên một tiếng thảm thiết, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Mà tiếp đó, trong mắt Long Ngao đã mất dấu thân ảnh của Tiểu Long. Tiểu tử này muốn làm gì? Sau khi thân ảnh Tiểu Long biến mất trước người Long Ngao,
giữa không trung có không ít người nhìn thấy tiểu long xuất hiện sau cái đuôi lớn của long ngao. Ngao! Lúc này long ngao cũng cảm nhận được khí tức của tiểu long ở sau lưng hắn. Cái đuôi lớn trong nháy mắt cuồn cuộn, không gian chung quanh bị phá hủy mang theo kình khí khủng bố tới tận cùng chút về phía tiểu long. Đến tốt! Nhìn cái đuôi lớn mang theo không gian bị phá hủy, trong mắt tiểu long hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, thủ ấn biến hóa. Linh nguyên quanh thân trong nháy mắt phô thiên cái địa tuôn ra. Phanh! Cái đuôi lớn nện xuống, kinh khí ập xuống khiến cho không gian chung quanh tiểu long đều bị phá hủy. Trong nháy mắt, thân thể nhỏ bé của tiểu long dưới cái đuôi lớn kia, hai tay mang theo hỏa diễm màu vàng đánh ra một đạo chảo ấn. Cái đuôi lớn đánh xuống, thân thể tiểu long nhanh chóng lui lại một chút. Hai đạo chảo ấn cực lớn chừng trăm thước mang theo không gian vặn vẹo lập tức bắn ra. Tiếp đó hai đạo chảo ấn của tiểu long giống như đang vờn quanh một cái cọc gỗ lớn là đuôi của long ngạo. Chảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo, mang theo hỏa diễm màu vàng chút xuống, giữ chặt cái đuôi lớn này ở bên trong. Lên cho ta! Tiểu long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, đem không gian chung quanh thân thể chấn nát. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy tiểu long nắm lấy cái đuôi lớn của long ngao, trực tiếp đem thân thể khổng lồ của long ngao giống như là một con rắn nhỏ, sau khi quay đường một vòng lập tức ném ra sau lưng, lực lượng chấn động nhân tâm cùng với khí thế kia khiến cho mọi người trực tiếp hoảng sợ. Mà ngay cả long linh đang lao thẳng về phía tiểu long nhìn thấy cảnh này trực tiếp rung động, ngốc trệ đứng trên không trung. Ha ha, tới tốt, đi xuống dưới cho ta. Tiểu long mắt nhìn long linh đang đánh tới, miệng cười lớn một tiếng, hai tay giơ lên, coi thân thể long ngao chính là một cái trường côn khổng lồ, từ phía sau hất lên phía trước, cái đuôi lớn rời khỏi tay tiểu long. Mà thân thể long ngao cũng hung hăng đập về phía long linh. Ngao ngao! Hai người long ngao, long linh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dưới cỗ lực lượng như vậy, long ngao không thể làm gì khác hơn, mà long linh cũng không có cách nào né ra. Hai người cùng rít gào, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể hai người va chạm vào với nhau. Phanh phanh! Hai đầu cự long cứ như vậy va chạm vào nhau, thân thể long ngao va chạm vào lưng long linh. Trên lưng long linh vang lên tiếng răng rắc, dưới lực lượng mạnh mẽ chút xuống, cái đầu cùng với cái đuôi trực tiếp bị nện mà vểnh lên. Trong sát na này, cả không trung như đình trệ. Hai đầu cự long va chạm, long lân ma sát với nhau, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Bản thể thanh long của hai người long ngao, long linh va chạm vào một chỗ. Ngay sau đó, một đạo âm thanh hung hãn bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp nổ vang. Âm thanh bạo liệt đột nhiên vang vọng trên phía chân trời. Ngao ngao! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, miệng phun ra máu tươi. Bản thể hai người cũng không có một chút sức kháng cự nào, từ trên cao rơi thẳng xuống. Thân thể long linh đập xuống một sơn cốc phía dưới. Sơn cốc lập tức rung chuyển, một cái động sâu xuất hiện, đá vụn bắn bốn phía. Thân thể khổng lồ của long ngao ầm ầm đập xuống một ngọn núi. Ngọn núi to lớn này nhanh chóng bị san thành bình địa, sơn băng địa liệt. Từng khe hở trên mặt đất giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Trời, quá mạnh mẽ a! Con mẹ nó, nhi tử của đại công chúa quá biến thái. Cảnh này so với vừa rồi khi tiểu long dùng một chiêu đánh bại long ngao cùng long linh còn cường hãn hơn. Lúc này mọi người đều hít sâu một hơi. Long ngao và long linh đều có thực lực cường hãn, thế nhưng trước mặt tiểu long lại chỉ có thể chịu trà đạp. Tiểu tử này quả thực đủ hung ác. Đại trưởng lão nhíu mày. Lúc này rõ ràng bản thân cũng khiếp sợ. Bên người Lục Tâm Đồng, Thần Hy kinh ngạc tới mức ngây ngốc. Nghĩ tới lúc trước nếu như quyền kia của Tiểu Long quả thực đánh xuống mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhất định sẽ bị nện như. Ngẫm lại mà trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Tiểu Long, tốt lắm, làm tốt lắm. Thiên Độc Yêu Long cười lớn, quả thực đã hả giận. Năm đó hắn đã bị đám thanh long này chà đạp, hiện tại cũng xem như báo thù. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, khí thế bá đạo tuyệt luân. Dưới cỗ uy thế kinh người này, ánh mắt Tiểu Long nhìn xuống phía dưới rồi nói. Hai người các ngươi còn có thể đứng lên được hay không? Nếu không đứng dậy được thì nhận thua đi, quá yếu, giao thủ với các ngươi quả thực không có ý nghĩa gì. Đáng chết, chúng ta liều với ngươi. Dưới không trung, một tiếng hét lớn từ trong ngọn núi bị san bằng vang lên. Hai đạo thân ảnh màu xanh vọt lên. Hai đầu thanh long khổng lồ mang theo vết máu loang lổ trên người lần nữa xuất hiện trên không trung.
Chỉ thấy lúc này trên bản thể thanh long của hai người Long Ngao, Long Linh có không ít lân phiến bị rạn nứt, máu tươi đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Vết máu loang lổ, trên người còn dính đầy đá vụn cùng đất. Khí tức cực kỳ suy yếu. Thanh Long hồn. Long Ngao, Long Linh nổi giận, tiếng quát vừa dứt, thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng. Trong mi tâm đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba, trong mắt có một đạo quang trụ bàng bạc trực tiếp bắn ra. Hai đạo quang trụ cùng bắn về phía Tiểu Long. Linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, loại công kích bằng quang trụ này lần trước hắn đã được thử qua. Dường như đây là một loại công kích thiên phú của Thanh Long hoàng tộc, một loại công kích linh hồn cường hãn. Hai đạo quang trụ khủng bố bao phủ Tiểu Long, ẩn chứa linh hồn lực hùng hậu bắn tới. Trong lúc mơ hồ cả không gian vặn vẹo, dưới linh hồn lực cường hãn, vô số người của Thanh Long hoàng tộc phía dưới đều chịu ảnh hưởng. Thanh Long hồn, công kích thiên phú. Không ngờ Thế tử Long Ngao và Thế tử Long Linh lại thi triển ra công kích thiên phú. Cả tộc chúng ta người có thể thi triển ra công kích thiên phú Thanh Long hồn này cũng cực ít. Nghe nói linh hoàng khí càng cao, uy lực của công kích thiên phú này càng mạnh. Mọi người phía dưới kinh ngạc nghị luận, công kích thiên phú chính là tuyệt chiêu trong Thanh Long hoàng tộc. Dưới tình huống bình thường sẽ không thi triển ra, thế nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Hừ, hai tiểu gia hỏa này vẫn thi triển công kích thiên phú. Ánh mắt lão phu nhân trầm xuống, có chút không vui. Mẫu thân cứ yên tâm đi, con có thể cảm giác được Tiểu Long sẽ không có việc gì. Long Yên nói. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, đồng thời bị hai đạo quang trụ bao phủ, công kích linh hồn cường hãn giống như thủy triều kéo tới. Từng đợt rồi lại từng đợt đánh vào trên thân thể hắn. Nhưng mà, lúc này mọi chuyện lại vượt quá dự đoán của mọi người. Khóe miệng Tiểu Long vẫn nở nụ cười vui vẻ, nhìn hai đạo quang trụ đánh tới, thân thể cứ đứng đó, giống như ngây ngốc, không có một chút phản ứng nào. Long Ngao và Long Linh lúc này dường như cũng cảm nhận được điểm này, trong đôi mắt rồng cực lớn hiện lên sự kinh ngạc cùng hoảng sợ. Công kích thiên phú của bọn họ không ngờ lại không có một chút tác dụng nào, điều này sao có thể? Ta đã nói rồi, các ngươi quá yếu, linh hoàng khí địa cấp đỉnh phong đối với ta không tạo thành một chút ảnh hưởng nào. Hiện tại có lẽ các ngươi cũng không chịu đựng nổi a. Tiểu Long chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn hai đầu thanh long khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, giống như là mèo vờn chuột vậy. Ngay khi Tiểu Long nói xong, con mắt thứ ba của Long Ngao cùng Long Linh quả thực từ đóng lại, thi triển công kích thiên phú khủng bố như vậy, tiêu hao của bọn họ vô cùng khổng lồ. Hết rồi sao? Quang trụ công kích linh hồn biến mất, Tiểu Long nhìn hai đầu thanh long đang suy yếu, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói. Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Long hoàng tộc cũng chỉ có vậy, so với thế hệ trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc còn kém hơn. Hiện tại tới phiên ta, nhớ kỹ, lần sau đừng có đứng ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Tiếng quát của Tiểu Long vừa dứt, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn. Ngao! Trong sát na, Tiểu Long đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên không trung. Ngũ trảo dưới bụng uốn lượn, bên trên là hỏa diễm màu vàng tràn ngập. Trên lưng Tiểu Long, một cái mai rùa cực lớn xuất hiện, bí văn quanh quẩn, thân thể khổng lồ trong lúc mơ hồ tản ra một loại uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Linh hoàng! Khí thiên cấp! Tất cả tộc nhân Thanh Long hoàng tộc lần nữa kinh hãi. Lúc này Tiểu Long khôi phục bản thể, uy áp trên người cũng mạnh hơn. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ nhanh chóng cảm nhận được đây chính là linh hoàng khí đến từ linh hồn cùng huyết mạch. Mà cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc nhìn bản thể quái dị của Tiểu Long. Bộ dáng này hoàn toàn không giống như hình dáng của Thanh Long hoàng tộc. Huyền Vũ thần sắc cửu giai. Ánh mắt tộc trưởng Long Ngộ lúc này cũng biến hóa. Mà lúc này, phần đông giao long, tạp long, Thanh Long bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long. Linh hồn cùng huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Dưới sự điều khiển của cảm giác sôi trào này, toàn thân bọn họ run rẩy, một mảng lớn bắt đầu phủ phục trên mặt đất, có không ít trưởng lão cũng không phải là ngoại lệ. Bát giai hậu kỳ, hắn đã là bát giai hậu kỳ. Lúc này khí tức của Tiểu Long hoàn toàn được thả ra, đồng thời tộc nhân Thanh Long hoàng tộc mới biết được tu vi của Tiểu Long đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Thân thể Tiểu Long cuồn cuộn trên không trung, uy áp mạnh mẽ, nồng đậm tràn ra. Cả không trung lúc này giống như run rẩy, gió nổi mây phun. Khí tức chấn động nhân tâm khiến cho huyết mạch trong cơ thể Long Ngao và Long Linh có cảm giác như sôi trào.
linh hồn cũng bị run rẩy. Ngao! Con mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra, trong con mắt thứ ba này có một đạo quang trụ bắn thẳng ra không trung. Giống như một đạo quang mang khuếch tán, bao phủ bản thể Long Ngao và Long Linh. Thanh Long Hồn, nhi tử của Đại Công Chúa cũng có thể thúc dục ra Thanh Long Hồn. Uy lực này so với hai người Long Ngao, Long Linh còn mạnh hơn. Long Mộ nhìn Tiểu Long trên không trung, ánh mắt có chút kinh ngạc. Dùng tu vi của hắn, thực lực của Tiểu Long bị che giấu cũng thoát khỏi sự dò xét của hắn. Nhưng mà thực lực của Tiểu Long tới tình trạng như vậy, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Đặc biệt là công kích thiên phú của Thanh Long Hoàng tộc, hắn vô cùng hiểu rõ. Thanh Long Hồn A, chỉ có người có huyết mạch dòng chính Thanh Long Hoàng tộc ta mới có thể thúc dục ra. Lúc này đại trưởng lão cũng cực kỳ rung động, đồng thời kích động. Mọi người kinh ngạc, Huyền Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Long thúc dục công kích thiên phú của Thanh Long Hoàng tộc Thanh Long Hồn, mà ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, Tiểu Long cũng thi triển được Huyền Vũ Nộ, công kích thiên phú của Huyền Vũ Hoàng tộc. Giờ phút này vô số ánh mắt rung động, dưới sự bao phủ của quang mang trong con mắt thứ ba của Tiểu Long, uy áp kinh người ngập tràn khiến cho máu tươi trong cơ thể Long Ngao và Long Linh sôi trào. Linh hồn phủ phục, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc mới biết được thực lực của Tiểu Long. Ngạo khí của hai người trong nháy mắt bị phá hủy thành cho tàn. Dưới uy áp khủng bố, thân thể hai người nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi quang trụ trong mắt Tiểu Long biến mất, bản thể Thanh Long của hai người Long Ngao và Long Linh cũng chỉ chừng 100 mét. Ngao! Cái đầu trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long ngẩng lên, thân thể khổng lồ vượt qua không gian, Long chảo dưới bụng cuồn cuộn, quang mang đại thịnh. Long chảo mở ra, trực tiếp nắm lấy bản thể hai người Long Ngao và Long Linh giống như là diều hâu chộp hai con rắn nhỏ vậy. Hừ, quá yếu! Cái miệng của Tiểu Long rít lên một tiếng, hai chảo nắm lấy hai người Long Ngao và Long Linh. Bị lực lượng của Tiểu Long đè nén, hai người Long Ngao không hề có một chút sức lực nào mà giãy giụa. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt rung động, chỉ thấy lúc này bản thể khổng lồ của Tiểu Long xoay quanh không trung. Phía dưới Long chảo phân biệt chính là hai đầu Thanh Long. Khí thế tràn ngập không gian, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, khí thế bá đạo, hung hăng càn quấy. Nể mặt bà ngoại ta tha cho các ngươi. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, ném hai đầu Thanh Long phía dưới về phía trước. Ngao ngao. Bản thể hai người Long Ngao, Long Linh gào thét giữa không trung, không dám nhúc nhích. Hai người rung động thật sâu, uy áp kinh người vừa rồi bao phủ lên trên người bọn họ, giống như khiến cho bọn họ bạo thể mà chết vậy. Lão đầu tử, có tính là ta thắng hay không? Tiểu Long xoay quanh không trung, cặp mắt rồng nhìn Long Ngộ rồi hỏi. Đương nhiên là ngươi thắng. Ánh mắt Long Ngộ nhảy lên, nhìn Tiểu Long nói. Long Ngộ dứt lời, Huyền Hạo có chút vui vẻ mỉm cười. Lục Lâm Thiên cũng thở dài một hơi, ít nhất Thanh Long Hoàng tộc này không đến mức như Huyền Vũ Hoàng tộc, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, tộc nhân của Thanh Long Hoàng tộc còn thoáng hơn tộc nhân Huyền Vũ Hoàng tộc một chút. Tiểu Long nghe vậy lập tức thu hồi bản thể, quy nác mang lóe lên, thân thể nhảy tới bên người lão phu nhân cùng Long Yên, miệng nói. Bà ngoại, người có thể mang con đi gặp mẫu thân được hay không? Được, tốt lắm, bà ngoại sẽ mang con đi gặp mẫu thân. Mẫu thân con nếu biết con tới nhất định sẽ rất vui mừng. Lão phu nhân nhìn Tiểu Long, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long. Ánh mắt lập tức nhìn bốn phía nói. Bây giờ còn ai muốn nói gì hay không? Nếu như không có thì sau này đừng có ai nhắc lại việc này nữa. Âm thanh của lão phu nhân quanh quẩn trên không trung. Trong không trung, phần đông trưởng lão, hộ pháp không nói gì. Nhị trưởng lão kia co rúm lại thế nhưng cũng không dám nói gì nữa. Thực lực của Tiểu Long bày ra trước mắt, không trải qua truyền thừa, linh hoàng khí đã là thiên cấp, thiên phú khủng bố như vậy, trong tộc không có ai có thể so bì kịp. Bọn họ cũng thấy đau lòng, đám trưởng lão bọn họ cũng là vì suy nghĩ cho tộc. Về phần tư tâm, tới tu vi như bọn họ hiện tại, có thể còn có bao nhiêu tư tâm cơ chứ? Nhìn thấy phần đông trưởng lão không nói gì, lão phu nhân mỉm cười nhìn lên không trung rồi nói. Nếu như chư vị thái thượng trưởng lão cũng không có ý kiến thì việc của Tiểu Long liền làm như vậy. Âm thanh quanh quẩn, không trung yên lặng, vô số trưởng lão, hộ pháp càng không có ý kiến. Mấy vị thái thượng trưởng lão kia cũng không có ý kiến, bọn họ còn có thể có ý kiến gì chứ? Mang tiểu nhiệt xúc gặp mẫu thân nó đi.
Gặp xong rồi đi đi. Long Mộ liếc mắt nhìn Tiểu Long. Lão đầu tử, người có ý gì? Vừa rồi ngươi vừa mới đáp ứng xong. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Long Mộ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi nó đi? Long Mộ nói. Ta chỉ đồng ý cho nó gặp mẫu thân nó, cũng không đồng ý nó ở trong Thanh Long hoàng tộc. Phụ thân, Tiểu Long cũng đã. Ánh mắt Long Yên khẽ đảo, lời còn chưa dứt thì đã bị Long Mộ ngắt lời nói. Một ngựa đổi một ngựa, nếu như tiểu nghiệt xúc này muốn ở lại cũng được. Thế nhưng phải đáp ứng hai chuyện, nếu không không bàn nữa. Xuất hiện một ít biến cố khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng ngưng trọng hơn một chút. Lão đấu tư, ta biết ngay ngươi sẽ lật lọng, nói đi. Điều kiện gì, Tiểu Long nhìn thẳng vào mặt Long Mộ rồi hỏi. Long Mộ nói. Thứ nhất, nếu như ngươi muốn ở lại Thanh Long hoàng tộc cũng được, thế nhưng phải phân rõ giới hạn cùng Huyền Vũ hoàng tộc. Ta cũng chưa từng nói qua ta muốn ở lại Thanh Long hoàng tộc. Bất quá ta và Huyền Vũ hoàng tộc đã sớm không còn quan hệ. Tiểu Long nhìn Long Mộ hỏi. Vậy thì điều kiện thứ hai, nói luôn một lần đi. Ánh mắt Long Mộ biến đổi, tiếp tục nói. Thứ hai, người phải nhận tổ quy tông, về sau chính là đệ tử Thanh Long hoàng tộc. Mặt khác còn có hơn một năm nữa chính là đại hội bốn tộc. Đến lúc đó người phải tham gia đại hội bốn tộc một chút. Nghe vậy cả không trung yên tĩnh, sau đó tiếng nghị luận vang lên. Lúc này ánh mắt Huyền Hạo cũng chấn động, cực kỳ ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ Thanh Long hoàng tộc lại có chủ ý như vậy. Hừ, người coi ta là trẻ con sao? Tiểu Long không do dự nói, Tiểu Long cũng không ngốc. Không ngờ Thanh Long hoàng tộc lại đánh chủ ý lên người hắn như vậy. Tiểu Long nhảy ra, lớn tiếng nói với Long Mộ, cũng không nể mặt ngoại công. Tiểu nghiệt xúc, ta cho ngươi biết, Thanh Long hoàng tộc há là thứ mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu không phải là tộc nhân Thanh Long hoàng tộc thì ngươi dựa vào cái gì mà ở lại trong Thanh Long hoàng tộc. Long Mộ bước lên phía trước nhìn thẳng Tiểu Long nói, cũng không nhường một bước nào. Dựa vào cái gì mà ta phải đi tham dự đại hội bốn tộc cho các ngươi? Chẳng bằng coi ta là vũ khí a, ta không ngốc, ngươi đừng có chủ ý đó với ta. Tiểu Long cũng không sợ, nhìn thẳng vào mắt Long Mộ lớn tiếng nói. Nhìn tổ tôn hai người một lớn một nhỏ tranh chấp, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh. Vô số mọi người cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Long Yên, từ nhỏ tới lớn trong lòng nàng phụ thân đều vô cùng nghiêm túc, cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện như vậy. Tỷ muội hai nàng từ nhỏ cũng không dám nghịch ngợm ở trước mặt phụ thân. Long Yên cũng không ngờ tới lúc này Tiểu Long lại dám làm càn như vậy. Phụ thân tuy rằng nhìn qua có chút tức giận, thế nhưng Long Yên có thể nhìn ra dường như phụ thân cũng không thực sự tức giận. Ngươi không phải đồng ý cũng phải đồng ý, để xem ngươi lợi hại hay là ta ác, tiểu nghiệt xúc ngươi định làm phản sao. Long Mộ trợn mắt, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Lần trước phái người đi giết ta, hiện tại lại muốn ta nhận tổ quy tông, coi ta là quả hồng dễ nắm sao. Muốn bóp như thế nào thì bóp hả? Tiểu Long trừng mắt nhìn Long Mộ, trong lời nói xen lẫn một chút oán khí. Nghe Tiểu Long nói vậy, sắc mặt không ít trưởng lão biến hóa, đây chính là ý tứ của bọn họ lúc trước. Lúc này trong mắt Long Mộ cũng hiện lên một chút chấn động. Tiểu Long nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nhìn Long Mộ nói. Hừ, lão đầu tử, muốn lật lọng sao? Ta cũng nói cho ngươi biết, ta cũng không dễ bị nắm như vậy đâu. Làm ta tức giận, ta có thể lật tung Huyền Vũ hoàng tộc thì cũng có thể lật tung nơi này. Muốn ta nhận tổ quy tông, tham gia đại hội bốn tộc không phải là không được. Thế nhưng ngươi cũng phải nghe kỹ cho ta, trừ phi ngươi đem chức vị tộc trưởng truyền cho ta, bằng không sẽ không có chuyện đó. Ta cũng không phải dễ trêu. Tiểu Long nói xong nhìn Long Mộ, hắn không phải người dễ chọc vào, từ nhỏ đã ở cùng lão đại một chỗ. Thứ đầu tiên hắn học được chính là không để cho người khác nắm mũi dẫn đi. Tiểu nghiệt xúc, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng, làm quán quân ở đại hội bốn tộc thì ta sẽ đem chức vị tộc trưởng này tặng cho ngươi. Phải nhìn xem ngươi có bổn sự đó hay không đã. Muốn ngồi ở chức vị tộc trưởng không thể chỉ dựa vào mạnh mồm là được. Lúc này Long Mộ mỉm cười nói. Được, chờ ta làm quán quân đại hội bốn tộc gì đó rồi nói tiếp. Ngươi cứ chờ đem chức vị tộc trưởng cho ta đi. Tiểu Long cũng không phục nói, nhưng mà đại hội bốn tộc thôi, hắn cũng không sợ. Quân tử nhất ngôn. Ánh mắt Long Mộ lén lút hiện lên sự vui vẻ. Tứ mã nan truy. Tiểu Long nhíu mày, cũng không đặt vào trong lòng.
Cái gì mà quân tử, nhưng mà một con cọp mà thôi. Nhiều nhất chỉ là một con cọp trên lưng có cái mai rùa. Thần Hy nắm lấy lời nói của Tiểu Long, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cười tà nói. Không bình thường a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, tộc trưởng Long Mộ này chung quy tạo cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dường như cố ý đào hố để cho Tiểu Long nhảy vào. Mọi người trong không trung nhìn nhau, đều không nói gì. Hai người Long Ngao và Long Linh thu hồi bản thể tràn ngập vết thương, chật vật đứng trên không trung. Ánh mắt Tiểu Long tràn ngập sự kiêng kỵ, rốt cuộc cũng không cất nổi ngạo khí của mình lên. Tộc trưởng, đại trưởng lão, Thiên Độc Yêu Long khi trước thoát ly khỏi tộc, hiện tại nên xử trí như thế nào? Cả không trung yên tĩnh một lát thì có một đạo âm thanh vang lên. Người vừa lên tiếng chính là một hộ pháp có tu vi bát giai trung kỳ bị một quyền của Thiên Độc Yêu Long đẩy lùi. Hai người Long Ngộ với đại trưởng lão cũng nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Vừa rồi chư vị trưởng lão cũng đã thấy, có một ít tộc quy phải sửa lại, ta thấy như vậy đi. Cho dù thế nào Thiên Độc Yêu Long cũng là huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc ta. Lúc trước thoát ly tộc, tuy rằng tội không thể tha, thế nhưng hôm nay cũng đã trở về, vậy thì phạt ở trong khốn Long Tháp một năm. Tu vi bát giai trung kỳ đỉnh phong, dựa theo tộc quy vốn nên tăng làm trưởng lão, thế nhưng bởi vì trước đây phạm phải tộc quy cho nên tạm thời làm chấp sự. Đại trưởng lão nhìn Thiên Độc Yêu Long nói. Thiên Độc Yêu Long, người có phục không? Ta phục, tuyệt đối phục. Đa tạ đại trưởng lão. Thiên Độc Yêu Long nghe vậy lập tức hành lễ. Vốn hắn cho rằng mình sẽ gặp phiền phức, thế nhưng không ngờ đại trưởng lão lại tha cho hắn. Tuy rằng bị phạt trong khốn Long Tháp một năm, thế nhưng cũng không sao. Dù sao cũng chỉ giống như bế quan mà thôi, còn có thể làm chấp sự trong tộc. Tuy rằng lúc trước thoát ly khỏi Thanh Long Hoàng tộc, thế nhưng thân là huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc. Trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng có một ngày mình có thể công khai bước vào Thanh Long Hoàng tộc một lần nữa. Thiên Độc Yêu Long có chút kích động, có thể trở lại Thanh Long Hoàng tộc chính là hy vọng từ đáy lòng của hắn. Hắn là huyết mạch của Long tộc, bất kể như thế nào cũng không thể quên được Long tộc. Tốt, đại trưởng lão nhân từ. Giữa không trung, không ít giao long chi thứ nghe vậy lập tức hành lễ. Thiên Độc Yêu Long có thể trở lại trong tộc, đại trưởng lão cố ý sửa tộc quy, sau này bọn họ cũng sống khá giả hơn không ít. Một người hành lễ. Cơ hồ toàn bộ giao long chi thứ hành lễ, hoan hô. Đứng lên đi. Đại trưởng lão nói, mắt nhìn chung quanh rồi nói tiếp. Chư vị trưởng lão không có ý kiến gì chứ? Chúng ta không có ý kiến. Mắt nhìn đám người đang hành lễ cùng hoan hô chung quanh, chúng trưởng lão cũng không có ý kiến quá lớn. Thiên Độc Yêu Long ít nhất cũng có huyết mạch long tộc, lúc này đột phá bát giai trung kỳ đến hậu kỳ, không thể nghi ngờ là tộc của bọn họ lại có thêm một cường giả. Đại trưởng lão, chuyện của Thiên Độc Yêu Long đã xử lý xong. Thế nhưng Lục Lâm Thiên này nên xử trí như thế nào? Con trai của đại công chúa đã trở lại Thanh Long Hoàng tộc, Lục Lâm Thiên này dám ký huyết khế với huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc ta. Khi ở Phi Linh Môn còn dám vô lễ với Thanh Long Hoàng tộc chúng ta. Chuyện này phải xử lý mới được. Một đạo thân ảnh lắc mình đi ra, mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên cũng nhận ra người này. Người này chính là đầu lĩnh tới Phi Linh Môn bắt Tiểu Long khi trước, hắn cũng đã được giao thủ qua. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, ký huyết khế cùng Thanh Long Hoàng tộc, tuy rằng không phải khống chế làm tọa kỵ, thế nhưng chuyện này cũng khiến cho Thanh Long Hoàng tộc có chút không thoải mái. Hừ, ai dám làm càn với lão đại ta? Tiểu Long khẽ quát một tiếng, vốn hắn chỉ muốn đi tìm mẫu thân, ai ngờ lại có người gây phiền toái cho lão đại. Ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn ca ca, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên cười với Lục Tâm Đồng, không ngờ việc này lại kéo tới đầu mình. Thế nhưng cho dù đến cũng không có gì phải sợ. Chư vị trưởng lão, nhân loại Lục Lâm Thiên này ký huyết khế với Tiểu Long, đó cũng là chuyện trước kia. Hắn cũng không biết Tiểu Long chính là huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc ta. Huống chi trước kia chư vị trưởng lão cũng không thừa nhận Tiểu Long có huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc ta. Long Yên tiến lên, y phục màu trắng nhẹ nhàng phiêu động, nói. Ký huyết khế cũng không hẳn là tội cho nên việc này cứ cho qua đi. Nhị công chúa lương thiện, thế nhưng chuyện này không thể bỏ qua, nếu như có tiền lệ như vậy sau này sẽ hậu hoạn vô cùng. Lại một đạo thân ảnh bước ra, người này mặc y phục màu tím, tuổi chừng 50, thái dương có vài sợi tóc trắng. Khí tức vô hình lan tràn ra chung quanh,
cực kỳ bất phàm. Từ khí tức có thể nhận ra tu vi người này đã đạt tới bát giai, thế nhưng cũng nhưng mà bát giai hậu kỳ, vừa mới bước vào sơ kỳ mà thôi. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt nheo lại, ý bảo cứ chờ xem một chút. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng suy đoán, sợ rằng mấy tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc lần trước tới Phi Linh Môn bị trà đạp mà quay về, trong lòng vẫn còn không phục cho nên mới viện cơ huyết khế mà gây phiền toái cho hắn. Đại hộ pháp, người nói xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Yên bắt đầu có chút không vui. Dựa theo tộc quy hẳn phải phế tu vi của hắn. Lão giả áo tím nói với Lục Lâm Thiên. Đại hộ pháp, nhân loại Lục Lâm Thiên này ký huyết khế với Tiểu Long đó là chuyện trước kia, Tiểu Long có thể trở lại tộc chúng ta như ngày hôm nay, lại có thực lực như vậy cũng có công của Lục Lâm Thiên này. Lục Lâm Thiên còn có thể cùng Tiểu Long đi về đủ để chứng minh hắn không có ý tứ vũ nhục Thanh Long Hoàng tộc ta. Việc này tuy rằng có chỗ không ổn thế nhưng cũng là chuyện có nguyên nhân khác. Việc này cho qua đi, đại trưởng lão nhìn chung quanh rồi nói. Đại trưởng lão, Lục Lâm Thiên này ngày đó vũ nhục Thanh Long Hoàng tộc ta. Lần này không thể bỏ qua như vậy được. Đại hộ pháp nhìn Lục Lâm Thiên, Thanh Long Hoàng tộc ở Phi Linh Môn đã bị trà đạp, mặt mũi mất hết, thù này đương nhiên không thể không báo. Phần mặt mũi này đương nhiên phải tìm về mới được. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Đại hộ pháp vừa mới dứt lời, tộc trưởng Long Ngộ lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Bẩm tộc trưởng Long Ngộ, chính là tiểu tử. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thân thể lóe lên rồi lạnh nhạt hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên, tộc trưởng Long Ngộ lại nói. Nghe nói ban đầu ở Phi Linh Môn ngươi cực kỳ hung hăng càn quấy lại còn bất kính với Thanh Long Hoàng tộc ta. Có đúng là có việc này không? Tiểu tử không biết cuồng ngạo và bất kính là sao? Tiểu tử chỉ biết nếu như có người tới Phi Linh Môn tiểu tử làm càn, mà tiểu tử chỉ ra tay ngăn địch mà thôi. Chẳng lẽ đây cũng là cuồng ngạo và bất kính sao? Lục Lâm Thiên nói. Quả nhiên có chút cuồng ngạo. Long Ngộ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nghe nói ngươi là linh vũ song tu và vũ giả toàn hệ. Quả thực ta cũng có chút tò mò, lần trước mấy vị hộ pháp của bổn tộc đều chịu thiệt trong tay ngươi. Hôm nay ngươi đã tới đây ta cũng có lời. Đại hộ pháp của bổn tộc sẽ luận bàn với ngươi một chút. Mặc kệ thắng thua ra sao, chuyện giữa ngươi và Thanh Long Hoàng tộc đều được xóa bỏ, ngươi thấy sao? Đa tạ tộc trưởng Long Ngộ, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà vạn nhất tiểu tử làm tổn thương đại hộ pháp. Đến lúc đó đại hộ pháp lại quy thêm một tội bất kính với Thanh Long Hoàng tộc thì tiểu tử không chịu đựng nổi a. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Long Hoàng tộc này không ngờ muốn trà đạp hắn, tìm lại chút mặt mũi. Hừ, nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta chính là bổn sự của ngươi. Chỉ trách ta vô năng mà thôi, ta còn chưa đến mức như vậy. Đại hộ pháp nhìn Lục Lâm Thiên, tinh quang trong mắt bắn ra nói. Ta cũng nói thật với ngươi. Nghe nói ngươi lần trước một mình đả thương mấy hộ pháp hình đường, cực kỳ cuồng ngạo. Ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút mà thôi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuy không lấy mạng của ngươi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Tộc trưởng đã đồng ý thì ta cũng sẽ không phản đối, mặc kệ thắng bại ra sao, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn qua đại hộ pháp này, tuy rằng có chút ngạo khí thế nhưng cũng xem như thẳng thắn. Quang Minh chính đại nói giáo huấn hắn, muốn trà đạp hắn, sợ rằng tìm sai đối tượng rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Vậy thì mời đại hộ pháp chỉ giáo, nếu như ta thua tuyệt đối không có nửa câu oán hận, xem như lãnh giáo. Nếu như làm đại hộ pháp bị thương ta cũng chỉ có thể xin lỗi, quyền cước không có mắt a. Ha ha, quả nhiên đủ hung hăng càn quấy. Đây là lần đầu tiên có nhân loại cuồng ngạo như vậy trước mặt ta. Nhìn Lục Lâm Thiên. Thân ảnh đại hộ pháp lóe lên, lơ lửng giữa không trung. Y phục màu tím tung bay, một cỗ khí thế lan tràn trên không trung, miệng nói. Nhân loại ngươi nếu như ngày hôm nay có thể thắng ta thì ta sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca. Nếu như ngươi thua, nghe nói trên người ngươi có một kiện thần khí gọi là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nếu như phải lưu lại kiện thần khí này, được không? Ha ha, một tiếng đại ca đổi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đại hộ pháp quả nhiên biết chiếm tiện nghi a. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, đại hộ pháp, này nghĩ thật là hay. Chuyện này, đại hộ pháp sững sờ, quả thực không tính tới điểm này, hắn cũng không cảm thấy mình chiếm tiện nghi.
Thanh Long Hoàng tộc có ngạo khí vô cùng lớn. Đại hộ pháp Thanh Long Hoàng tộc như hắn gọi nhân loại một tiếng đại ca, trong mắt hắn chuyện này còn quan trọng hơn một kiện thần khí nhiều. Thần khí đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Như vậy đi, nếu như Lục Lâm Thiên ngươi thua thì lưu lại Tử Lôi Huyền đỉnh của ngươi. Nếu như ngươi thắng, vậy thì đến bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc ta một chuyến. Trong bảo khố tuy rằng không có những vật như thần khí Tử Lôi Huyền đỉnh, thế nhưng có một chút bảo vật cũng không kém thần khí bao nhiêu. Cho nên ngươi có thể lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố. Như vậy cũng có chút công bằng, ngươi có dám đồng ý hay không? Long Mộ nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười nhạt một tiếng. Không biết trong lòng Long Mộ này hiện tại đang nghĩ gì? Lục Lâm Thiên suy nghĩ, bảo khố của Long tộc, lựa chọn ba kiện bảo vật trong đó, tuyệt đối là cơ hội tốt. Bảo khố của Long tộc tuyệt đối bất phàm. Nếu như Thanh Long Hoàng tộc đã có chủ ý với Tử Lôi Huyền đỉnh của hắn, vậy thì hắn cũng không cần khách khí. Còn chưa biết ai là kẻ khóc cuối cùng, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Long Mộ rồi thi lễ, khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân lệnh. Đại hộ pháp, trà đạp nhân loại này. Lục Lâm Thiên này hung hăng càn quấy, đánh hắn. Không thể để cho một nhân loại kiêu ngạo trong Thanh Long Hoàng tộc ta như vậy. Đại hộ pháp, dùng một chiêu trà đạp hắn đi. Nhìn thấy tộc trưởng cũng đồng ý, còn xuất ra ba kiện bảo vật trong bảo khố làm tiền đặt cược. Chuyện này khiến cho cơ hồ tất cả đệ tử Long tộc có mặt lúc này sôi trào. Vừa rồi đối với chuyện Tiểu Long và Thiên Độc Yêu Long, trong lòng tất cả đệ tử đều có chút suy nghĩ phức tạp. Thế nhưng dù sao Tiểu Long và Thiên Độc Yêu Long đều có huyết mạch của Long tộc. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên này lại là một nhân loại, vậy thì không giống như trước. Cơ hồ tất cả mọi người đều gọi ầm ĩ, vô số ánh mắt nhìn về phía Đại Hộ Pháp. Tự nhiên mọi người đều hy vọng Đại Hộ Pháp giáo huấn nhân loại này một chút. Tất cả trưởng lão trong Thanh Long Hoàng tộc đều có hứng thú. Bọn họ cũng đều hy vọng Đại Hộ Pháp có thể trà đạp Lục Lâm Thiên này một chút. Lần trước bị trà đạp trên Phi Linh Môn, chuyện này đã sớm truyền khắp Đại Lục. Chuyện này đối với mặt mũi của Thanh Long Hoàng tộc có ảnh hưởng cực lớn, mặt mũi nhất định phải đoạt lại. Lục Lâm Thiên, đây là Thanh Long Hoàng tộc, ta là chủ, ngươi là khách, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi. Đại hộ pháp thấy tộc trưởng và đệ tử toàn tộc đều ủng hộ hắn, khí thế lập tức tăng cao. Khí thế quanh thân đại hộ pháp lan tràn, cả không trung lập tức có một cỗ năng lượng trong thiên địa lặng lẽ hội tụ. Khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ xuất hiện. Khí tức thật mạnh. Sắc mặt không ít đệ tử Thanh Long nhất tộc khẽ biến hóa, thực lực của đại hộ pháp là bát giai hậu kỳ, trưởng quản cơ hồ tất cả hộ pháp toàn tộc. Tuy rằng là hộ pháp, thế nhưng thân là đại hộ pháp, địa vị của hắn cũng không dưới trưởng lão bình thường. Mà thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đại hộ pháp 1000 năm trước đã đột phá đến bát giai hậu kỳ, thân là Thanh Long Hoàng tộc, coi như là bản thể, sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải đại hộ pháp cũng phải chạy trốn chết. Mắt nhìn đại hộ pháp khí thế ngập trời, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Quang mang dưới chân lóe lên, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy lên không trung, chân khí tràn ra, áo bào xanh bay phấp phới. Huyền Hạo chỉ khẽ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Thực lực của Lục Lâm Thiên hắn biết rõ, thực lực của đại hộ pháp tuy rằng không tệ. Thế nhưng gặp phải người biến thái linh vũ song tu như Lục Lâm Thiên, sợ rằng cũng chỉ có thể bị trà đạp mà thôi. Xem ra trong bảo khố Long tộc, có ba kiện bảo vật rất khó bảo toàn. Đoán chừng Thanh Long Hoàng tộc trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Tiểu Long, thực lực của Lục Lâm Thiên này như thế nào? Đại trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên trên không trung, nhìn cái khí thế lạnh nhạt kia, nàng lập tức cúi đầu nhẹ giọng hỏi Tiểu Long. Bà ngoại, lát nữa người sẽ biết. Tiểu Long nói, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Thực lực của lão đại chỉ bằng vào tên đại hộ pháp kia làm sao có thể đối phó. Còn chưa động thủ sao? Giữa không trung, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đại hộ pháp nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, quang mang lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện, khí tức vũ tôn tứ trọng tràn ra. Một âm thanh từ trong miệng hắn vang lên. Sau khi ta ra tay sợ rằng đại hộ pháp sẽ không có cơ hội ra tay. Tốt nhất là đại hộ pháp ra tay đi. Hóa ra mới là vũ tôn tứ trọng. Tu vi của nhân loại này kỳ thực không tệ. Thế nhưng ở trước mặt đại hộ pháp, quả thực chính là muốn chết. Nhìn Lục Lâm Thiên chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, không ít ánh mắt chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức khinh thường.
Loại thực lực này mà đối mặt với đại hộ pháp, quả thực quá thấp. Thật đúng là cuồng ngạo, ta sẽ cho ngươi biết trước mặt bổn hộ pháp, ngươi không có tư cách cuồng ngạo. Thanh Long hoàng tộc trời sinh cuồng ngạo, nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại dám cuồng ngạo trước mặt mình như vậy cũng khó có thể nhịn được. Tiếng quát vừa dứt, thân thể lập tức run lên, dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc. Uy áp linh hoàng khí tràn ra, dưới cỗ uy áp này, cả không trung phong vân biến sắc. Gợn sóng trong không gian lập tức cuồn cuộn, khiến cho người có thực lực thấp trong long tộc không nhịn được mà run rẩy. Lục Lâm Thiên nhìn không trung, uy áp của linh hoàng khí đều bị ngăn cản bên ngoài, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhân loại này dường như có chút bất phàm. Đường đường là Thanh Long hoàng tộc, cũng có không ít chúng cường giả nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở trong khí thế khủng bố này vẫn lạnh nhạt đứng đó lập tức xì xào nói. Chỉ riêng phần bản lĩnh này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Siêu. Thân ảnh đại hộ pháp lóe lên, trường bào màu tím run run, năng lượng vô hình trong thiên địa khuếch tán. Tay phải đột nhiên vươn ra, cả không gian run lên. Giữa không trung, một đạo chảo ấn được ngưng tụ, trong nháy mắt phóng tới trước người Lục Lâm Thiên. Dưới đạo chảo ấn, giữa không trung lập tức xuất hiện 5 vết nứt đen kịt trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm. Thực lực của đại hộ pháp lần nữa tăng lên không ít. Sợ rằng ngay cả một chiêu này Lục Lâm Thiên cũng không chống lại được. Đại hộ pháp không lưu tình một chút nào a. Nhìn thực lực của đại hộ pháp, không ít người có chút vui mừng. Mà đại hộ pháp không lưu tình, công kích như vậy tuyệt đối vũ tôn tứ trọng không thể chống lại được. Mà trong lúc mọi người chăm chú nhìn vào, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhạt, nhìn đạo chảo ấn đang đánh tới, thủ ấn trong tay lặng lẽ kết xuất. Thực lực của đại hộ pháp này Lục Lâm Thiên đã sớm đoán ra. Sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây là một cường giả Thanh Long hoàng tộc khó có thể dây vào. Nhưng mà loại cấp độ như vậy, dường như hiện tại cũng không phải hắn không làm gì được. Chảo ấn đánh xuống, không gian trước mắt sụp đổ từng khúc, ngay khi chảo ấn còn cách không được 100 thước, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức được kết, chân khí phô thiên cái địa lập tức tuôn ra. Trong khoảnh khắc, giữa không trung lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, không gian mấy ngàn thước chung quanh giống như đông cứng lại. Năng lượng thiên địa kéo tới, một cỗ khí tức ngập trời lan tràn ra. Trong chớp mắt, khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong khoảnh khắc trở nên khủng bố. Không ít cường giả cũng có thể nhận ra được, trong đó dường như còn có khí tức linh hồn bàng bạc ở bên trong. Linh Vũ Quyết. Cùng một lúc, Lục Lâm Thiên nắm tay, quang mang hội tụ chung quanh nắm tay. Trước nắm tay có thể nhìn thấy vết nứt trong không gian xuất hiện, quang mang ngập trời từ ranh giới tràn ra mãnh liệt. Trong sát na, đạo quyền ấn này của Lục Lâm Thiên lập tức va chạm với chảo ấn của đại hộ pháp. Hai người đều phóng lên trời, thân thể đứng song song trên không trung. Quyền ấn của Lục Lâm Thiên mang theo khe nứt đen kịt trực tiếp va chạm với chảo ấn. Hai đạo công kích va chạm, giống như hai quả lưu tinh ầm ầm va chạm trên không trung. Hoặc giả như hai lỗ đen va chạm trên không trung, trong nháy mắt, hai đạo công kích va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ, từng mảnh vỡ không gian giống như cục đá bắn xuống mặt nước yên tĩnh. Gợn sóng bắn ra bốn phía. Mà điều này cũng vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Công kích khủng bố của hai người va chạm cũng không tạo thành âm thanh quá ớn, chỉ có âm thanh ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Mà cùng lúc chảo ấn, quyền ấn va chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát. Cả không trung hung hăng run rẩy, công kích của hai người đồng thời bị biến mất, thân thể hai người đồng thời bị đẩy lùi. Cùng một thời gian, ngay bị quyền ấn của Lục Lâm Thiên bị đánh nát, bên trong đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy. Quyền ấn bằng linh hồn lực trực tiếp phá không đánh ra, năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức đánh vào trên người đại hộ pháp. Ồ! Bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, có cường giả sợ hãi thán phục. Bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một cỗ. Đây chính là thứ khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Siêu! Thân thể đại hộ pháp bị đẩy lùi, hắn không ngờ bên trong công kích của Lục Lâm Thiên này lại ẩn chứa công kích linh hồn. Ánh mắt cực kỳ ngoài ý muốn. Đạo quyền ấn bằng linh hồn lực đánh vào khiến cho thân thể hắn chứng lại, rồi lập tức khôi phục. Trong công kích thuộc tính thổ dung hợp công kích linh hồn. Linh vũ dung hợp, người bình thường gặp phải ngươi sẽ chịu thiệt.
Thế nhưng công kích linh hồn này đối với Thanh Long hoàng tộc ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp hét lớn một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nhạt, công kích linh hồn, thứ này đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Công kích linh hồn đối với đại hộ pháp không có tác dụng quá lớn, Lục Lâm Thiên có chút hơi bất ngờ, cũng không phải hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm. Không có chút đình trệ nào, Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Thật sao, vậy thử xem thứ này đi. Âm thanh vừa dứt, thân thể Lục Lâm Thiên đã vượt qua không gian trực tiếp tới bên người đại hộ pháp, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người đại hộ pháp, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Cánh tay vẽ ra từng đường vòng cung huyền ảo. Thời không lao ngục. Một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Lâm Thiên bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Lực lượng của thời gian khiến cho gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, bao phủ đại hộ pháp vào bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thủy, linh hồn lực minh mông, tăng thêm lực lượng thời gian và năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, dung hợp với nhau, trong khoảnh khắc chút xuống. Tách! Bỗng nhiên bên trong thời không lao ngục đột nhiên đông cứng lại, đem đại hộ pháp đóng băng vào bên trong. Hàn khí đóng băng không gian, trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt đại hộ pháp. Tuy rằng công kích linh hồn ở bên trong đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng công kích bằng hàn khí, lực lượng không gian trói buộc, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến cho lúc này hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Ồ! Mà trong không gian quỷ dị này, ánh mắt đại hộ pháp biến đổi. Công kích không gian khủng bố, lực công kích quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Công kích quỷ dị này không ngờ lại tạo cho hắn một cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không có cách nào giãy giụa thoát ra ngoài. Một cỗ lực lượng lạnh lẽo lan tràn tới trước người hắn, cả không gian đều bị hàn khí bao phủ. Không ngờ lại mạnh như vậy. Hàn khí lạnh lẽo kéo tới trước mặt, đại hộ pháp không do dự mà hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bản thể thanh long khổng lồ hơn 1000 mét. Ken két. Bản thể khổng lồ cuồn cuộn, linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng thiên địa. Thân thể trong khoảnh khắc cuồn cuộn phá vỡ một mảng lớn hàn khí. Thân thể xé rách không gian tạo ra vết nứt đen kịt, đại hộ pháp muốn phá vỡ vòng vây đi ra. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao đại hộ pháp này tuyệt đối là cường giả. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh vừa dứt, thủ ấn Lục Lâm Thiên quỷ dị đánh xuống. Trong sát na, chân khí thuộc tính mộc bàng bạc quanh thân tuôn ra, lập tức cuồng bạo tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thổ. Lập tức năng lượng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cũng cuồn cuộn tiến vào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục liên tục run rẩy. Một cỗ uy năng vô hình liên tục kéo lên. Khi năng lượng bên trong thời không lao ngục một lần nữa lại là thuộc tính thổ thì uy năng bên trong đã cực kỳ mạnh mẽ. Đại hộ pháp hóa thành bản thể, đang muốn phá vòng vây thoát ra. Thế nhưng trong nháy mắt không gian quỷ dị bao phủ hắn run rẩy mấy lần, uy năng trong không gian lại tăng lên mấy lần, vô cùng khó hiểu. Cả không gian trong chớp mắt như cứng lại, mất đi trọng lượng. Bên trong còn có một cỗ linh. Hồn lực minh mông, lực lượng không gian chút xuống khiến cho cả thân thể hắn bị áp chế, vô lực, không thể nhúc nhích. Thời không lao ngục trồng chất, uy năng tăng mạnh mấy lần. Huyền tích trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc khi trước còn có tu vi mạnh hơn đại hộ pháp này, tăng thêm lực phòng ngự khủng bố của Huyền Vũ hoàng tộc mà cũng không có cách nào chống lại thời không lao ngục trồng chất bốn loại thuộc tính. Lục Lâm Thiên cũng tự biết đại hộ pháp này không có cách nào chống lại. Đại hộ pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời không lao ngục trồng chất bốn loại thuộc tính đã mạnh tới mức vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Xuống dưới, Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, thời không lao ngục thuộc tính thổ hung hăng lan tràn. Không gian to lớn dưới lực lượng đáng sợ va chạm lập tức vặn vẹo. Không gian ngưng tụ, bản thể khổng lồ của đại hộ pháp căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thân thể lập tức bị lực lượng vạn quân hung hăng đè xuống, nặng nề từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Phốc phốc, trong miệng bản thể khổng lồ của đại hộ pháp phun ra máu tươi. Mà ngay cả lân phiến trên người cũng có máu tươi không ngừng chảy ra. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, thủ ấn biến hóa. Thời không lao ngục mạnh mẽ đè đại hộ pháp trên mặt đất. Ngao! Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, bản thể thanh long khổng lồ của đại hộ pháp này trong nháy mắt bị đông cứng lại, căn bản khó có thể nhúc nhích. Mặt khác còn có lực lượng không gian,
công kích linh hồn hỗn hợp bên trong. Nhất thời, ngay cả công kích thiên phú hắn cũng không có cách nào có thể thi triển ra được. Mũi chân mang theo quang mang khẽ điểm hư không, tiếp đó thân hình Lục Lâm Thiên như thiểm điện trực tiếp xuất hiện trong thời không lao ngục. Thân thể lơ lửng trước mặt đại hộ pháp đang không có cách nào nhúc nhích. Một đoàn huyết quang lập tức xuất hiện. Ngao! Huyết quang thu liếm, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Đại hộ pháp có thể nhìn thấy rõ trong tay Lục Lâm Thiên có một thanh huyết đao quỷ dị. Một đạo đao mang huyết sắc lập tức đánh xuống. Trước đao mang, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Siêu! Dưới vô số ánh mắt rung động, đạo đao mang này bổ ra vết nứt trong không gian, trực tiếp đánh vào trên đầu đại hộ pháp. Uy thế kinh người kia khiến cho đại hộ pháp nhắm mắt lại. Siêu! Một đao khủng bố lập tức dừng lại trên đầu đại hộ pháp, đao mang thu liếm. Kinh khí kinh người biến mất, đại hộ pháp mở mắt ra. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước người hắn, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Một đao kia cũng không có đánh xuống. Thu huyết lục lại, thanh linh khải giáp biến mất, Lục Lâm Thiên cũng lập tức thu hồi thời không lao ngục. Thân ảnh lơ lửng trên không trung, lăng không đứng thẳng. Quanh thân được quang mang bao phủ, khí tức khiến cho lòng người rung động, hắn nhìn đại hộ pháp phía dưới nói. Đại hộ pháp, chịu thua chưa? Siêu! Một đạo lưu quang lóe lên, đại hộ pháp thu bản thể lại, hóa thành hình người đứng trên mặt đất rạn nứt. Nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung. Đại hộ pháp sợ hãi, hắn biết rõ mình đã bại. Công kích vừa rồi đánh tới, hắn không có lực chống lại. Sợ rằng nếu như ngay từ đầu đối phương thi triển công kích không gian khủng bố kia thì ngay cả một chiêu hắn cũng sẽ bị thua. Vì cố kỵ mặt mũi của mình cho nên Lục Lâm Thiên này mới dùng hai chiêu đánh bại mình. Một đao kia không đánh xuống là đã cho hắn mặt mũi rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi tất cả mọi người đều hy vọng đại hộ pháp có thể dùng một chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên này. Chà đạp nhân loại này một phen, thế nhưng thật không ngờ đại hộ pháp dưới hai chiêu đã bại như vậy. Hai chiêu không có sức hoàn thủ, điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Lục Lâm Thiên này quá cường hãn. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đối với tất cả cường giả Thanh Long Hoàng tộc mà nói, lúc này thứ khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là công kích quỷ dị mà kinh khủng kia của Lục Lâm Thiên có thể tăng lên gấp bội. Tu vi vũ tôn tứ trọng thế nhưng chỉ dùng hai chiêu đánh bại đại hộ pháp. Đại hộ pháp không có lực chống lại, thực lực như vậy tuyệt đối cường hãn. Giờ phút này cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tâm tình bên trong đều không giống nhau. Ồ, hóa ra tên này cũng lợi hại như vậy. Thần Hy nghi hoặc, kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đây chính là điều mà bản thân nàng cũng không ngờ tới. Thần Hy lại nhìn về phía Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Đám người này mỗi một người đều biến thái, vô cùng khủng bố. Lúc này Đại trưởng Lão và Long Yên cũng kinh hãi, tất cả mọi chuyện đều vượt quá dự đoán của hai người. Chỉ có Tiểu Long là không cảm thấy ngạc nhiên, thực lực của Lão Đại không phải là thứ mà Đại hộ pháp kia có thể chống lại. Lục Lâm Thiên ta thua. Ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, Long Trường khẽ thở dài, lại nhìn đám người chung quanh nói. Ta thua, dựa theo giao ước khi trước, về sau ta sẽ gọi ngươi là. Long Trường còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức đi tới bên người Long Trường nói. Nếu như đại hộ pháp không chê, về sau tiểu tử sẽ gọi đại hộ pháp một tiếng Long Trường lão ca. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Long Trường sững sờ. Lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lục Lâm Thiên. Thân là tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc, trước mắt bao nhiêu người chuyện hắn đã nói ra tuyệt đối không thể chống chế. Đây cũng là ngạo khí của hắn, là ngạo khí của toàn bộ Thanh Long Hoàng tộc. Thế nhưng đây cũng là nói thật, nếu không sau này hắn cũng không còn mặt mũi nữa. Đa tạ Lâm Thiên lão đệ, Long Trường ta thua tâm phục khẩu phục. Linh Vũ song tu quả nhiên cực kỳ cường hãn. Long Trường nhìn Lục Lâm Thiên, cảm kích từ tận đáy lòng. Hắn không ngờ tới lúc này Lục Lâm Thiên lại cho hắn mặt mũi. Chỉ khác một chữ, thế nhưng lại không giống nhau. Thái độ của hắn đối với Lục Lâm Thiên cũng lập tức biến đổi. Đa tạ Long Trường lão ca, tiểu tử may mắn mà thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, Long Trường này tuy rằng có chút cao ngạo, thế nhưng lại quang minh chính đại. Điểm này rất hợp khẩu vị của Lục Lâm Thiên cho nên hắn gọi Long Trường một tiếng lão ca cũng không thiệt thòi. Mà đổi lại. Lục Lâm Thiên cũng có tính toán của riêng mình, Tiểu Long tiến vào Thanh Long Hoàng tộc, hắn cũng có một chút ân oán nhỏ với Thanh Long Hoàng tộc, lần này mình chiến thẳng, có
có cơ hội thì nên hóa giải ân oán với Thanh Long Hoàng tộc một chút. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, nếu đã như vậy sao không làm? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thay đại hộ pháp Long Trường giải vây, không ít trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã nhu hòa hơn không ít. Nếu như đại hộ pháp mất mặt thì bọn họ cũng không khá hơn. Việc này cứ quyết định như thế đi. Long Trường, hai ngày nữa ngươi mang theo Lục Lâm Thiên đi vào bảo khố lựa chọn ba kiện bảo vật. Long Mộ nhìn Lục Lâm Thiên dò xét một phen rồi nói. Khi âm thanh vừa dứt, Long Mộ lập tức quay người rời đi. Gợn sóng trước mặt tộc trưởng Long Mộ lóe lên, lập tức bước vào trong gợn sóng không gian rồi biến mất không thấy. Thế nhưng lại không có ai nhìn thấy khi hắn xoay người, trên khuôn mặt già nua của tộc trưởng Long Mộ nở nụ cười có chút cao thâm. Tiểu Long, bà ngoại mang con đi gặp mẫu thân. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói với Tiểu Long. Tiểu Long gật đầu, lão đại đã không có việc gì, còn có thể đi vào trong bảo khố Long tộc chọn ba kiện bảo vật, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Mà bây giờ hắn cũng phải đi gặp người mẫu thân, lưu lại âm thanh trong đầu hắn. Trong lòng không biết vì sao lại có chút khẩn trương. Loại khẩn trương này, so với lúc trước đi Huyền Vũ Hoàng tộc gặp phụ thân còn khẩn trương hơn nhiều. Cũng không phải nhưng mà khẩn trương đơn thuần mà bên trong còn có kích động, bất an và chờ mong. Phụ thân, chúng ta đi gặp mẫu thân. Tiểu Long nhìn phụ thân rồi nói. Được, chúng ta đi gặp mẫu thân con. Huyền Hạo nói, trong mắt có chút kích động. Nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc hắn cũng chờ được tới ngày hôm nay. Một nhà ba người bọn họ rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Ai? Nhìn Huyền Hạo, đại trưởng lão khẽ thở dài, mang theo mọi người biến mất trên không trung. Long Yên nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức đuổi kịp mấy người. Chấm. Tại một sơn cốc, mấy đạo thân ảnh đáp xuống, mấy người này chính là đại trưởng lão, Tiểu Long, Huyền Hạo, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, còn có Thần Hy đi theo bên cạnh. Mà Thiên Độc Yêu Long vừa vặn lại bị đại hộ pháp dẫn đi, dường như đi tiếp nhận hình phạt ở trong khốn long tháp một năm. Thiên Độc Yêu Long biểu hiện can tâm tình nguyện, Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng không nói thêm gì. Dù sao đây đã là kết quả tốt nhất. Ngoài sơn cốc, cây cối xanh biếc, tiếng chim hót vang lên không ngừng, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Tiểu Long, những năm nay mẫu thân của con đều tự giam mình trong Bách Hoa Cốc. Thề cả đời không rời khỏi Bách Hoa Cốc nửa bước, trừ phi con có thể trở về. Mà ngay cả bà ngoại cũng không có cách nào khuyên nhủ mẫu thân con. Long Nguyệt nói với Tiểu Long. Những năm này mẫu thân chưa từng rời khỏi Bách Hoa Cốc sao? Trong lòng Tiểu Long lập tức cảm thấy chua xót. Hóa ra những năm gần đây mẫu thân đều ở trong sơn cốc này, so với bị giam có gì khác nhau đâu. Long Nguyệt khẽ thở dài nói. Đúng vậy, trong lòng mẫu thân con luôn nhớ tới con. Còn phụ thân của con nữa. Liếc mắt nhìn Huyền Hạo, Long Nguyệt tiếp tục nói. Trong lòng mẫu thân con luôn tự trách chính mình, trách cứ ngoại công con cùng với Thanh Long Hoàng tộc. Trong lòng có oán khí, thế nhưng hiện tại con đã tới thì tốt rồi. Đều là ta sai. Huyền Hạo thì thào nói, trong lòng hắn lúc này cũng tràn ngập sự chua xót. Được rồi, mọi người chờ ở đây, con đi gọi tỷ tỷ ra. Cho tỷ tỷ kinh hỉ. Long Yên nói xong, thân thể xinh đẹp lóe lên, tiến vào trong sơn cốc. Cũng tốt, chúng ta chờ ở đây. Chờ mẫu thân con đi ra, nhìn thấy con lớn như vậy mẫu thân con nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Long Nguyệt nói, bàn tay đặt lên vai Tiểu Long, trên khuôn mặt già nua hiện lên sự chua xót và vui vẻ. Tộc nhân Chu Tước Hoàng tộc sao cũng tới đây. Đại trưởng lão Long Nguyệt nhìn về phía Thần Hy hỏi, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được thân phận của Thần Hy. Ta, Thần Hy nháy mắt, cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Đại trưởng lão, nhà đầu này là muội muội Chu Loan. Lúc trước đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người trong tộc, gặp phải chúng ta cùng Tiểu Long cho nên cùng đi tới đây. Huyền Hạo nói, thì ra là thế, thiên phú của nha đầu kia cũng rất mạnh a. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, trong đình viện tinh xảo, mùi hương hoa tràn ngập, một đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống đình viện, âm thanh du dương vang lên. Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu vậy? Người này chính là Long Yên mang theo sự vui vẻ đi tới. Long Yên, sao hai ngày ngay muội lại chăm tới chỗ ta liên tục như vậy? Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Một thân ảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện bên người Long Yên. Trên đầu búi tóc, xinh đẹp không tì vết, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian.
Tỷ tỷ, nói cho tỷ biết một tin tốt, tỷ có muốn nghe hay không? Long Yên cười cười, nụ cười vô cùng động lòng người. Nữ tử tuyệt mỹ này đương nhiên là tỷ tỷ Long Yên, đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc. Là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi khi trước của Thanh Long Hoàng tộc. Vừa sinh ra đã có linh hoàng khí địa cấp đỉnh phong, vô hạn tiếp cận tới thiên cấp. Sau khi trải qua truyền thừa đã là linh hoàng khí thiên cấp gần tới đỉnh phong. Trong tộc không có ai có thể sánh kịp. Có thiên phú như vậy, là hy vọng của Thanh Long Hoàng tộc, thế nhưng không ngờ lại làm ra chuyện kia với huyền hạo của Huyền Vũ Hoàng tộc, làm cho cả Thanh Long Hoàng tộc cùng Huyền Vũ Hoàng tộc chấn động, thiếu chút nữa để hai tộc đại chiến. Long Bích Hàm nhíu mày, dịu dàng cười nói. Muội thì có tin gì tốt chứ? Nói đi. Tỷ nhất định sẽ kinh hỉ, muội mang tỷ đi tới nơi này. Long Yên cười thần bí. Tiểu ni tử này, muội cũng biết ta sẽ không rời khỏi cốc mà. Long Bích Hàm cười một tiếng. Ánh mắt Long Yên lóe lên, mỉm cười nói. Muội biết tỷ không rời khỏi Bách Hoa cốc cho nên mới không bảo tỷ xuất cốc. Thế nhưng tỷ phải nhắm mắt lại, cũng không thể dùng tâm thần dò xét, bằng không sẽ không có kinh hỉ nữa. Long Yên nói, dường như nàng đã chuẩn bị từ trước. Tay lấy ra một dải lụa trắng, che hai mắt của Long Bích Hàm. Được rồi, để xem muội có thể mang tới kinh hỉ gì cho ta. Long Bích Hàm cũng không cự tuyệt mà khẽ mỉm cười nói. Long Yên nở nụ cười thỏa mãn, kéo tay tỷ tỷ Long Bích Hàm nói. Yên tâm đi, muội cam đoan tỷ sẽ giật mình cho xem. Ngoài sơn cốc, khắp nơi là hoa tươi, hương hoa mê người. Trong lúc chờ đợi Tiểu Long lại càng thêm khẩn trương cùng kích động, thêm nữa là mừng rỡ. Ánh mắt mang theo sự khẩn trương thi thoảng nhìn về phía lão đại. Lục Lâm Thiên cười cười, lúc này mọi chuyện trong Thanh Long Hoàng tộc khá tốt, rốt cuộc Tiểu Long cũng sắp gặp được mẫu thân mình. Trong sự chờ đợi của mọi người, ở lối ra của Sơn Cốc, dưới sự dẫn dắt của Long Yên, một nữ tử dịu dàng đi tới, trên người mặc bộ váy dài xanh biếc, cái eo nhỏ nhắn, thân thể lung linh, xinh đẹp. Bích Hàm. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp này, toàn thân Huyền Hạo run lên, thân ảnh lóe lên lập tức lao thẳng về phía trước. Long Bích Hàm được Long Yên dẫn đi, tiếp tục đi về phía trước, không thi triển tâm thần dò xét, thế nhưng động tĩnh của Huyền Hạo cũng không giấu được nàng, nàng mở miệng hỏi Long Yên. Long Yên, là ai tới vậy? Nếu như ta tiến thêm vài bước chính là rời cốc a. Âm thanh vang lên, âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên, giống như phiêu đãng, mờ ảo. Mẫu thân, Tiểu Long nghẹn ngào nói một câu, nghe thấy âm thanh vừa rồi, tuy rằng ở phía xa, thế nhưng Tiểu Long biết, đây chính là âm thanh của mẫu thân. Bên trong cấm chế trong đầu hắn có âm thanh quen thuộc này. Toàn thân Tiểu Long run lên, trong mắt không nhịn được mà có nước mắt chảy ra. Ánh mắt chăm chú nhìn vào nữ tử đang từ sơn cốc đi ra. Đây chính là thân ảnh mẫu thân mà hắn ngày nhớ đêm mong. Huyền Hạo đứng trước người Long Bích Hàm. Cố nén nước mắt trực trào ra. Thân thể không tự chủ được mà run lên, thân ảnh xinh đẹp này khiến cho hắn mỗi một ngày đều nhớ thương, làm sao có thể quên được. Huyền Hạo, sao chàng lại tới đây? Có phải là chàng hay không? Cảm nhận khí tức trước người, tuy rằng bị che mắt, thế nhưng Long Bích Hàm cũng cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia. Cỗ khí tức này làm sao nàng có thể quên được? Âm thanh vừa dứt, thân thể mềm mại của Long Bích Hàm run lên. Lập tức cởi giải lụa che mắt ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên, làn da nhẵn nhụi như ngọc, hai sợi tóc mai bên má khẽ tung bay làm tăng thêm vài phần mê người. Trong nháy mắt, trong đôi mắt đen nhánh kia xuất hiện một thân ảnh gầy gò, trên người mặc trường bào màu tím đang nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt giống như ngôi sao. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, thân thể Long Bích Hàm run rẩy không thể nói nên lời. Ánh mắt rung động. Đạo thân ảnh này đứng trước mắt thế nhưng nàng vẫn không thể tin được đây lại là sự thật. Bích Hàm, là ta tới thăm nàng đây. Huyền Hạo nói, đạo thân ảnh kia đứng trước mắt thế nhưng dường như hắn vẫn không thể tin được. Âm thanh nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra, kéo lấy hai tay của thân ảnh mềm mại trước mắt rồi ôm vào lòng. Huyền Hạo, thực sự là chàng sao? Thân thể mềm mại của Long Bích Hàm run lên, lập tức nhào vào LNG ngực quen thuộc kia. LNG ngực này vẫn ấm áp như vậy, đây không phải là nằm mơ, tất cả đều vô cùng chân thật. Hai người ôm nhau, Long Yên bên cạnh vui vẻ, phía xa, ánh mắt đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ rồi lại nở nụ cười khổ. Thật là cảm động. Thần Hy khẽ nói, cảnh tượng trước mặt khiến cho nàng cảm động không thôi. Đúng vậy,
rất cảm động. Lục Tâm Đồng nói, hai người này không biết từ khi nào đã nắm lấy tay nhau, giống như thân tỉ muội vậy. Đã rất lâu rồi không gặp Vô Song cùng Cảnh Văn, không biết hiện tại các nàng thế nào rồi. Cảnh này khiến cho Lục Lâm Thiên nhớ tới Lục Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Đã lâu hắn không gặp nhị nữ, khiến cho lúc này nhìn thấy cảnh này hắn càng thêm nhớ nhung. Tỷ tỷ, để hai người ôm nhau một lát rồi Long Yên mới nói. Long Bích Hàm nghe vậy lúc này mới nhớ tới muội muội còn đang ở bên cạnh. Khuôn mặt ửng đỏ từ trong ngực Huyền Hạo đi ra. Tỷ tỷ, tỷ xem đó là ai? Long Yên kéo tay tỷ tỷ chỉ về phía trước. Long Bích Hàm nhìn theo cánh tay Long Yên. Một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện trong mắt nàng. Một thiếu niên mặc hoàng bào, mái tóc màu vàng, ánh mắt trong suốt. Mắt nhìn đạo thân ảnh này, trong lúc vô hình thân thể Long Bích Hàm run lên, cỗ cảm giác này giống như là có một mối liên hệ vô hình nào đó. Mẫu thân, nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp trước mắt, Tiểu Long nghẹn ngào hô lên một tiếng, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Thân thể chậm rãi quỳ với thân ảnh phía xa, cái đầu liên tục đập xuống mặt đất, khóc thút thít. Âm thanh này khiến cho thân thể Long Bích Hàm chấn động, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy cánh tay Huyền Hạo, hỏi. Tiểu Long, có phải là Tiểu Long của chúng ta hay không? Có phải Tiểu Long tới đây rồi không? Mẫu tử liền tâm, cho dù chỉ mới gặp qua lúc vừa mới sinh, thế nhưng cỗ khí tức này với âm thanh mẫu thân kia khiến cho trong lòng Long Bích Hàm chấn động. Bích Hàm, là Tiểu Long tới. Đó là con của chúng ta, nó lớn rồi. Huyền Hạo nói. Long Nhi. Nghe Huyền Hạo nói vậy, Long Bích Hàm cũng không nhịn được nữa, thân ảnh xinh đẹp chạy về phía trước. Đứng trước mắt Tiểu Long, kích động kéo Tiểu Long đứng lên rồi nói. Long Nhi, đứng lên đi, mau đứng lên cho mẫu thân xem nào. Tiểu Long bị kéo dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn thân thể mà hắn ngày nhớ đêm mong, nức nở nói. Mẫu thân, người chịu khổ rồi, hài nhi tới chậm, nhìn thiếu niên trước mắt. Thân thể Long Bích Hàm vì kích động mà run rẩy, rồi lại cứng ngắc, nước mắt thi nhau rớt xuống. Một lúc lâu sau nàng hít sâu một hơi, kéo thiếu niên trước mắt vào lòng, cười khổ nói. Là Long Nhi của ta đã trở về. Long Nhi, rốt cuộc mẫu thân cũng nhìn thấy con. Cảnh này khiến cho vô số người xúc động. Lục Lâm Thiên cố nén sự chua xót trong lòng. Hai mắt không tự chủ được mà ẩm ướt, Tiểu Long rốt cuộc cũng tìm thấy được phụ mẫu. Ca ca. Tiểu Long rốt cuộc cũng tìm thấy được mẫu thân. Lục Tâm Đồng quay lại kéo tay ca ca nói. Lúc này nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng. Quá cảm động. Ngay cả nhà đầu thần Hy cũng thiếu chút nữa khóc to. Đúng vậy, Tiểu Long đã tìm được phụ mẫu, chúng ta nên cao hứng thay đệ ấy. Lục Lâm Thiên vỗ vai Lục Tâm Đồng. Tiểu Long đã sớm là người nhà hắn, cho nên trong lòng hắn lúc này cũng cao hứng thay cho Tiểu Long. Trên khuôn mặt già nua của đại trưởng lão Long Nguyệt cũng xuất hiện hai giọt nước mắt. Cảnh này sao lại không khiến cho nàng cảm động được cơ chứ? Trước mắt nàng chính là ngoại tôn cùng với nữ nhi của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Yên cũng hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt rung rộng, kinh hỉ. Là kinh hỉ thay cho tỷ tỷ nàng. Được rồi, đi vào bên trong rồi nói chuyện. Đại trưởng lão Long Nguyệt tiến lên, đi tới bên cạnh Long Bích Hàm cùng Tiểu Long, khuyên hai mẫu tử đang khóc lóc. Mẫu thân, sao người cũng tới đây? Long Bích Hàm ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới chú ý tới mẫu thân, lập tức hạ thấp người hành lễ. Chấm. Trong bách hoa cốc, khắp nơi là chim hót, hoa nở, kỳ hoa dị thảo nhiều vô kể, cực kỳ tinh xảo. Đi vào trong cốc, trên đường đi đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Thần Hy giật mình, bởi vì chung quanh quả đúng nên gọi là trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Trong một đình viện tinh xảo, mọi người ngồi xuống, giới thiệu một chút. Mà Lục Lâm Thiên cũng được giới thiệu với mẫu thân của Tiểu Long. Đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long nhất tộc. Đồn rằng trước đây mẫu thân của Tiểu Long còn có huyết mạch trên phụ thân Tiểu Long là Huyền Hạo. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi suy đoán, phụ thân Huyền Hạo của Tiểu Long đã tới chuẩn đế, mà mẫu thân của Tiểu Long không biết đã tới cấp độ gì rồi. Nhưng mà khi Lục Lâm Thiên dò xét khí lập tức lại có chút thất vọng nho nhỏ. Bởi vì khí tức của mẫu thân Tiểu Long Lục Lâm Thiên không có cách nào dò xét ra được. Giống như là một người bình thường không có một chút khí tức nào. Nói chuyện một phen, Tiểu Long gặp mặt mẫu thân, người một nhà đoàn tụ đương nhiên có vô số lời cần nói. Long Nguyệt cũng rời khỏi bách hoa cốc.
Đình viện bên trong bách hoa cốc vô cùng nhỏ, cũng không chứa nổi đám người Lục Lâm Thiên. Cuối cùng Long Yên mang theo mấy người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Thần Hy rời khỏi đây. Tiểu Long thì ở cùng phụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạm thời các ngươi cứ ở nơi này. Một lát sau, Long Yên dẫn ba người tới một đình viện thanh nhã và sạch sẽ. Đa tạ nhị công chúa. Lục Lâm Thiên đánh giá đình viện, nơi này cực kỳ sạch sẽ và thanh nhã, cũng không kém. Long Yên khẽ gật đầu, nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng. Sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên có chút do dự nói. Lần này chỉ có các ngươi tới đây sao? Nhị công chúa cho rằng còn có ai khác sao? Lục Lâm Thiên nói, nhìn nữ tử áo trắng tuyệt mỹ trước mặt, đại ca dương quá không có khả năng nhận nhầm người, chẳng lẽ người cứu bọn họ khi trước chính là Long Yên này hay sao? Long Yên cười nhạt một tiếng nói. Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Các ngươi đi nghỉ đi, nhưng cũng không nên chạy loạn, tránh dẫn tới phiền toái cho các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi nói. Nhị công chúa, người có cảm thấy trên thế giới này có hai người hoàn toàn giống nhau hay không? Ta cũng không biết, trong thiên địa này cũng không thiếu cái mới lạ. Nói chung cũng không nhất định. Long Yêu cười một tiếng rồi nói tiếp. Ta đi trước, trong hai ngày này sẽ có người mang ngươi đi tới bảo khố của bổn tộc. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn ba kiện bảo vật. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Long Yên lóe lên, biến mất trước đình viện. Ca ca, nhị công chúa này chẳng lẽ chính là tỷ tỷ mà đại ca muốn tìm hay sao? Nhìn bóng lưng Long Yên, Lục Tâm Đồng hỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, nói. Có một ít chuyện, có lẽ chúng ta khó mà nhận ra được. Ai, rốt cuộc cũng có chỗ đặt chân. Thần Hy cao hứng không thôi, lập tức vọt vào trong đình viện. Thời gian trôi qua, Tiểu Long tới tạo thành chấn động không nhỏ trong Thanh Long Hoàng tộc. Trong tộc có không ít người nghị luận chuyện này. Vào đêm, ánh trăng bao phủ rừng cây và ngọn núi, không gian bắt đầu yên tĩnh. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó. Chuyến đi tới Thanh Long Hoàng tộc cũng đã chấm dứt, lần này hắn đã mất không ít thời gian. Đợi qua mấy ngày nữa rồi nhìn xem, hắn cũng nên trở về. Chuyện trong Phi Linh Môn cũng không thể phủi tay như vậy được. Còn có nhị nữ Lục Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên vô cùng nhớ nhung tới hai nàng, không biết hai nàng thế nào. Trong hai ngày này sẽ đi tới bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút chờ mong. Bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc sợ rằng không tầm thường a. Ba kiện bảo vật, hắn phải lựa chọn thật cẩn thận, nhất định phải lấy được vài món tốt. Nghĩ tới việc sắp đi tới bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc lựa chọn bảo vật, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà mỉm cười. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điều tức. Hiện tại đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc, hắn không nên đi vào trong thiên trụ giới thì tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, trong không gian của Thanh Long Hoàng tộc, sơn mạch yên tĩnh như bừng tỉnh, mây mù nhàn nhạt quanh quẩn trong ngọn núi. Không khí sáng sớm vô cùng mát mẻ, từng giọt sương đọng lại trên lá cây, ngẫu nhiên còn có tiếng chim hót lượn lờ trong thiên địa. Trong rừng cây, từng giọt sương đọng lại chảy xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một rừng cây. Sáng sớm hắn đã bị hai nha đầu Lục Tâm Đồng cùng với Thần Hy lôi kéo, nói là muốn đi thăm thú chung quanh cho nên mới kéo theo Lục Lâm Thiên. Vì vậy trong hai ngày qua, Lục Lâm Thiên liên tục đi dạo cùng hai tiểu nha đầu trong Thanh Long Hoàng tộc, đồng thời cũng là hai ngày yên ả của Lục Lâm Thiên. Trong Thanh Long Hoàng tộc này phong cảnh vô cùng tú lệ, Lục Lâm Thiên cũng nhớ tới lời của Huyền Hạo, cố gắng giao tiếp, cảm nhận thiên nhiên, sẽ có không ít trợ giúp đối với bản thân hắn. Bởi vậy, hai ngày này cái gì Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ tới, chỉ đi thăm thú khắp nơi với nhị nữ. Nhưng mà, rất nhiều nơi có tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc cản lại, dù sao cũng có rất nhiều nơi không phải người ngoài như hắn có thể tùy tiện tiến vào. Hai ngày này Tiểu Long cũng không tới, Lục Lâm Thiên cũng không đi tìm, tránh việc quấy rầy ba người nhà Tiểu Long đoàn viên. Mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba, Lục Lâm Thiên vừa mới thu thủ ấn lại, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Thiên lão đệ. Ngoài cửa có một đạo âm thanh vang lên. Lục Lâm Thiên nghe thấy lập tức nhận ra chủ nhân của âm thanh này chính là Long Trường. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên lách mình đi ra. Người tới chính là Đại Hộ Pháp Long Trường. Hắn ôm quyền thi lễ nói. Bái kiến Long Trường lão ca. Không cần khách khí,
hai ngày nay ta bận một ít chuyện cho nên hôm nay mới tới. Chúng ta đi thôi, ta mang lão đệ đi tới bảo khố của Long tộc. Long Trường nói. Vậy làm phiền Long Trường lão ca rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, trong lòng cũng có một chút kích động, rốt cuộc hắn cũng đi tới bảo khố Long tộc. Ca ca, muội cũng muốn đi. Trong khi hai người nói chuyện, Lục Tâm Đồng cùng Thần Hy cũng đã chạy tới. Bảo khố Long tộc, dẫn ta đi mở mang tầm mắt một phen có được không? Thần Hy cũng vô cùng hứng thú nói. Bảo khố Thanh Long hoàng tộc, chỉ cần nghe cũng đã khiến cho nàng cảm thấy hứng thú. Không được, chỉ có một mình Lục lão đệ mới được vào mà thôi. Long Trường lắc đầu nói, bảo khố của bổn tộc không phải ai cũng có thể đi vào. Đây chính là cấm địa của bổn tộc. Quỷ hẹp hòi, có cái gì mà không được, hừ. Nghe thấy Long Trường nói vậy Thần Hy lập tức trở mặt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, lập tức nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, ta thấy trong bảo khố của đám người này cũng không có cái gì tốt. Đợi sau này có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi tới bảo khố của Chu Tước tộc dạo chơi. Được rồi, hai người ở lại đây, ta đi rồi sẽ trở lại. Lục Lâm Thiên nói, sau đó lập tức theo Long Trường rời khỏi đình viện, tiến về phía bảo khố Long tộc. Trên đường đi, Long Trường giới thiệu vài chỗ trong Thanh Long hoàng tộc với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít chuyện, ví dụ như số lượng Thanh Long trong Thanh Long hoàng tộc cũng không nhiều. Dòng chính chỉ có mấy ngàn mà thôi, thế nhưng giao long chi thứ lại có tới mấy vạn. Mà trong Thanh Long hoàng tộc, địa vị cao nhất chính là Thanh Long, tiếp đó mới là Tạp Long và Giao Long. Mà từ trong miệng Long Trường, Lục Lâm Thiên mới biết được bảo khố mà hắn đang đi tới hiện tại cũng không phải là bảo khố lớn nhất của Long tộc, mà chỉ là bảo khố nhỏ mà thôi. Nói là bảo khố nhỏ, Long Trường cũng không giấu Lục Lâm Thiên, bảo khố này cũng tính là bảo khố. Nhưng mà nơi này trong mắt Thanh Long hoàng tộc chỉ là nơi ném một ít vật lẫn lộn. Bởi vì trong này có đủ thứ đồ vô dụng với Thanh Long hoàng tộc, nghe nói bên trong có không ít đồ hữu dụng với nhân loại cho nên bọn họ mới giữ lại mà thôi. Vô số năm qua, lịch đại tiền bối cùng chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc đạt được thứ gì trong tay nhân loại, thậm chí là vô tình đạt được một ít vật của nhân. Loại đều ném trong nơi này, gọi là bảo khố, kỳ thực nhưng mà nơi ném một ít vật lẫn lộn mà thôi. Bái kiến đại hộ pháp. Đệ tử Thanh Long hoàng tộc tuần tra hành lễ với Long Trường. Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, đi qua một con đường đá, hai người đi tới một sườn núi trên một ngọn núi khổng lồ. Một đình viện xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên lão đệ, chúng ta tới rồi. Long Trường chỉ vào đình viện phía trước rồi nói. Đây là bảo khố, ta cũng lão đệ sẽ tìm, đệ tử mình tuyển ba kiện bảo vật đi. Bị lọt hố a. Lần này bị Long Mộ kia đào cho cái hố không nhỏ. Nhìn đình viện, Lục Lâm Thiên có xúc động hận không thể lập tức tìm tên tộc trưởng Long Mộ tính sổ. Cái gì mà bảo khố Long tộc, nhìn qua thì là đình viện, thế nhưng trên thực tế chỉ là ba gian nhà xí mà thôi. Nói là ba gian nhà xí còn chưa đủ, lại còn rách nát, đâu chỉ giống như mấy trăm năm chưa từng sửa chữa, quả thực giống như ba vạn năm chưa từng tu sửa qua. Bên ngoài còn có một bức tường, bên trên có không ít vết rạn nứt. Cây khố vô số, cỏ dại mọc đầy. Thậm chí còn kéo dài tới cửa đình viện, có lẽ bình thường không có ai tới nơi được gọi là bảo khố này. Lục Lâm Thiên trầm mặc, cũng đành chịu, hắn ngẩng đầu nói với Long Trường. Long Trường lão ca, không phải huynh mang đệ tới sai nơi đó chứ? Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tuy rằng ta đã đánh bại ngươi, thế nhưng ngươi cũng không nên oán hận mà dẫn ta tới nơi như thế này đó chứ? Không sai, chính là nơi này. Long Trường khẳng định nói. Lục Lâm Thiên sụp đổ, dò xét chung quanh một lát rồi bất đắc dĩ nói. Long Trường đại ca, bảo khố này đã bao lâu rồi chưa tu sửa qua vậy? Cái này, dù sao ta sống hơn 6.000 năm cũng không nhìn thấy có ai tu sửa qua. Nghe nói đình viện này được những tiền bối đời trước kiến tạo. Sau khi hoàn thành chưa từng tu sửa qua lần nào, bình thường chỉ cần là vật của nhân loại người trong tộc đều ném vào đây. Long Trường nói. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, ba gian nhà xí này sợ rằng bên trong cũng không có vật gì tốt. Lâm Thiên lão đệ không nên xem thường nơi này. Tuy rằng nơi này không có thứ gì tốt với chúng ta, bất quá đối với nhân loại lão đệ mà nói, tuyệt đối là bảo vật. Long Trường nói. Thật sao? Lục Lâm Thiên bán tin bán nghi lách mình đi lên phía trước. Đi tới cửa đình viện, một cánh cửa gỗ rách nát hiện lên trước mắt hai người.
nhìn qua cánh cửa gỗ này dường như tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xoạch! Long Trường đẩy cửa ra, không có một chút bất ngờ nào, cánh cửa này lập tức đổ xuống mặt đất, cho bụi bốc lên, cả sân nhỏ thoáng lay động một chút, giống như cả đình viện sắp sụp đổ. Bảo Khố A! Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, sau này mình đánh cuộc phải chú ý một chút. Dẫm qua cánh cửa vừa mới đổ xuống, Lục Lâm Thiên chậm rãi đi vào trong đình viện. Bàn chân dẫm vào vật gì cưng cứng, Lục Lâm Thiên cúi đầu xuống nhìn, hóa ra đây là một khối ngọc giản. Vũ khí địa cấp cao giai. Lục Lâm Thiên nhảy dựng lên, ngọc giản mà hắn vừa mới dẫm phải này bên trên có một cỗ khí tức thuộc tính hỏa quanh quẩn. Dùng nhãn lực của Lục Lâm Thiên hiện tại không khó phát hiện ra đây chính là vũ khí thuộc tính hỏa địa cấp cao giai. Mà khi Lục Lâm Thiên thu chân lại, chăm chú nhìn vào trong đình viện thì lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối. Chỉ thấy trong đình viện này có vô số cỏ dại chen chúc, thế nhưng trong đám cỏ dại lại chất đầy vũ khí, linh khí, còn có vũ linh khí, hồn linh khí. Vũ khí, linh khí rậm rạp, toàn bộ đã ngoài địa cấp. Liếc nhìn lại không ít hơn mấy trăm. Vũ linh khí, hồn linh khí trồng chất, chỉ trong cái sân này cũng đã có hơn trăm kiện. Kháo, coi như rác rưởi sao. Lục Lâm Thiên kiểm tra từng kiện, những vũ linh khí, hồn linh khí, vũ khí địa cấp rồi linh khí địa cấp giống như là rác rưởi bị ném ở trong này. Không ít vũ linh khí, linh khí, vũ khí địa cấp đều bị chôn một nửa dưới đất. Trong đất bùn Lục Lâm Thiên rút ra được vô số ngọc giản vũ khí, vũ linh khí, hồn linh khí. Lâm Thiên lão đệ, trong đó còn có không ít, những thứ bên ngoài hẳn là thứ mà đệ tử trong tộc ta mấy ngàn năm nay không muốn đi vào trong cho nên mới ném bên ngoài như vậy. Long Trường vẫn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thả vũ linh khí, linh khí cùng các loại xuống dưới mặt đất. Những thứ này không có một thứ nào mà không phải là bảo vật. Bất quá đối với bảo vật trong tay tuy rằng Lục Lâm Thiên rung động, động tâm, thế nhưng cũng không phải Lục Lâm Thiên không thể chống cự lại lực hấp dẫn của nó. Dù sao thứ tốt đều xếp ở cuối cùng a. Chậm rãi đi tới ba gian đình viện, trên hành lang chỗ nào cũng có thể nhìn thấy không ít vũ khí, linh khí. Bên ngoài ba gian đình viện thoạt nhìn cực kỳ cũ nát, thế nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Đình viện tuy rằng không phải quá lớn, thế nhưng lại chất đầy vũ khí cùng linh khí rậm rạp. Vũ linh khí địa cấp, hồn linh khí địa cấp, còn có linh khí phi hành huyền cấp, còn có linh khí phi hành địa cấp a. Hắc tinh hồn thạch. Cái này không ngờ lại là hắc tinh hồn thạch. Lục Lâm Thiên nắm lấy một khối đá, thứ bị ném trong phòng này đồn rằng có thể luyện chế ra thần khí. Đẳng cấp tài liệu không thua kém vạn năm xích đồng là bao. Ồ, đây là một bộ kiếm trận. Lục Lâm Thiên nắm lấy một hộp ngọc cũ nát màu đen, bên trong chính là một thanh trường kiếm. Kiếm quang lăng lệ, một tiếng kiếm minh vang lên, khí tức bàng bạc tràn ra khiến cho Lục Lâm Thiên thoáng run sợ, đây cũng không phải là phàm vật. Lục Lâm Thiên đánh giá, đây hẳn là một bộ kiếm trận khó có được. Từ khí thế bàng bạc cùng với kiếm khí mạnh mẽ có thể nhận ra, so với huyền diễn đao trận của hắn còn mạnh hơn một chút. Hồn linh khải giáp địa cấp. Lục Lâm Thiên lần nữa nhặt lên một vật, đây là một bộ khải giáp màu tím. Từ khí tức bên trên khải giáp lan tràn ra Lục Lâm Thiên có thể nhận ra đây hẳn là một bộ hồn linh khải giáp địa cấp, hẳn là tương đương với kiện hồn linh khải giáp trên người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Đều là đồ tốt ha. Lục Lâm Thiên kiểm tra, bên trong không hề nghi ngờ đều là bảo vật. Mỗi một kiện ném ra bên ngoài sợ rằng sẽ khiến cho người ta tranh giành tới mức người chết ta sống. Mà trong ba gian đình viện này, hồn linh khí cùng với vũ linh khí cộng lại cũng có mấy trăm. Vũ khí, linh khí không ít, cấp độ như huyền cấp không có tư cách xuất hiện ở trong ba gian đình viện này. Thế nhưng bên trong lại không có đan dược cùng với linh dược. Bên ngoài cũng có không ít bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Lâm Thiên lão đệ, chọn xong ba kiện chưa? Long Trường hỏi. Long Trường lão ca, đệ tìm một chút đã. Tuy rằng bên trong có không ít thứ tốt, thế nhưng Lục Lâm Thiên còn chưa tìm được vật khiến cho hắn động tâm. Chủ yếu là những vật này cho dù hắn có lấy cũng không có quá nhiều công dụng. Vậy lão đệ chậm rãi tìm đi, không cần vội. Long Trường nói. Lục Lâm Thiên tìm khắp nơi. Từng kiện vũ linh khí, hồn linh khí, tài liệu luyện khí, vũ khí, linh khí cùng với không ít bảo vật đều bị bỏ qua, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không tìm được vật khiến cho hắn động tâm. Linh khí, vũ khí địa cấp cao giai đều là vật khó tìm, hắc tinh hồn thạch kia chính là một kiện trấn môn chi bảo, chỉ tiếc,
Lục Lâm Thiên do dự mãi, cũng không quyết định được. Thứ nào cũng muốn a. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, tay cầm kiện hồn linh khải giáp màu tím cùng với hộp ngọc chứa kiếm trận. Năng lượng bàng bạc tiết ra ngoài khiến cho không gian thoáng run rẩy. Lập tức kiện hồn linh khải giáp màu tím và bộ kiếm trận bị Lục Lâm Thiên thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Chỉ có hai thứ này sao? Long Trường nhìn Lục Lâm Thiên nói. Còn có một kiện nữa, Lâm Thiên lão đệ muốn lấy thứ nào? Long Trường lão ca, không phải đệ không muốn chọn, thế nhưng thật sự bên trong không còn gì để chọn a. Lục Lâm Thiên đứng trước Hắc Tinh Hồn Thạch, thứ đồ chơi này có giá trị không kém kiếm trận cùng hồn linh khải giáp, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút. Đây chính là tài liệu luyện khí, nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng nhịn. Tài liệu luyện khí thì thế nào, hắn cũng đã có hai kiện thần khí, tốt nhất nên thực dụng một chút thì tốt hơn. Lâm Thiên lão đệ, những vũ khí, linh khí địa cấp, vũ linh khí, hồn linh khí này chẳng lẽ không phải là bảo vật của nhân loại sao? Chẳng lẽ lão đệ đều không để vào mắt hết? Ánh mắt Long Trường có chút kinh ngạc, những vật này tuy rằng hắn không đặt vào trong mắt, thế nhưng hắn cũng biết giá trị của nó ở bên ngoài. Không có, quá bình thường. Lục Lâm Thiên ra vẻ ủy khuất nói. Long Trường lão ca, ta tùy tiện chọn, thế nhưng cũng không chọn ra được a. Những vật này cũng không tính là bảo vật gì. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao lão đệ cũng được chọn ba kiện bảo vật, còn có một kiện chưa chọn. Hay là lão đệ chọn Hắc Tinh Hồn Thạch này? Thứ này cũng không tệ. Long Trường nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cấp độ quá thấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút biến đổi nói. Long Trường đại ca, tộc trưởng đã đồng ý cho đệ đi tới bảo khố chọn ba kiện bảo vật. Nhưng đây cũng không phải là bảo khố chính thức của Long tộc a. Bằng không đại ca mang đệ tới bảo khố chính thức của Long tộc để chọn một kiện, có được không? Chuyện này không được, cái bảo khố kia ngay cả ta cũng không thể tùy tiện đi vào. Long Trường nói. Thế nhưng đây căn bản không phải là bảo khố a. Tộc trưởng thật là, nói không giữ lời, đây là âm người mà. Lục Lâm Thiên nói. Chuyện này. Long Trường sững sờ, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại không vừa mắt với tất cả những thứ này. Lục Lâm Thiên đảo mắt nói. Long Trường đại ca, bằng không phiền huynh nói với tộc trưởng một tiếng để cho đệ tới bảo khố chính thức của Long tộc chọn một kiện là được. Ở đây quả thực đệ không chọn được thứ nào. Tộc trưởng có lẽ sẽ không để ý tới loại chuyện này a. Long Trường cười khổ một tiếng nói. Những thứ trong này đệ thực sự không chọn nổi một kiện sao? Đúng vậy, quả thực không thể chọn ra được. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Vậy thì cũng chỉ đành làm như vậy. Long Trường khẽ mỉm cười nói. Tộc trưởng đã thông báo, nếu như lão đệ không tìm ra được ba kiện bảo vật thì mỗi một kiện còn thiếu đệ có thể tới Thanh Long Phong tu luyện một năm. Nếu như là hai kiện thì có thể đi tới Thanh Long Phong tu luyện hai năm. Nếu như ngay cả một kiện cũng không vừa mắt thì có thể tới Thanh Long Phong tu luyện 3 năm. Thanh Long Phong này là địa phương như thế nào? Lục Lâm Thiên lập tức có hứng thú. Trong Thanh Long Hoàng tộc ta có hai nơi được coi là thánh địa. Thứ nhất cũng là nơi quan trọng nhất là mật địa truyền thừa. Chỉ có đệ tử có thiên phú mạnh của dòng chính mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Long Trường nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện này cũng không có chút kỳ quái nào. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc cũng có mật địa truyền thừa của mình. Long Trường ngừng một lát rồi lại nói. Mà thứ hai chính là Thanh Long Phong, đối với Thanh Long Hoàng tộc chúng ta mà nói, rèn luyện tâm tính cực kỳ quan trọng. Tâm tính vững chắc thì trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn lực. Mà trên Thanh Long đỉnh còn có một chỗ đặc biệt khác. Bên trên có một ít thứ mà tiền bối khi trước lưu lại. Tu luyện trên Thanh Long đỉnh có thể đề cao tâm cảnh không ít. Còn có nơi như vậy sao? Khuôn mặt Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui mừng, nếu như lời Long Trường nói là sự thật, vậy thì nếu tu luyện ở nơi đó 2 năm, so với thu được một kiện vũ linh khí địa cấp còn lợi hơn nhiều. Thế nhưng thời gian 1 năm cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ do dự. Thời gian dài như vậy, nếu như lại 1 năm nữa mới trở về, không biết Phi Linh Môn có gặp phải phiền toái gì hay không. Mà bây giờ hắn cũng còn phải mau chóng tìm kiếm nghịch mệnh hồn quả cho sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, thời gian có chút gấp gáp. Vốn hắn còn định chờ mấy ngày nữa trở về, xem ra hiện tại phải trì hoãn một đoạn thời gian rồi. Tộc trưởng nói, nếu như lão đệ không vừa mắt những thứ bên trong này thì mới có tư cách đi tới Thanh Long Phong. Long Trường nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên lão đệ, bây giờ lão đệ lựa chọn thế nào?
muốn đi lên Thanh Long Phong tu luyện một năm hay không? Được rồi, đệ sẽ đi tới Thanh Long Phong tu luyện một năm. Lục Lâm Thiên nói, thời gian một năm kỳ thật cũng không quá dài. Tu luyện một năm cũng nhanh chóng trôi qua. Thánh địa thứ hai của Thanh Long Hoàng tộc, đối với tâm cảnh và linh hồn lực đều có chỗ tốt cho nên Thanh Long Phong này đối với Lục Lâm Thiên mà nói có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Vậy thì Lâm Thiên lão đệ trở về chuẩn bị một chút đi. Lát nữa ta sẽ mang đệ tới Thanh Long Phong. Long Trường khẽ mỉm cười nói. Theo ta được biết, trên Thanh Long Phong của Thanh Long Hoàng tộc chúng ta đây là lần đầu tiên có sự hiện diện của nhân loại. Vậy thì phải đa tạ Thanh Long Hoàng tộc của lão ca rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu thi lễ với Long Trường. Hai người đi ra đình viện, chân trước Lục Lâm Thiên bước ra khỏi đình viện, thế nhưng chân sau lại không nỡ rời khỏi đình viện cũ nát này. Ánh mắt lưu luyến nhìn về phía đình viện sau lưng, nhiều bảo vật như vậy lại bị tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc ném ở đây, quả thực chính là phung phí của trời. Nhìn Lục Lâm Thiên, Long Trường quay đầu nhìn về phía sau, miệng nở nụ cười quỷ dị, nói. Lâm Thiên lão đệ, đột nhiên ta mới nhớ ra gần đây ta tu luyện nhiều cho nên thị lực có chút không tốt. Lần này chỉ có mình ta cùng lão đệ tới đây, tuy rằng lấy thêm mấy. Kiện ta cũng không biết. Thế nhưng lão đệ cũng không nên thừa dịp thị lực của ta không tốt mà lấy thêm 5-3 kiện a. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Long Trường, ngây ngốc một thoáng. Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, cho dù lúc này là kẻ đần cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Long Trường a. Rõ ràng ý tứ bên trong là hắn có thể lấy thêm vài món. Siêu! Tốc độ của Lục Lâm Thiên so với thỏ còn nhanh hơn, lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện trong đình viện, lập tức đem hắc tinh hồn thạch thu vào trong nhẫn chữ vật. Tiếp đó đi tới chỗ 4 kiện linh khí địa cấp mà hắn do dự, trong nháy mắt thu 4 kiện linh khí địa cấp vào trong nhẫn chữ vật. Lục Lâm Thiên cũng không có lấy thêm, làm người không thể quá tham. Chủ yếu là dù sao nơi này cũng là Thanh Long Hoàng tộc, Long Trường vừa rồi cũng đã nói, 5-3 kiện mà thôi. Mà khi thu thập xong tất cả còn chưa tới 10 giây đồng hồ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức trở lại bên cạnh Long Trường, miệng nói. Long Trường lão ca, chúng ta đi thôi. Tiểu tử nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ chữa tốt mắt cho lão ca. Long Trường nói ý, Lục Lâm Thiên cũng giống như vậy. Ý tứ bên trong lời nói chính là ân ngày hôm nay, ngày sau có cơ hội Lục Lâm Thiên nhất định sẽ hậu tạ. Ha ha, chúng ta đi thôi. Long Trường mỉm cười. Lời nói của Lục Lâm Thiên đương nhiên hắn có thể nghe ra, dù sao vật trong này đối với hắn và toàn bộ Thanh Long Hoàng tộc đều không có tác dụng, vừa vặn hắn cũng có thể bán một phần nhân tình. Trong đình viện yên tĩnh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thần Hy đang ngồi cùng một chỗ. Mà trong tay Tiểu Long có vô số vật đủ màu sắc giống như kẹp, lúc này Tiểu Long đang giao đống vật này cho Lục Tâm Đồng cùng Thần Hy. Tiểu Long, cho ta nhiều một chút đi. Thần Hy nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Đôi mắt đen nhánh khẽ nháy, mắt nhìn thứ đủ loại màu sắc trong tay Tiểu Long, nàng không khỏi chảy nước miếng. Tuy rằng trong miệng vẫn đang còn nhai, thế nhưng đây chính là thứ ngon nhất mà nàng từng nếm qua, quả thật chính là mỹ vị cho nên nàng mới kỳ kèo. Ta đã cho ngươi nhiều lắm rồi, không còn nữa. Tiểu Long kiên quyết lắc đầu, vừa rồi hắn đã bị Thần Hy lấy không ít. Không biết vì cái gì mà khi nhìn thấy đôi mắt to, đen nhánh cùng với cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hắn không có cách nào cự tuyệt được. Ngươi gạt ra, rõ ràng ta nhìn thấy ngươi còn có, Tâm Đồng so với ta còn nhiều hơn. Thần Hy kháng nghị, trong tay Tâm Đồng còn nhiều hơn của nàng a. Tâm Đồng không giống vậy, chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải nhiều hơn so với ngươi rồi. Tiểu Long nói, vậy thì ta cũng làm người nhà của ngươi, ngươi cho thêm ta một chút là được không? Thần Hy nhìn về phía Tiểu Long nói. Bắt đầu xuất ra bộ dáng ngây thơ, ánh mắt trong veo kia. Đang làm gì vậy? Trong khi hai người nói chuyện Lục Lâm Thiên đã đi tới đỉnh viện, nhìn thấy Tiểu Long có mặt, Lục Lâm Thiên có chút hơi ngạc nhiên. Tiểu Long thấy lão đại lập tức thoát khỏi sự uy bức lợi dụ của Thần Hy chạy tới rồi nói. Lão đại, huynh trở về rồi sao? Đệ đã giữ lại cho huynh thứ tốt. Thanh âm vừa dứt, trong tay Tiểu Long xuất hiện một túi nhỏ. Một mùi hương thơm ngát lập tức khuếch tán khiến cho người khác hít vào lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái, Tiểu Long tức thì đưa cho Lục Lâm Thiên. Đây là thứ gì? Lục Lâm Thiên tiếp nhận cái túi này, bên trong có vô số vật nhỏ đỏ loại màu sắc giống như kẹo, hoặc nói chính xác hơn là giống như đan dược,
thậm chí còn có thể nhìn thấy được một tia năng lượng chấn động như có như không. Lục Lâm Thiên lập tức hiếu kỳ hỏi. Đây là Bách Hoa Linh Đan, chính là thứ mà mẫu thân đệ dùng hơn 100 loại linh dược cùng với kỳ hoa tạo thành, không những ăn vào vô cùng ngon mà còn có thể tạo thành không ít chỗ tốt với linh hồn lực và tu vi. Tiểu Long nói. Huynh đem cái này cho Kinh Vân, còn có mẫu thân nếm thử. Thật sao? Lục Lâm Thiên đối với Bách Hoa Linh Đan này cũng có chút tò mò. Tổng cộng bên trong có 34 khỏa, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một khỏa nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức bị hòa tan giống như quỳnh tương ngọc dịch. Cả thân hình mang theo một cỗ hương hoa, bên trong Bách Hoa Linh Đan còn có một cỗ linh dịch không kém lan tràn ra, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng tẩm bổ linh hồn. Vật như vậy quả thực vô cùng kỳ lạ, bất phàm. Hừ, quỷ hẹp hòi. Thần Hy nhìn thấy hy vọng lấy thêm của mình đã chấm dứt, tức thì hừ lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Thần Hy, ta cho ngươi thêm hai khỏa này, đừng nóng giận. Lục Tâm Đồng tiến lên, khẽ mỉm cười rồi nói với Thần Hy. Vẫn là ngươi tốt với ta. Thần Hy mỉm cười nói. Thế nhưng tính ra ta vẫn thích lấy trong tay hắn hơn. Lâm Thiên, nghe nói ngươi đi vào bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc. Lúc này từ trong đình viện có hai đạo thân ảnh đi ra, chính là Huyền Hạo và Long Bích Hàm. Bái kiến bá phụ, bá mẫu. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, khí chất của hai người đều vô cùng bất phàm, hắn nói. Chỉ chọn được hai kiện, Đại hộ Pháp Long Trường nói, một kiện còn lại có thể để cho ta lên Thanh Long Phong tu luyện một năm. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi lại cao như vậy, những đồ vật bên trong bảo khố ngay cả ba kiện cũng không tìm được. Long Bích Hàm nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói. Tu luyện trên Thanh Long Phong một năm, đối với ngươi mà nói cũng có không ít chỗ tốt. Cho tới bây giờ còn chưa có nhân loại nào có thể đặt chân lên Thanh Long Phong. Đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ, trên Thanh Long Phong này càng tu luyện trên cao bao nhiêu thì chỗ tốt đạt được lại càng lớn. Nhưng với điều kiện phải chống đỡ được chứ không phải liều chết chịu đựng. Nếu như liều chết chịu đựng thì chỉ có hại mà không có lợi. Đồn rằng nếu như có thể bước chân lên đỉnh Thanh Long Phong là có tâm cảnh bước vào đế giả. Tâm cảnh đế giả, cái gì mà tâm cảnh đế giả? Lục Lâm Thiên hỏi Long Bích Hàm, sắp phải đi lên Thanh Long Phong tu luyện cho nên hắn cũng phải hỏi cho rõ mới được. Tới lúc đó mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tác dụng lớn nhất của Thanh Long Phong chính là đề cao tâm cảnh cùng linh hồn. Tâm cảnh đối với tu luyện giả chúng ta mà nói, chẳng phân biệt là linh thú, yêu thú, còn có nhân loại, đều cực kỳ quan trọng. Đối với tu luyện mà nói, một là chân khí, yêu nguyên, linh lực, linh nguyên, hai là linh hồn, ba là tâm cảnh. Trong đó muốn đề cao loại thứ nhất, nói một cách tương đối thì dễ dàng nhất. Long Bích Hàm nói xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhẹ nhàng cười nói. Muốn đề cao linh hồn thì khó, thế nhưng vẫn có một chút biện pháp. Khó khăn nhất chính là tâm cảnh, ở phương diện này thiên tài địa bảo đều vô cùng thưa thớt. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức gật đầu, hắn đã phục dụng qua không ít thiên tài địa bảo có thể tăng cường tu vi là nhiều nhất, tăng cường linh hồn thì bắt đầu ít đi. Mà trên phương diện tâm cảnh thì chỉ có diễn linh thánh quả mới có tác dụng như vậy. Tu vi càng lên cao, tầm quan trọng của tâm cảnh càng lớn. Tâm cảnh đế giả chính là một loại cảnh giới kỳ lạ, chỉ có tâm thanh tịnh mới có thể đạt tới cảnh giới đế giả. Đồn rằng sau khi đạt tới loại cảnh giới này chỉ còn cách đế giả một bước ngắn. Huyền Hạo nói, tâm cảnh cao như vậy sợ rằng cũng chỉ có đế giả mới có được. Lục Lâm Thiên nói, tâm cảnh càng cao chỗ tốt cũng càng lớn. Nhớ ngày đó Bạch Linh cùng đám yêu thú như nghịch lân yêu bằng từ trong mật địa Vân Dương Tông đi ra, bởi vì có quan hệ với phương diện tâm cảnh cho nên tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Nói như vậy cũng chỉ là phiến diện. Thế nhưng ngươi càng lên cao trên Thanh Long Phong thì chỗ tốt thu được càng lớn. Huyền Hạo nói với Lục Lâm Thiên. Phải biết rằng người có tu vi cao hơn một chút, chỉ bằng vào uy áp giai vị cũng có thể làm ảnh hưởng tới người có tu vi thấp hơn, chuyện này cũng có liên quan tới phương diện tâm cảnh. Nếu như ngươi có tâm cảnh cường hãn, đối với việc tu luyện có sự trợ giúp cực lớn. Cho dù là người có tu vi cao hơn ngươi ở trước mặt ngươi cũng không có cách nào tạo thành uy áp với bản thân ngươi. Cho nên ngươi có thể ứng phó tự nhiên. Mẫu thân, Thanh Long Phong mạnh hơn hay là mật địa truyền thừa mạnh hơn? Tiểu Long nghe vậy lập tức hỏi Long Bích Hàm. Đương nhiên là mật địa truyền thừa mạnh hơn một chút. Mật địa truyền thừa chính là nơi mà tiền bối của tộc chúng ta lưu lại,
có thể nhận được bao nhiêu truyền thừa của tiền bối phải xem tiên phú của bản thân. Long Bích Hàm nói với Tiểu Long. Ngày mai con phải đi tiếp nhận truyền thừa. Nếu có thể đạt tới cấp bậc mà mẫu thân cũng không có cách nào đạt tới thì chính là vinh hạnh của Thanh Long Hoàng tộc ta. Tiểu Long, ngày mai đệ phải tiếp nhận truyền thừa sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, lần trước sau khi Tiểu Long từ trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc đi ra đã là bát giai hậu kỳ. Vậy thì lần này sau khi nhận được truyền thừa, không biết thực lực sẽ tăng lên thêm bao nhiêu? Vâng. Tiểu Long gật đầu, thanh âm vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, truyền thừa của Thanh Long Hoàng tộc, có ngu mới không muốn. Lúc trước náo loạn đệ đã nghĩ tới điểm này. Còn có lão đầu tử kia dùng phép khích tướng để cho đệ tham gia đại hội bốn tộc, tưởng đệ mắc lừa sao? Đệ không bị mắc lừa, hiện tại chúng ta đang phải đối phó với Thiên Địa Minh và Linh Vũ Giới, chờ sau khi đệ làm quán quân trên đại hội bốn tộc, khi đó chức vị tộc trưởng của Thanh Long Hoàng tộc chính là của đệ. Khi đó đệ sẽ mang Thanh Long Hoàng tộc trợ giúp huynh thu thập Thiên Địa Minh cùng Linh Vũ Giới. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm động, vốn hắn tưởng rằng Long Ngộ kia hảo tâm, vì Tiểu Long mà nhượng bộ. Không ngờ Tiểu Long cũng không phải dễ bắt nạt, lại có chủ ý với cả Thanh Long Hoàng tộc. Lão đại, để đi tiếp nhận truyền thừa, huynh tu luyện trên Thanh Long Phong, đến lúc đó để xem trong chúng ta ai lợi hại hơn. Tiểu Long nói, tốt, chúng ta thi một lần. Lục Lâm Thiên nói, tỷ tỷ. Bên ngoài đình viện, một thanh âm vang lên, thân ảnh xinh đẹp của Long Yên lập tức xuất hiện. Mà lúc này bên người Long Yên còn có một nữ tử mặc bộ váy màu hồng. Hai tỷ muội Long Yên và Long Bích Hàm đều là người tuyệt mỹ khiến cho thiên địa động dung, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Mà khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy nữ tử mặc váy hồng kia không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này tuổi chừng 26, trên người mặc một bộ váy hồng, lộ ra đường cong mềm mại. Da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đúng là một mỹ nhân hại nước hại dân. Nhị tỷ, sao tỷ tới đây? Mà khi nhìn thấy nữ tử mặc váy hồng này, Thần Hy lại biến sắc. Bái kiến đại công chúa Bích Hàm. Nữ tử mặc váy hồng xuất hiện lập tức dịu dàng thi lễ với Long Bích Hàm. Bộ váy trên người nhẹ nhàng phiêu động, khiến cho bên trong vẻ tuyệt mỹ của nàng lại có thêm sự ôn nhu. Mái tóc đen sau đầu được buộc lên, có vài lọn tóc rũ xuống trước ngực, lộ ra một chút vũ mị. Thần Nhu công chúa có lễ. Long Bích Hàm khẽ khom người nói. Sao hôm nay ngươi lại có nhãn hứng tới Thanh Long Hoàng tộc ta? Để đại công chúa chê cười rồi, đều là do tiểu nha đầu Thần Hy kia một mình chạy ra ngoài khiến cho trưởng lão trong tộc sợ nàng gây ra tai họa, cho nên mới phái ta ra tìm nó. Không ngờ nha đầu này lại chạy tới Thanh Long Hoàng tộc. Những ngày này nó không gây thêm phiền toái gì cho chư vị đó chứ? Nữ tử mặc váy hồng khẽ nói. Đương nhiên là không rồi, Thần Nhu công chúa cũng có thể thấy đấy. Long Yên khẽ mỉm cười nói. Lúc này ba nữ tử tuyệt mỹ đứng chung một chỗ khiến cho Lục Lâm Thiên cả kinh, ba nữ nhân này đều tuyệt sắc tới kinh người a. Đương nhiên ta sẽ không khách khí với các ngươi. Nữ tử mặc váy hồng nhẹ nhàng cười, lập tức nhìn về phía Thần Hy đang trốn tránh mình, nói. Nhà đầu nhà muội náo loạn đủ chưa? Nên trở về nhà rồi. Tỷ tỷ, không về có được không? Muội còn chưa chơi chán mà. Thần Hy chu miệng, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, cực kỳ hấp dẫn. Nhà đầu này, mau cùng ta trở về. Nữ tử mặc váy hồng liên tục bước tới, đi về phía Thần Hy. Muội không về. Thần Hy chu miệng, lập tức trốn tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Hiện tại chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể giúp nàng tránh thoát được một kiếp. Nếu như muội không về khi đó có thể phụ thân sẽ tới đây, khi đó. Nữ tử mặc váy hồng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, vì có Lục Lâm Thiên ngăn cản cho nên cũng không có cách nào bắt lấy Thần Hy. Mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nở nụ cười, trên gò má bắt đầu có chút đỏ ửng. Muội còn chưa chơi chán, khi nào muội chơi chán sẽ tự mình trở về. Thần Hy trốn sau lưng Lục Lâm Thiên nói. Nữ tử mặc y phục màu hồng nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nở nụ cười vô lại. Lại nhìn về phía Thần Hy đang trốn sau lưng Lục Lâm Thiên nói. Nếu như muội lại không nghe lời ta sẽ động thủ. Thần Hy, trở về đi. Lục Lâm Thiên bị kẹp giữa hai người, quay đầu nói với Thần Hy sau lưng. Ta còn muốn chơi thêm vài ngày. Thần Hy chu miệng, vô cùng không tình nguyện nói. Hay là trở về đi, người trong tộc ngươi đang tìm ngươi khắp nơi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức ghé tai Thần Hy thấp giọng nói vài lời.
Vậy được rồi, ta trở về trước. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói, thái độ của Thần Hy lập tức thay đổi, đi tới bên người nữ tử mặc y phục màu hồng rồi nói. Nhị tỷ, muội đi về với tỷ là được. Không biết vì này là... Nữ tử mặc váy hồng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phái Lục Lâm Thiên. Khí tức của nhân loại đương nhiên không thể tránh khỏi sự dò xét của nàng. Thế nhưng trong Thanh Long Hoàng tộc lại ca nhân loại, chuyện này khiến cho nàng có chút tò mò. Tại hạ tên là Lục Lâm Thiên, tiểu thư chắc là nhị công chúa của Chu Tước Hoàng tộc rồi. Bái kiến nhị công chúa. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ, từ trong miệng của đại công chúa Long Bích Hàm hắn cũng không khó mà suy đoán ra thân phận của nàng. Lục Lâm Thiên, ánh mắt nữ tử mặc váy hồng biến ảo một hồi rồi nói. Ngươi chính là trưởng môn phi linh môn trong cổ vực sao? Chính là tại hạ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không ngờ nhị công chúa của Chu Tước Hoàng tộc này cũng biết tới phi linh môn. Hóa ra đúng là vậy. Nữ tử này lập tức dò xét Lục Lâm Thiên thêm vài lần, khẽ gật đầu nói. Lại kéo tay Thần Hy rồi nói với Long Bích Hàm và Long Yên. Đại công chúa, nhị công chúa, quấy rầy rồi. Nhà đầu Thần Hy ra ngoài đã lâu. Sợ rằng các trưởng bối trong tộc sẽ lo lắng, ta đi trước một bước. Thần Nhu, để ta tiễn ngươi. Long Yên nói. Tâm Đồng, ta đi đây. Thần Hy nói với Lục Tâm Đồng xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long nói. Tiểu Long, lần sau không được bất công như vậy, ta giống như Tâm Đồng, bằng không ta sẽ tức giận. Tiểu Long nhìn Thần Hy, ánh mắt biến ảo, nói. Đợi một chút, ta có thứ này cho ngươi. Thanh âm vừa dứt. Tiểu Long tiến lên, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện 5 quả bách hoa linh đan, rúi vào tay Thần Hy. Không phải ngươi nói không còn sao? Thần Hy có chút nghi ngờ nói. Vừa rồi ta mới lấy trong túi lão đại đưa cho ngươi. Tiểu Long nhìn Thần Hy nói. Coi như ngươi cũng không tệ, ta không tức giận với ngươi nữa. Thần Hy cao hứng thu hồi bách hoa linh đan. Thần Hy, chúng ta đi thôi. Thần Nhu nhìn Tiểu Long rồi nói với Thần Hy, ba người Long Yên lập tức biến mất trong đình viện. Lâm Thiên, ta và bá mẫu con cũng về trước, gần đây ta sẽ ở lại Thanh Long Hoàng tộc. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên nói, Thanh Long phong đối với con có sự trợ giúp cực kỳ lớn, tu luyện cho tốt. Long Bích Hàm nói với Tiểu Long vài lời, lập tức rời khỏi đình viện. Chỉ có Tiểu Long ở lại đình viện. Tiểu Long, sao ngươi lại không đi cùng phụ mẫu? Lục Tâm Đồng nhìn Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Phụ thân và mẫu thân ta thời gian dài như vậy không gặp cho nên cũng cần thời gian riêng tư, ta không muốn quấy rầy bọn họ. Tiểu Long lại nói. Dù sao ta đã quen ở bên cạnh lão đại, biết rõ phụ mẫu không có việc gì là ta an tâm rồi. Vậy thì ở bên cạnh ta là được. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long, trong lòng Tiểu Long dù sao hiện tại cũng không có quá nhiều nhớ nhung. Ca ca. Vừa rồi huynh nói với Thần Hy cái gì mà nàng nghe huynh như vậy? Lục Tâm Đồng hỏi, vừa rồi ca ca chỉ nói với Thần Hy mấy lời mà Thần Hy lập tức nghe lời. Chuyện này khiến cho Lục Tâm Đồng cảm thấy kỳ lạ không thôi. Lục Lâm Thiên vuốt mũi cười nói. Ta nói với tiểu nha đầu kia, dù sao hôm nay cũng trốn không thoát, lần sau muốn trốn thì phải trốn xa một chút. Linh Hoàng nhai không chơi được, đi địa phương của nhân loại mới vui. Người trong tộc tiểu nha đầu kia cũng rất khó tìm tới. Như vậy sao? Lục Tâm Đồng âm thầm đổ mồ hôi. Chấm. Lão đại, bảo khố kia thế nào? Huynh chọn vật gì vậy? Trong phòng, Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức đem mọi chuyện đại khái nói ra một lần. Nhớ tới có nhiều bảo vật như vậy trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn còn thấy tiếc nuối. Nếu như một đống lớn bảo vật kia có thể chuyển tới Phi Linh Môn. Đoán chừng tất cả sơn môn như Tam Tông Tứ Môn cũng không có gia sản lớn như Phi Linh Môn. Có nhiều bảo vật như vậy sao? Tiểu Long sáng mắt, lập tức nói. Lão đại, chờ đệ nghĩ biện pháp, đến lúc đó thu toàn bộ. Dù sao có lưu lại cũng không thể dùng được. Đệ cẩn thận một chút, tránh cho lúc đó trong Thanh Long Hoàng tộc có người nói này nói nọ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có Tiểu Long ra tay, có lẽ sẽ không giống như trước. Yên tâm đi. Chờ đệ thành tộc trưởng thì sẽ lấy thêm. Thuận tiện nhìn xem còn bảo vật gì khác hay không. Tiểu Long nói. Tiểu Long, đệ tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ Hoàng tộc có phải có chỗ đặc biệt gì khác đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi. Sau khi Tiểu Long tiếp nhận truyền thừa trong mật địa của Huyền Vũ Hoàng tộc, Lục Lâm Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được Tiểu Long có không ít biến hóa.
công kích cùng phòng ngự dường như càng thêm mạnh. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đả nói. Lão đại, đệ đang muốn nói chuyện này với huynh. Trong Huyền Vũ Điện đệ nhận được truyền thừa của lão tổ Huyền Vũ. Trong Huyền Vũ Điện người của Huyền Vũ Hoàng tộc chỉ biết tới bốn điện thiên địa huyền hoàng, thế nhưng không biết còn có hư điện. Bởi vì đệ là người thứ nhất tiến vào hư điện, trong hư điện mới có truyền thừa của lão tổ Huyền Vũ. Hư điện, lão tổ Huyền Vũ. Lục Lâm Thiên dường như đã nghe nói tới mấy từ này từ trong miệng tộc nhân Huyền Vũ tộc ngày đó. Tiểu Long lại nói, lão tổ Huyền Vũ chính là lão tổ khai mở Huyền Vũ Hoàng tộc. Truyền thừa ở trong hư điện, cần một ít điều kiện mới có thể tiến vào hư điện, cần một ít điều kiện khác mới có thể nhận được truyền thừa. Những năm nay cơ hồ trong Huyền Vũ Hoàng tộc không có bất kỳ một ai đủ điều kiện. Do đệ nhận được truyền thừa cho nên mới có thiên phú chính thức của Huyền Vũ Hoàng tộc, cũng biết được không ít chuyện. Thiên phú chính thức của Huyền Vũ Hoàng tộc chẳng lẽ không phải là Huyền Vũ Nộ hay sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Là Huyền Vũ Nộ, thế nhưng Huyền Vũ Nộ mà bọn họ thi triển không đầy đủ. Trước kia đệ thi triển cũng không đầy đủ. Chung quy mà nói, Huyền Vũ Nộ chỉ là tuyệt chiêu công kích thiên phú của Huyền Vũ Hoàng tộc mà không phải là thiên phú trời sinh của Huyền Vũ Hoàng tộc. Tứ đại thú hoàng tộc đều có thiên phú bẩm sinh. Những thiên phú này chính là thứ mà bốn đại thú hoàng tộc dựa vào mà tung hoành thiên địa khi trước. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, đạt được truyền thừa, Tiểu Long đã biết được không ít bí mật. Thiên phú trời sinh, cái gì là thiên phú? Có lợi hại hay không? Lục Tâm Đồng hỏi. Tâm Đồng, người đã giao thủ qua với thần hy, có phát hiện ra nàng có chỗ đặc biệt hay không? Tiểu Long hỏi Lục Tâm Đồng. Dường như hỏa diễm vô cùng lợi hại, ta rất khó chống lại. Lục Tâm Đồng cân nhắc một hồi, nói. Dường như còn có tốc độ rất nhanh, tốc độ của nàng dường như có liên quan tới lực lượng không gian, ta rất khó ngăn cản nàng tới gần mình. Huyết mạch của thần hy cực cao, cho nên mới lợi hại như vậy. Thế nhưng thiên phú của nàng cũng chưa mở ra toàn bộ. Thiên phú của Chu Tước Hoàng tộc chính là không gian, các nàng có lực miễn dịch với không gian, đồng thời có thể tăng phúc lực lượng không gian. Tiểu Long nói. Miễn dịch với không gian, chẳng lẽ là bỏ qua lực lượng không gian sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Theo đệ được biết, người có cùng tu vi cấp độ thì Chu Tước Hoàng tộc có thể bỏ qua lực không gian, thế nhưng nếu thực lực của đối phương mạnh hơn thì sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng phải dựa vào thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương càng lớn thì bọn họ lại ảnh hưởng càng lớn. So với người bình thường thì mạnh hơn nhiều. Đồng thời khi tộc nhân Chu Tước Hoàng tộc thi triển lực lượng không gian còn được tăng. Phúc cực lớn, đây chính là thiên phú bẩm sinh. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, thiên phú không gian, bỏ qua lực không gian đã tuyệt đối là khủng bố. Hắn không khỏi than nhẹ nói. Thiên phú này quả thực rất mạnh mẽ, hung hãn. Lão đại, thiên phú của ba đại thú tộc khác cũng không kém. Tiểu Long khẽ mỉm cười nói. Thiên phú bẩm sinh của Thanh Long Hoàng tộc chính là bỏ qua công kích linh hồn, tăng phúc công kích linh hồn. Thiên phú bẩm sinh của Bạch Hổ Hoàng tộc chính là bỏ qua công kích thời gian, có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tới thời gian. Bỏ qua công kích linh hồn, tăng phúc công kích linh hồn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khó trách khi giao thủ với Đại Hộ Pháp Long Trường, công kích linh hồn ảnh chứa bên trong công kích của Linh Vũ Quyết lại không tạo thành một chút ảnh hưởng nào tới Long Trường. Vốn hắn chỉ đơn thuần cho rằng Thanh Long Hoàng tộc có linh hồn lực mạnh, có thể chống lại công kích linh hồn của mình. Thế nhưng không ngờ Thanh Long Hoàng tộc còn có thiên phú bực này, trực tiếp bỏ qua công kích linh hồn. Mà làm ảnh hưởng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc khiến cho Lục Lâm Thiên rung động. Tam đại hoàng tộc này có một là bỏ qua không gian, một hoàn toàn không để ý tới ảnh hưởng của thời gian, còn lại là không để ý tới công kích linh hồn, đây tuyệt đối là thiên phú khủng bố. Tiểu Long, vậy thì Huyền Vũ Hoàng tộc là sao? Trong lòng Lục Tâm Đồng rung động, người khác có lẽ cả đời cũng không lĩnh ngộ ra thứ gì. Thế nhưng tứ đại hoàng tộc này bẩm sinh đã có. Hắc hắc, Huyền Vũ Hoàng tộc có thiên phú bỏ qua bất luận công kích vật chất gì, đồng thời lực công kích cũng được tăng phúc không ít. Tiểu Long cười hắc hắc, rõ ràng đang cao hứng không thôi. Bỏ qua bất luận công kích vật chất nào, đồng thời công kích còn được tăng phúc. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long, khó trách lần trước trong Huyền Vũ Hoàng tộc Tiểu Long lại có công kích khủng bố như vậy. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên Lục Tâm Đồng đang rung động, Tiểu Long cười hắc hắc nói. Tâm Đồng, lão đại, các người cũng không cần rung động như vậy.
những thứ đệ nói cũng chỉ là lão tổ của tứ đại thú hoàng tộc khi trước mà thôi. Người của Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc huynh cũng đã thấy, hiện tại không có ai khủng bố như lão tổ khi trước, chỉ tương đối mạnh một chút mà thôi. Vậy còn đệ, đệ đạt được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ, có phải cũng nhận được thiên phú bỏ qua công kích vật chất cùng với tăng phúc công kích hay không? Lục Lâm Thiên có chút chờ mong hỏi, cũng không có cách nào khẳng định hiện tại có phải Tiểu Long đã nhận được thiên phú như vậy hay không. Đương nhiên, Tiểu Long dứt lời, trên người tràn ra một cỗ ngạo khí, nói. Lão tổ tứ đại thú hoàng tộc mới chân chính được gọi là yêu hoàng. Yêu hoàng không chỉ là yêu hoàng khí mà còn là huyết mạch. Cái gọi là yêu hoàng khí cùng với huyết mạch cũng chỉ là một ít chỗ tốt cùng với uy áp lão tổ truyền lại mà thôi. Yêu hoàng khí chính thức là đột phá hạn chế, mở ra thiên phú bẩm sinh, đây mới thực sự là hoàng giả. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thiếu niên lúc trước đã không giống như ngày xưa, một cỗ khí thế hoàng giả bắt đầu lan tràn. Hắn tin rằng có một ngày danh tự của Tiểu Long sẽ vang vọng trong tổ yêu lâm và linh hoàng nhai, thậm chí là cả đại lục. Tiểu Long dùng giọng có chút chờ mong nói. Hôm qua đệ nghe bà ngoại nói, truyền thừa cao nhất trong Thanh Long hoàng tộc chưa từng có ai đạt được, nếu như đệ có thể đạt được truyền thừa của lão tổ Thanh Long hoàng tộc thì tốt. Về sau đệ sẽ không cần để ý tới công kích linh hồn cùng với vật chất. Công kích linh hồn và vật chất của đệ còn có thể được tăng phúc. Sợ rằng cho dù gặp phải người có tu vi mạnh hơn đệ cũng có thể ứng phó. Nhất định đệ sẽ đạt được. Lục Lâm Thiên nhẹ giọng nói, trong lòng cực kỳ chờ mong. Nếu như Tiểu Long có thể đồng thời bỏ qua công kích vật chất và linh hồn, sợ rằng tuyệt đối kinh người. Đúng vậy, nếu như có thể thành công thì nhiều bức rồi. Trong lòng Tiểu Long tràn ngập chờ mong. Ca ca, huynh đi tu luyện trên Thanh Long đỉnh, vậy thì muội sẽ tiến vào trong thiên trụ giới tiếp tục bế quan. Thực lực của hai người hiện tại đều mạnh như vậy, muội cũng nên tiếp tục tu luyện thiên độc hồn anh. Lục Tâm Đồng nói, thiên độc hồn anh, có thể gặp nguy hiểm hay không? Suy nghĩ đầu tiên của Lục Lâm Thiên chính là chuyện này có nguy hiểm hay không? Nghe danh tự dường như có không ít nguy hiểm. Nói chung sẽ có một chút nguy hiểm, tu vi của muội tăng nhanh là bởi vì trời sinh độc thể. Mà sau khi tới linh tôn ngũ trọng, tốc độ tăng trưởng tu vi đã giảm đi không ít. Thực lực cho tới bây giờ, độc công tuy rằng lợi hại, bất quá đối với không ít tôn giả mà nói, độc công rất khó phát ra tác dụng tuyệt đối. Cho nên muội mới định tu luyện thiên độc hồn anh cao nhất trong thiên độc kinh. Lục Tâm Đồng nói, Tâm Đồng, thiên độc hồn anh này lợi hại hay không? Tiểu Long trợn mắt hỏi, trong truyền thừa của sư tổ có nói tới, một khi tu luyện thành công thiên độc hồn anh thì độc công cũng có thể tiến thêm một bước. Lục Tâm Đồng nói tiếp, độc công hiện tại của ta tuy rằng có thể ăn mòn linh hồn, bất quá trong linh lực của ta cũng không có độc công. Giống như khi ta giao thủ với thần hy, độc công của ta không có cách nào làm gì được nàng. Nếu như ta tu luyện thành thiên độc hồn anh thì nàng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên lúc này ta định triệt để mở ra độc thể trời sinh của mình, tu luyện thành thiên độc hồn anh. Nếu như thành công thì tu vi của ta sẽ lần nữa tiến bộ. Thực lực cũng cường hãn hơn rất nhiều, khi đó mới có thể phát huy độc công tới mức tận cùng. Nghe Lục Tâm Đồng nói, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự phân vân, nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Tóm lại quá nguy hiểm thì không nên đụng vào. Ta cũng không muốn muội gặp chuyện không may. Ca ca, muội biết huynh luôn che chở cho muội, còn coi muội là trẻ con, bất quá muội đã lớn, không còn là một tiểu nha đầu hay khóc nhè giống như khi trước. Lục Tâm Đồng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lớn lên rồi thì cảm thấy đôi cánh mình đã cứng rắn hơn có phải không? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng, ngón tay khẽ véo mũi nàng một cái rồi nói. Trong lòng ta muội vẫn là tiểu nha đầu. Cho dù về sau muội có thành gia lập thất thì trong lòng ta muội vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Muội không gả đi đâu, muội muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh ca ca và mẫu thân. Hai gò má Lục Tâm Đồng ửng đỏ, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự ngượng ngùng. Nha đầu ngốc, làm gì có nữ hài nào không xuất giá. Như vậy người khác sẽ tưởng muội muội của Lục Lâm Thiên ta không ai muốn lấy a. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Lão đại. Lời này của huynh sai rồi, hẳn phải nói là không ai xứng với Tâm Đồng nhà ta mới đúng. Tiểu Long cười hắc hắc, trêu Lục. Tâm Đồng, ta cần ngươi nói sao? Lục Tâm Đồng trừng mắt nhìn Tiểu Long lập tức lè lưỡi với Lục Tâm Đồng.
Cảnh ấm áp này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ cảm động, tâm thần khẽ động, tay lập tức móc ra kiện hồn linh khải giáp và một bộ kiếm trận bất phàm. Hai kiện linh khí này cơ hồ đều đạt tới địa cấp đỉnh phong. Tâm đồng, những thứ này cho muội, muội luyện hóa đi, về sau cũng là một ít trợ lực cho muội. Lục Lâm Thiên đưa hai kiện linh khí cho Lục Tâm Đồng. Lúc lựa chọn cũng không có vật nào thích hợp cho hắn, cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ chọn lựa vật thích hợp cho Lục Tâm Đồng mà thôi. Đa tạ ca ca. Lục Tâm Đồng cũng không có khách khí, cơ bản cũng không cần khách khí. Nàng cao hứng tiếp nhận hai kiện linh khí địa cấp trong tay ca ca. Có đại ca như vậy chính là chuyện vui mừng nhất đời này của nàng. Tuy rằng mất đi phụ mẫu, thế nhưng ông trời lại vô cùng công bằng, lại cho nàng một đại ca cùng mẫu thân nuôi như vậy, lại một lần nữa cho nàng một gia đình ấm cúng. Một lát sau, sau khi bố trí một đạo cấm chế, Lục Lâm Thiên thúc giục thiên trụ giới, để cho Lục Tâm Đồng tiến vào tầng thứ hai thiên trụ giới. Tính toán một chút, nếu như hắn ở trên Thanh Long Phong một năm thì đám người Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công đã ngây ngốc 20 năm trong đó. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên trò chuyện một lát với Tiểu Long. Nói tới Huyền Vũ Điện, từ trong miệng Tiểu Long Lục Lâm Thiên cũng biết không ít. Tuy rằng Huyền Vũ Điện lợi hại, thế nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ vì Huyền Vũ Điện này chính là nơi truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc, khống chế Huyền Vũ Điện chính là gián tiếp khống chế Huyền Vũ Hoàng tộc. Đối với Huyền Vũ Hoàng tộc có tác dụng áp chế tuyệt đối, thế nhưng đối với ngoại nhân thì không đủ. Thế nhưng đây cũng là do Tiểu Long cố ý, Huyền Vũ Điện này không có tác dụng quá lớn, thế nhưng nếu ai tiến vào trong Huyền Vũ Điện này thì chết chắc. Ngoại nhân tiến vào bên trong nếu như không có Tiểu Long bảo hộ, chỉ dựa vào lực lượng cấm chế do lão tổ Huyền Vũ lưu lại cũng xé tan thân thể của người ngoài tiến vào thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Long, vạn nhất người Huyền Vũ Hoàng tộc tới muốn Huyền Vũ Điện thì làm sao? Trong phòng, Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Hàn ý trong mắt Tiểu Long lóe lên, nói. Bọn họ dám, coi như là cho bọn họ cũng không mang đi được. Huyền Vũ Điện đã thành một thể với đệ, trừ phi đệ nguyện ý, bằng không cho dù là ai cũng không mang đi được. Về phần Huyền Vũ Hoàng tộc thì sống hay chết cũng không liên quan tới đệ. Đệ mặc kệ sinh tử của đám người bọn họ, để cho bọn chúng tiếp tục làm dòng chính đi, để xem bọn chúng còn có thể làm dòng chính được bao lâu. Cảm nhận oán khí cùng sự tức giận trong lời nói của Tiểu Long, Lục Lâm Thiên biết rõ hiện tại cho dù mình nói gì cũng không có tác dụng. Hiện tại oán khí và hận ý của Tiểu Long với Thanh Long Hoàng tộc không phải là bình thường. Bị Huyền Vũ Hoàng tộc đuổi giết, phụ thân tự phá yêu đan. Loại hận ý này không thể đơn giản tiêu trừ được. Lục Lâm Thiên không nói tới việc này nữa, hai người trò chuyện một hồi rồi tự mình điều tức. Sáng sớm, bên ngoài đình viện, đại thụ che khuất bầu trời. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở giữa tán lá cây chiếu xuống. Sương mù chậm rãi bốc lên. Siêu siêu. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió, không ít thân ảnh xuất hiện ngoài đình viện. Rõ ràng là có đại trưởng lão Long Nguyệt, còn có Long Bích Hàm, Long Yên và Huyền Hạo cùng với mấy trưởng lão, hộ pháp đi theo. Chấn động xuất hiện, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long cũng đã sớm phát giác ra, hai người lập tức đi ra đình viện. Mọi người tới, Lục Lâm Thiên cũng đã nhận ra, hôm nay Tiểu Long phải đi tới thánh địa của Thanh Long Hoàng tộc tiếp nhận truyền thừa, mà thánh địa truyền thừa của Thanh Long Hoàng tộc, đương nhiên người ngoài như Lục Lâm Thiên không có tư cách đi vào. Cho nên sau khi mọi người rời đi cũng chỉ có Lục Lâm Thiên và Đại Hộ Pháp Long Trường ở lại đình viện. Lâm Thiên lão đệ, ta sẽ mang đệ đi tới Thanh Long Phong. Đại Hộ Pháp nói. Vậy làm phiền Đại Hộ Pháp rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, hai người lập tức tiến về phía Thanh Long Phong. Trên đường đi, từ trong miệng Đại Hộ Pháp Lục Lâm Thiên lần nữa biết được không ít chuyện về Thanh Long Phong. Sau khi hai người phi hành nửa canh giờ trên không trung, sắc trời đã bắt đầu sáng rõ. Từng dãy núi phía trước cao vút, mặt trời dần dần treo cao, từng ngọn núi hiện lên dưới ánh mặt trời như được phủ một màu đỏ nhàn nhạt. Từng đỉnh núi xanh ngắt xuất hiện, sương mù bốc lên, nhìn qua cực kỳ to lớn, đồ sộ. Lâm Thiên lão đệ, chỗ cao nhất phía trước chính là Thanh Long Phong. Đại Hộ Pháp Long Trường chỉ về phía trước, trước mũi tay hắn là một ngọn núi, cao giống như chọc trời. Tốc độ Lục Lâm Thiên từ từ giảm xuống, ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trong mắt hắn là một ngọn núi nguy nga, cao vút trong mây, xuyên thẳng trời xanh, nhìn qua giống như một cự nhân khổng lồ, đứng sừng sững trong thiên địa. Mà chung quanh ngọn núi này cũng có không ít dãy núi,
chỉ là ngọn núi trước mặt Lục Lâm Thiên là ngọn núi khổng lồ nhất. Những dãy núi chung quanh một màu xanh ngắt, có không ít kiến trúc bên trên, diện tích bao la. Đây là Thanh Long Phong sao? Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ngọn núi khổng lồ này nhìn từ xa giống như một đầu thanh long khổng lồ dựng đứng, tạo hình càng nhìn càng giống. Những ngọn núi xoay quanh giống như cự long xoay tròn, hình dáng vô cùng giống thanh long. Còn chưa tới gần ngọn núi khổng lồ kia, thế nhưng Lục Lâm Thiên đã cảm giác được bên trên có một loại khí tức cổ xưa, bên trong cỗ khí tức này còn mang theo khí phách mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại khiến cho Lục Lâm Thiên trực tiếp rung động. Không hổ có tên là Thanh Long Phong, giống như thanh long bay lên trời, từ xa nhìn lại vô cùng sống động, giống như vật còn sống. Chúng ta đi thôi, tu luyện trên Thanh Long Phong một năm, Lâm Thiên lão đệ nhất định sẽ có thu hoạch. Đại hộ Pháp Long Trường nói, hai người lần nữa phi hành, xuyên qua những dãy núi xanh ngắt, lập tức đi tới ngọn núi kia. Ngọn núi này giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, một mình đứng sừng sững, cao vút trong mây, vách núi dựng đứng. Chung quanh là mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, không tầm thường. Mây mù trên ngọn núi lượn lờ, người đứng trên ngọn núi này trong lòng sẽ sinh ra cảm giác nhỏ bé. Thanh Long Phong này không ngờ lại lớn như vậy. Mà thứ khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất chính là phía dưới ngọn núi này lại không có một ngọn cỏ nào. Cả ngọn núi đều có những bậc thang kỳ quái bằng đá. Bậc thang cực lớn, giống như một quảng trường nhỏ. Nếu như nhìn kỹ không khó nhìn ra những bậc thang bằng đá này giống như long. Lân bao phủ Thanh Long Phong, kéo dài tới đỉnh. Ngọn núi kỳ lạ, quan trọng nhất chính là trên ngọn núi này có một vòng quang mang dày đặc bao phủ, từ chân núi tới đỉnh núi, bốn phía là quang mang, khí tức tràn ra chung quanh, thế cho nên cho dù ở xa cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế cực lớn. Khí tức này khiến cho người ta tới gần, trong lòng không tự chủ được mà run lên, tim đập cũng nhanh hơn. Bái kiến đại hộ Pháp. Dưới ngọn núi khổng lồ giống như một đầu thanh long bay lên trời này có mấy đạo thân ảnh đi tới, đều là tộc nhân có tu vi thất giai của Thanh Long Hoàng tộc. Nơi này không có chuyện của các ngươi, lui ra đi. Đại hộ Pháp nói. Mấy người này cực kỳ kinh ngạc, không rõ vì sao một người xa lạ lại tới Thanh Long Phong. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều với đại hộ Pháp cho nên lập tức lui xuống. Lâm Thiên lão đệ. Bên trong Thanh Long Phong này có cấm chế và thủ đoạn do tiền bối của Thanh Long Hoàng tộc ta bố trí, bên trong núi có một cỗ năng lượng thiên địa có tác dụng lớn với tâm cảnh và tu vi, đồng thời đối với linh hồn lực cũng có không ít trợ giúp. Để tiến vào đó tùy tiện ngồi vào một cái bệ đá là được. Chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, bệ đá sẽ tự động đi lên trên, càng lên cao hiệu quả càng lớn. Đại hộ Pháp nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, trên điểm này đại công chúa đã nói qua với hắn. Thế nhưng càng đi lên trên, áp lực với tâm cảnh càng lớn. Trên Thanh Long Phong có cấm chế tiền bối trong tộc bố trí, cấm chế này có thể làm ảnh hưởng tới tâm cảnh. Người tâm cảnh không đủ nếu như cưỡng ép đi lên mà nói, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết. Cho nên ngàn vạn lần không lên quá sức, tâm cảnh mạnh bao nhiêu thì sẽ đi lên vị trí đó. Đại hộ Pháp nói, đệ hiểu rồi. Lục Lâm Thiên nói, chúc đệ may mắn. Đại hộ Pháp Long Trường nói, thủ ấn trong tay được kết, quang mang chói mắt xuất hiện, lập tức đánh vào trong vòng quang mang chói mắt, khổng lồ kia. Ầm ầm, cả vòng quang mang bên ngoài lập tức run lên, mặt đất rung chuyển. Một tiếng long ngâm vang lên, quanh quẩn trên không trung. Một cỗ khí tức bằng bạc, cổ xưa tràn ra ngoài. Đột nhiên Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra những bệ đá giống như long lân trên ngọn núi bắt đầu lay động. Cả ngọn núi giống như một đầu thanh long đang bắt đầu thức tỉnh. Thế nhưng trong chớp mắt lại bất động, Lục Lâm Thiên còn tưởng rằng mình hoa mắt. Vòng quang mang bên ngoài run lên, một cỗ khí tức bàng bạc, xé rách không gian khiến cho không gian run lên. Phía trên vòng quang mang có một khe hở lớn xuất hiện, khí thế kinh người tràn ra. Vào đi! Đại hộ Pháp Long Trường nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhảy vào, thân ảnh biến mất trong cái khe hở. Tiến vào khe hở, Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện dưới chân núi Thanh Long Phong. Chân núi giống như mặt đất nơi đầu Thanh Long từ trong mặt đất chui ra, tầng tầng lớp lớp bệ đá bao phủ chằng chịt, cũng không biết là rộng bao nhiêu. Lúc này đứng ở trước ngọn núi cực lớn, Lục Lâm Thiên cũng không biết ngọn núi cực lớn, giống như đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất này rộng bao nhiêu. Thế nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Trong không gian có một cỗ khí tức tràn ngập.
thậm chí còn không mang theo bất luận một tia năng lượng chấn động nào thế nhưng lại khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như mình đang ở trong một đại dương mênh mông. Trong lòng không tự chủ được mà run lên, khí tức này trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nơi này thật kỳ dị, khí tức trong không gian này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác ra được đối với tâm cảnh của mình có không ít trợ giúp, hắn lập tức tiến lên, dựa theo lời đại hộ pháp nói mà ngồi lên một cái bệ đá. Bệ đá này lớn chừng 2 mét, cũng đủ để Lục Lâm Thiên ngồi lên. Trên bệ đá, Lục Lâm Thiên vừa mới ngồi xuống lập tức có quang mang nhàn nhạt bên ngoài chậm rãi lưu chuyển giống như hào quang, kỳ dị không nói nên lời. Lục Lâm Thiên cảm giác được trong lúc vô hình có một cỗ khí tức đang bao phủ chung quanh hắn, khí tức này khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên thoải mái. Cả không gian có một cỗ khí tức kỳ dị lan tràn ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, tâm thần được thu lại, tiếp đó ngưng thần tĩnh khí. Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã trôi qua vài vạn năm cũng không có ai tới đây. Trong lúc vô hình có một cỗ khí tức khuếch tán ra, khí tức này lặng lẽ, vô ảnh vô hình, thế nhưng lại khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác mênh mông vô cùng. Cũng tại thời điểm này, khi Lục Lâm Thiên đang ngưng thần tĩnh khí thì một màn quỷ dị xuất hiện. Bệ đá mà Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi bắt đầu lập lòe, trực tiếp kéo lên phía trước. Nơi nó đi qua, những bệ đá chằng chịt kia bắt đầu lóe lên, không bị ảnh hưởng một chút nào. Trên một ngọn núi khác lúc này có mấy đạo thân ảnh đang chăm chú nhìn về phía Thanh Long Phong khổng lồ kia. Gợn sóng trong không gian chớp động mới có thể nhìn thấy thân ảnh của mấy người này, thế nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của mấy người. Tiểu gia hỏa này quả thực bất phàm, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, xem như chưa từng có ai trên đời như hắn. Thế nhưng để hắn lên Thanh Long Phong có phải đã quá coi trọng hắn rồi hay không? Một thanh âm già nua vang lên. Bất kể như thế nào chuyện kia cũng sắp tới, cả đại lục rung chuyển, chúng ta cũng không có cách nào tránh thoát được một kiếp. Có thể bán cho tiểu gia hỏa này một nhân tình, nói không chừng về sau sẽ có hồi báo. Huống chi quả thực hắn vô cùng bất phàm. Thanh âm này vừa dứt, gợn sóng trong không gian lóe lên, người vừa mới nói chuyện chính là tộc trưởng Long Ngộ. Dù sao nhân loại cũng không đáng tin, chúng ta với nhân loại chính là kẻ thù truyền kiếp. Một thanh âm tràn ngập lo lắng vang lên. Lục Lâm Thiên này coi như không tệ, lại ký huyết khế với Tiểu Long, về sau nói không chừng Tiểu Long còn cần hắn giúp đỡ một hai. Tăng thêm quan hệ giữa hắn và Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, còn có Bắc Cung gia tộc, bán cho hắn một chút nhân tình cũng không có gì là quá đáng. Long Ngộ nói, ta quả thực muốn nhìn xem một chút, nhân loại này có thể lên tới mức nào. Một đạo thân ảnh nhìn chăm chú vào Thanh Long Phong phía trước rồi nói. Thanh Long Phong tổng cộng có 9.999 bậc, cao nhất là Long Đỉnh. Người có thể tới Long Đỉnh thì sẽ có tâm cảnh đế giả, dùng tu vi của nhân loại này, ta thấy cao nhất chỉ đi tới 9.500 bậc mà thôi. Tộc nhân bát giai trong Thanh Long Hoàng tộc ta cũng chỉ có thể đặt chân lên bậc thứ 9.000. Nhân loại này chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, tuy rằng là bất phàm, thế nhưng muốn đặt chân lên bậc thứ 9.500 thì xem ra có chút khó khăn. Càng lên cao, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Tiểu gia hỏa nhà Bích Hàm đã đi tiếp nhận truyền thừa, không biết có thể mở ra chỗ cuối cùng hay không. Truyền thừa của Thanh Long lão tổ chưa từng có ai nhận được. Đó mới là lực lượng mạnh nhất của Thanh Long hoàng tộc ta. Ta quên nói với các ngươi. Long Ngộ lạnh nhạt nói. Long Nguyệt ngày hôm qua mới nói với chúng ta, tiểu gia hỏa kia lúc ở trong Huyền Vũ hoàng tộc đã lấy đi Huyền Vũ điện. Cũng nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ. Cái gì? Cả không trung đột nhiên run lên, vô số âm thanh kích động vang lên. Tiểu gia hỏa kia không ngờ lại nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ, vậy không phải. Tất cả mọi người sợ hãi than, đối với mấy người bọn họ mà nói, đương nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Mau nhìn, Lục Lâm Thiên kia không ngờ cũng đặt chân lên bậc thứ 9.400. Vẫn còn lên. 9.401. Trên bệ đá, Lục Lâm Thiên chậm rãi đi lên trên, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng mọi thứ chung quanh. Càng đi lên, cỗ năng lượng vô hình kia lại càng lớn, càng ngày càng nồng đậm tràn ngập trong không gian khiến cho người ở trong không gian này đều cảm thấy sảng khoái, giống như trong lúc vô hình tâm hồn của mình đang được gột rửa vậy. Lục Lâm Thiên cảm giác ra năng lượng ở bên trong này không giống như năng lượng trong thiên địa bình thường. Tác dụng lớn nhất của năng lượng này dường như chính là gột rửa tâm hồn của hắn, đồng thời cũng có thể tăng cường không ít linh hồn lực cho hắn. Siêu siêu,
cũng không biết tới khi nào, vốn cực kỳ thuận lợi đi lên, thế nhưng rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng gặp phải một cỗ áp lực cực lớn, trong không gian năng lượng lập tức nổi lên sóng gió, vô số gợn sóng không ngừng khuếch tán. Dưới cỗ áp lực này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đang đi lên trên, đã bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn, mỗi một bậc đều cần phí không ít khí lực, hơn nữa ngày càng khó. Ồ, 9601. Vẫn còn lên, nhân loại này không ngờ lại lên cao như vậy, quả thực bất phàm. Lục Lâm Thiên này quả thực có chỗ hơn người a. Trên ngọn núi kia vang lên mấy tiếng nghị luận mang theo sự kinh ngạc. Lục Lâm Thiên vẫn còn đi lên, dưới cỗ áp lực này tuy rằng Lục Lâm Thiên tiến lên cực kỳ khó khăn, thế nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chống lại. Lực áp chế này Lục Lâm Thiên cũng không khó phát hiện ra, lực lượng này chủ yếu áp chế tâm cảnh cùng với linh hồn, cấp độ thực lực không đạt yêu cầu thì khó có thể tiếp tục tiến lên trên. Trên phương diện tâm cảnh, Lục Lâm Thiên đã sớm dùng qua diễn linh thánh quả, còn có hồ nước bằng năng lượng kia, lại còn tôi luyện tâm cảnh cho nên trên phương diện tâm cảnh, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không giống bình thường. Về phần linh hồn lực, bản thân Lục Lâm Thiên đã là linh tôn tứ trọng, thế nhưng chỉ luận về linh hồn lực mà nói, ngay cả cường giả linh tôn lục trọng đỉnh phong cũng khó có thể chống lại hắn. Linh hồn lực cũng là ưu thế của Lục Lâm Thiên. Trời ạ, 9656 bậc. Nhân loại này có phải chỉ là vũ tôn tứ trọng hay không? Hay là còn che giấu tu vi? Chắc hẳn không có che giấu tu vi, nếu như che giấu, chẳng lẽ bằng vào chúng ta cũng không nhận ra sao? Mấy đạo thân ảnh kia cũng kinh ngạc, đây đã là điều vượt quá dự đoán từ trước của bọn họ. Lục Lâm Thiên này tuy rằng chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, nhưng chỉ cần hai chiêu đã đánh cho Long Trường không có sức hoàn thủ, vô cùng bất phàm. Long Mộ nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ đổi nói. 9662. Chẳng lẽ còn có thể lên tới 9700 sao? Vậy thì quá nghịch thiên rồi, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trên bệ đá, lực lượng áp chế vô hình càng ngày càng lớn, lớn tới mức Lục Lâm Thiên khó có thể thừa nhận. Mà cùng một lúc, dưới cỗ áp lực cực lớn này, giữa không trung có một cỗ năng lượng trực tiếp tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, cỗ năng lượng này cực kỳ nhu hòa. Năng lượng khuếch tán trong cơ thể, chui vào tứ chi bách hải, gân cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng. Cảm giác mát mẻ này giống như từ trong lòng lan tràn ra, cuối cùng tiến vào trong xương cốt vậy. Thậm chí năng lượng kia còn tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, trực tiếp bị tiểu hồn anh hấp thu, khiến cho tâm thần của hắn run lên, thoải mái không nói nên lời. Bệ đá càng tiến lên, năng lượng càng mạnh hơn, Lục Lâm Thiên do dự, nếu như tiếp tục đi lên, đối với Lục Lâm Thiên mà nói có lực hấp dẫn vô cùng lớn, chỗ tốt đạt được càng nhiều. Siêu! Càng đi lên trên, áp lực càng lúc càng lớn, áp lực cực lớn đè nặng lên người Lục Lâm Thiên. 9699, Lục Lâm Thiên này còn có thể đi lên sao? Đã tới cực hạn, lên nữa thì quả thực vô cùng nghịch thiên. Phía xa xa, mấy người trên ngọn núi kia không khỏi sợ hãi than. Lục Lâm Thiên đi lên trên, áp lực vô hình càng lúc càng lớn, áp lực này đè nặng lên người Lục Lâm Thiên, trực tiếp đảo loạn tâm cảnh, đè nặng lên linh hồn. Cho dù Lục Lâm Thiên dùng toàn lực chống lại cũng ngày càng cảm thấy khó khăn. Trong lúc chống lại thần thức của Lục Lâm Thiên dần dần mê man, thậm chí có bộ dáng giống như buồn ngủ, càng ngày càng mê man, thế nhưng tất cả chuyện này dường như Lục Lâm Thiên còn chưa biết được. Ha ha, cuối cùng cũng không cách nào lên được bậc thứ 9700, thế nhưng cũng đủ chứng minh người này cường hãn vô cùng. Thiên phú như vậy, trong nhân loại đã là tồn tại giống như lông phượng sừng lân rồi. Chấm. Lục Lâm Thiên hỗn loạn, hắn cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên, hắn xuất hiện trong một không gian lạ lẫm, mà lúc này trước mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một hình ảnh huyết tinh, vô cùng khủng bố. Trong một sơn mạch rộng lớn tới tận cùng có một bóng lưng hùng vĩ tay cầm một thanh đại đao màu vàng, dưới chân là thi cốt chồng chất giống như một ngọn núi. Bên trên phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, tràn ngập máu tươi, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Cảnh này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như mình đã từng gặp qua. Ngay khi Lục Lâm Thiên muốn nhìn trộm thân ảnh hùng vĩ kia thì trong đầu đột nhiên có một đạo quang mang chói mắt lan tràn ra. Cảm giác đau đớn trong đầu khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức tỉnh lại. Ông! Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này kim đao màu vàng kia đang không ngừng tỏa ra kim quang, phát ra tiếng ông ông giống như tiếng sấm. Dưới tiếng ông ông này, năng lượng đang tiến vào tẩm bổ tiểu hồn anh lập tức bị nó chặn đứng rồi hấp thu.
năng lượng cuồn cuộn không dứt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên đều bị kim đao màu vàng hấp thu. Đồng thời, kim đao màu vàng lúc này dường như cũng nhận ra bên ngoài càng lên cao thì năng lượng càng mạnh mẽ, kim quang lần nữa đại thịnh. Kim quang từ trong kim đao lan tràn ra, trực tiếp lan tràn quanh thân Lục Lâm Thiên, từ trong lỗ chân lông tràn ra. Lục Lâm Thiên lập tức bị kim quang bao phủ, chỉ là người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy y phục màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, rất khó nhận ra được kim. Quang đang bao phủ chung quanh trường bào Lục Lâm Thiên. Dưới sự bao phủ của kim quang, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận ra áp lực chung quanh đối với mình biến mất không thấy gì nữa. Mà bệ đá phía dưới lập tức vọt lên, trực tiếp vọt lên phía trên. Mau nhìn, tiểu tử kia đã vượt qua 9.700. Xảy ra chuyện gì vậy? 9.750. Mấy người này vốn đã định rời đi, thế nhưng bọn họ thật không ngờ nhân loại Lục Lâm Thiên kia lại lần nữa vọt lên. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người đặt chân lên bậc thứ 9.800, sau đó là 9.900. Mấy người này đều kinh ngạc và rung động, ánh mắt run run, căn bản còn chưa thể tin được. 9.910. 9.920. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bệ đá vọt thẳng tới bậc thứ 9.999. Mấy người rung động, nhìn nhau, 9.999, đây chính là bậc chỉ có người có tu vi cửu giai hậu kỳ đỉnh phong mới có thể đặt chân lên. Rung động, tất cả mọi người ngưỡng mộ, Lục Lâm Thiên kia lúc này còn đang tiếp tục đi lên trên, mãi cho tới khi đi tới long đỉnh trên 9.999 bậc. Nơi này nhất định phải có tâm cảnh đế giả mới có thể đặt chân lên được, nhân loại tên là Lục Lâm Thiên này không ngờ chỉ bằng vào tu vi vũ tôn tứ trọng đã có thể đặt chân lên long đỉnh. Trên long đỉnh, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi. Lúc này xung quanh tầm mắt của hắn là mây mù bao phủ, từng đỉnh núi màu xanh phía xa hiện lên giống như đang lơ lửng trên tầng mây. Long đỉnh này yêu cầu thấp nhất là phải có tâm cảnh đế giả mới có thể đặt chân lên được. Không ngờ hắn chỉ dựa vào tu vi vũ tôn tứ trọng lại có thể tiến tới long đỉnh. Lúc này tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại biết rõ tất cả là do kim đao màu vàng gây ra. Áp lực ngập trời mà vô hình quanh hắn lúc này nếu như không có kim đao màu vàng kia ra tay, coi như là có bất diệt huyền thế, áp lực này đè nặng lên tâm cảnh và linh hồn, khi đó hắn không chết thì cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Mà lúc này hắn lại bỏ qua áp lực, chỉ có một giải thích duy nhất đó chính là kim đao màu vàng. Lục Lâm Thiên biết, năng lượng trên long đỉnh vô cùng nồng nặc, mà số năng lượng đang tiến vào trong cơ thể hắn đều bị kim đao màu vàng hấp thu. Lục Lâm Thiên có cảm giác, nơi phát ra năng lượng đang cách mình không xa. Long đỉnh giống như một cái đầu rồng đang hướng lên trời, ở giữa có một cái động, giống như là con mắt thứ qua quỷ dị của thanh long. Cỗ năng lượng kia đến từ cái động kia. Năng lượng nồng đậm có thể ổn định tâm cảnh, đồng thời còn có thể tăng cường linh hồn, chỉ tiếc tất cả năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn đều bị kim đao màu vàng hấp thu. Kim đao màu vàng hấp thu năng lượng dường như không có liên quan tới Lục Lâm Thiên, hoàn toàn do kim đao màu vàng làm chủ. Tiểu hồn anh chỉ nhận được một ít chỗ tốt còn thừa mà thôi. Thấy vậy Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn không ngờ lúc này kim đao màu vàng bắt đầu chủ động cướp đoạt. Trong lúc hấp thu, kim đao màu vàng không ngừng tỏa ra kim quang khiến cho Lục Lâm Thiên không cần bận tâm tới áp lực ngập trời trên long đỉnh. Tuy rằng Lục Lâm Thiên hoàn toàn không chịu áp lực thế nhưng lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng cướp đoạt, chỗ tốt còn sót lại mới đến phiên tiểu hồn anh của hắn. Mà chỗ tốt tiểu hồn anh nhận được so với chỗ tốt mà kim đao màu vàng đoạt được quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Mà lúc này nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên không chút sức mẻ ngồi trên đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh phía xa nghẹn họng nhìn chân chối, mấy người này đã hoàn toàn bị hắn làm cho rung động. Nhân loại này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ là vũ tôn tứ trọng mà có tâm cảnh đế giả, khó trách thực lực lại mạnh như vậy. Mấy người này rung động một lúc lâu mới rời đi. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ, chỉ có Long Mộ tiếp tục đứng trên đỉnh núi, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, một lát sau thân ảnh của hắn cũng biến mất. Trên Long Đỉnh, Lục Lâm Thiên giống như lão tăng nhập định, bảo trì tư thế không chút sức mẻ, vững như bàn thạch, không ngừng hấp thu năng lượng vô hình mà bàng bạc chung quanh. Tuy nhiên, năng lượng có thể tăng cường linh hồn lực đều bị kim đao màu vàng cướp đoạt. Thế nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có một cỗ năng lượng có thể gột rửa tâm linh của hắn. Có thể rèn rũa kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, giống như đang loại bỏ tất cả tạp chất. Dưới cỗ năng lượng này,
một cỗ quang mang màu trắng không ngừng lan tràn trên thân thể Lục Lâm Thiên, thậm chí là cả trên mặt. Nếu nhìn kỹ, lúc này làn da Lục Lâm Thiên giống như óng ánh, có chút thần dị. Thế nhưng trên Long Đỉnh lúc này lại không có ai nhìn thấy cảnh này. Trên Long Đỉnh, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, năng lượng vô hình hội tụ. Trường bào bay phất phới, cả không gian hoàn toàn yên tĩnh giống như hắn đang ở trên 9 tầng trời vậy. Thời gian trong nháy mắt trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này Lục Lâm Thiên thanh tỉnh, trừ việc năng lượng rèn rũa cơ thể hắn ra, còn có năng lượng trong đầu bị kim đao màu vàng cướp đoạt thì hắn không có chuyện gì để làm. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, kim đao màu vàng dường như cực kỳ yêu thích năng lượng trên Long Đỉnh. Trong mấy ngày này nó không ngừng một chút nào, vẫn hấp thu năng lượng bàng bạc không ngừng. Trong lúc hấp thu Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được dường như kim đao màu vàng đang mạnh lên. Cho dù không thể can thiệp vào trong đầu thì Lục Lâm Thiên cũng đành chịu. Thế nhưng sau khi tĩnh tâm, Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra, thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu năng lượng, có cảm giác thoát thai hoán cốt chậm chạp. Giống như tất cả tạp chất trong cơ thể đều đang chậm rãi bị đào thải ra bên ngoài. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt ra, không phải là có chuyện gì khác mà là Lục Lâm Thiên phát hiện ra đại hồn anh đang hấp thu năng lượng trong đầu. Thậm chí là đang hấp thu, chậm rãi, trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể sao? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc thầm nói, đại hồn anh chỉ thôn phệ tàn hồn và sát khí. Tuy rằng là hồn anh, thế nhưng không thể thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Lúc này đại hồn anh hấp thu năng lượng ở nơi này, chỉ có thể nói năng lượng trên Long Đỉnh này có chút bất phàm. Thử xem vậy. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, áp lực trên Long Đỉnh có tác dụng với linh hồn lực và tâm cảnh. Thế nhưng đại hồn anh lại không có tâm cảnh, có linh hồn nhưng lại là tàn hồn. Nói chung chỉ là một đầu linh hồn khôi lỗi kèm sát khí do hắn khống chế mà thôi. Lục Lâm Thiên nghĩ, để đại hồn anh đi ra sẽ không bị áp chế. Đại hồn anh có thể hấp thu chỗ tốt, ở trong đầu nó không có bất kỳ một cơ hội nào, trong đầu là địa bàn của kim đao màu vàng, hắn đã không chiếm được chỗ tốt, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới có ý định tìm một ít chỗ tốt cho tiểu hồn anh. Mặc kệ, thử xem một chút vậy. Do dự một lát, Lục Lâm Thiên thì thào một tiếng, tâm thần khẽ động, một đạo quang mang từ trong mi tâm hắn bắn ra. Quang mang thu liếm, đại hồn anh đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngay sau đó nó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đại hồn anh vừa mới xuất hiện, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được đại hồn anh không bị một chút áp lực nào. Áp lực này tới từ linh hồn và tâm cảnh, trên người đại hồn anh đều là tàn hồn và sát khí. Không có tâm cảnh cho nên giống như sự phỏng đoán của Lục Lâm Thiên. Mà đại hồn anh vừa mới xuất hiện liền khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn được kết, quanh thân tự động tràn ra một cỗ hấp lực. Năng lượng vô hạn trên Long Đỉnh giống như bị dẫn dắt, lập tức rót vào trong cơ thể đại hồn anh. Thật mạnh! Trong đầu bị kim đao màu vàng chiếm cứ cho nên Lục Lâm Thiên cũng không biết cỗ năng lượng vô hình này mạnh mẽ bao nhiêu. Thế nhưng sau khi đại hồn anh hấp thu, Lục Lâm Thiên lập tức biết rõ cỗ năng lượng này khổng lồ, mạnh mẽ ra sao. Dưới loại năng lượng bàng bạc này đại hồn anh bắt đầu nhận được chỗ tốt thực chất, nếu như cứ dựa theo tốc độ này, đại hồn anh sẽ tăng cường thêm một bậc nữa. Loại năng lượng này không ngờ còn có tác dụng với đại hồn anh, Lục Lâm Thiên khiếp sợ. Đại hồn anh được tăng cường, không thể nghi ngờ tương đương với việc hắn mạnh mẽ thêm. Trong lòng không khỏi vui vẻ một chút. Ít nhất kim đao màu vàng không có cách nào quản được đại hồn anh khi nó ra khỏi cơ thể. Con mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào biến hóa của đại hồn anh đang liên tục hấp thu năng lượng. Một lúc lâu sau cũng không có biến cố gì khác, Lục Lâm Thiên cũng triệt để yên tâm. Cứ để cho đại hồn anh hấp thu năng lượng trên Long Đỉnh. Năng lượng trên Long Đỉnh cuồn cuộn không dứt, cũng đủ để cho kim đao màu vàng và tiểu hồn anh hấp thu. Lúc này Lục Lâm Thiên lại là người nhàn rỗi. Không có chuyện gì để làm. Nhìn bốn phía, giống như dưới trời xanh này cũng chỉ có một mình hắn, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Mà lúc này, loại biến hóa như thoát thai hoán cốt trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ hưởng thụ, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên thì thào nói, đại hồn anh cùng với kim đao màu vàng hắn không cần phải nhúng tay vào cho nên lúc này hắn hoàn toàn có thể tập trung vào lĩnh ngộ, không thể lãng phí thời gian. Gần đây tiếp xúc với cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, huyền vũ hoàng tộc, thanh long hoàng tộc cùng với không ít thú tộc trong tổ yêu lâm, Lục Lâm Thiên càng cảm thấy thực lực của mình càng mạnh lại giống như càng không đủ. Trong những thú tộc và những hoàng tộc này đều có cường giả như mây, cường giả đỉnh cấp không ít.
phụ thân của Tiểu Long có tu vi chuẩn đế, Lục Lâm Thiên đoán, ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc tuyệt đối không chỉ có một chuẩn đế. Mà ngay cả đại trưởng lão của Huyền Vũ Hoàng tộc cũng đã đặt một chân vào cấp độ chuẩn đế. Mặt khác trong Thanh Long Hoàng tộc này, tộc trưởng Long Ngộ, đại trưởng lão Long Nguyệt, thực lực của hai người này Lục Lâm Thiên không nhìn thấu, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm suy đoán, rốt cuộc hai người này đã đạt tới cấp độ nào rồi. Còn có đại công chúa Long Bích Hàm, đồn rằng năm đó thực lực so với Huyền Hạo còn mạnh hơn. Lại nói huyết mạch cũng cực cao cho nên Tiểu Long mới có thân thể linh thú chứ không phải là yêu thú. Hiện tại Huyền Hạo đã là chuẩn đế, Lục Lâm Thiên cũng có chút hoài nghi, không phải đại công chúa Long Bích Hàm này cũng tới cấp bậc khủng bố này hay không? Khí tức của đại công chúa hắn cũng không nhìn thấu. Thực lực của Thanh Long Hoàng tộc cường hãn, Huyền Vũ Hoàng tộc tuyệt cũng không kém. Đoán chừng Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc cũng không kém xa. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng muốn tới Lục Đại Nhân Hoàng tộc xem một chút. Lục Đại Nhân Hoàng tộc này từ thời xa xưa vẫn áp chế tứ đại thú hoàng tộc, cho nên thực lực không cần nói cũng đoán ra được. Phi Linh Môn so sánh với họ, Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy rằng hiện tại Phi Linh Môn cường giả như mây, có Nam Thúc là chuẩn đế chấn thủ, còn có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Phú Thúc, tăng thêm 4 vị sư thúc của Thánh Linh Giáo, thực lực như vậy cũng tuyệt đối khủng bố rồi. Nhưng mà so sánh với những hoàng tộc này vẫn còn chênh lệch lớn. Lục Lâm Thiên cũng không biết sau lưng những hoàng tộc này có bao nhiêu cường giả, đây mới là chỗ khủng bố thực sự của họ. Cho nên bây giờ Lục Lâm Thiên biết rõ mình chỉ có thể tăng cường tu vi, lĩnh ngộ cũng là một loại biện pháp để tăng cường thực lực. Linh Vũ Quyết mà hắn lĩnh ngộ ra, còn có thời không lao ngục khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trong lĩnh ngộ. Hiện tại thời không lao ngục đã có thể dung hợp 4 loại thuộc tính, uy năng đề cao 8 lần. Nếu như có thể dung hợp loại thứ 5 thì uy năng chính là 16 lần. Lục Lâm Thiên rất muốn dung hợp loại thuộc tính thứ 5, chỉ tiếc là hắn còn chưa có cách nào dung hợp thuộc tính phong vào bên trong. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ, vì sao thế giới này chỉ có mấy loại thuộc tính như thủy, mộc, hỏa, thổ, phong mà không có thuộc tính kim. Trong 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở kiếp trước thì ở nơi này chỉ thiếu một mình thuộc tính kim mà thôi. Thời không lao ngục chính là do Lục Lâm Thiên dùng ngũ hành tương sinh tương khắc dung hợp mà thành, chuyện này khiến cho hiện tại Lục Lâm Thiên không thể đem uy lực của thời không lao ngục tăng lên. Nếu như lại dung hợp thêm một loại, uy năng tăng lên gấp bội, từ 8 lên 16 lần, vô cùng khủng bố. Thuộc tính kim, lão tổ Bắc Cung gia có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc, vì sao ta không thể lĩnh ngộ ra thuộc tính kim? Hai mắt vừa mới nhắm chặt của Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra, tinh quang trong mắt bắn về phía trước. Theo như lời Huyền Hạo nói, thời điểm xa xưa, trong đại lục này chỉ có 4 loại thuộc tính, thủy, hỏa, phong, thổ. Lão tổ Bắc Cung gia lĩnh ngộ ra loại thuộc tính thứ 5 chính là thuộc tính mộc. Từ đó về sau trên đại lục dị giới này mới có vũ giả thuộc tính mộc. Nếu như đã có người lĩnh ngộ ra thuộc tính mới là thuộc tính mộc, vì sao hắn không thể lĩnh ngộ ra thuộc tính kim? Ngũ hành tương sinh tương khắc, không có thuộc tính kim thì lĩnh ngộ thuộc tính kim vậy. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự điên cuồng, kiên nghị. Tuy rằng hắn không biết lĩnh ngộ thuộc tính kim thế nào, thế nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, tự nhiên sẽ có biện pháp. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thủ ấn biến hóa, Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trong lĩnh ngộ. 4 loại thuộc tính tương sinh dung hợp, lần lượt luân hồi. Lục Lâm Thiên hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đã tương sinh. Lục Lâm Thiên có chút nắm chắc, chung. Quy phải phát hiện ra một thứ gì đó. Thế giới này không có thuộc tính kim, thế nhưng dùng lý giải của Lục Lâm Thiên, không phải là không có mà là chưa có ai lĩnh ngộ ra mà thôi. Nói một cách đơn giản, tài liệu luyện khí hơn phân nửa là thuộc tính kim. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có đem một loại năng lượng vốn đã tồn tại trong thiên địa mà lĩnh ngộ ra. Giống như là thời gian tồn tại, thế nhưng chỉ có một ít người có thể lĩnh ngộ ra thời gian. Thậm chí còn không có bao nhiêu người biết rõ sự tồn tại của nó. Lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, lúc này Lục Lâm Thiên cũng chờ mong, lão tổ Bắc Cung ra lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc cho nên mới đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, đến lúc đó sẽ có địa vị ngang bằng với những hoàng tộc này. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa,
hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên lần lượt trùng kích, mỗi một lần khi đem thuộc tính hỏa chuyển đổi thành thuộc tính thổ muốn chuyển đổi lần nữa thì lập tức biến mất không còn tung tích, năng lượng thuộc tính bắt đầu tan tác. Dùng tính cách của Lục Lâm Thiên, một khi hắn định làm chuyện gì đó thì nhất định không buông tha. Cho nên hắn lần lượt thăm dò, chuyện hư vô mờ mịt, Lục Lâm Thiên sẽ không làm. Thế nhưng đã có tiền lệ của Bắc Cung gia, Lục Lâm Thiên không thể buông tha. Nếu như thực sự lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, nói không chừng hắn sẽ được đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm nóng bỏng cho nên càng quyết tâm phải lĩnh ngộ ra thuộc tính kim. Có lẽ đây chính là biện pháp chống lại lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc. Nếu không, vĩnh viễn đi trên con đường người khác, muốn đuổi kịp người ta là điều không có khả năng. Lĩnh ngộ thuộc tính kim mới thực sự là con đường hắn cần phải đi. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điên cuồng lĩnh ngộ, trên long đỉnh lần nữa trở nên im ắng, thế nhưng lại có chút không giống. Lúc này đại hồn anh giống như cái động không đáy, không ngừng hấp thu năng lượng trên long đỉnh, quang mang màu vàng bao phủ, quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu không ngừng lóe lên quang mang thuộc tính. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ cũng quên đi thời gian. Lúc này tuy rằng có tu vi vũ tôn tứ trọng, là một trong đám người mạnh nhất đại lục, thế nhưng loại thực lực này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng mình không có cảm giác an toàn. Tứ đại thú hoàng tộc, lục đại nhân hoàng tộc, còn có tam tông tứ môn, trước mặt những cường giả đỉnh cấp kia, sợ rằng hắn không có cách nào chống lại. Lục Lâm Thiên hạ quyết tâm, trên đại lục cường giả như mây này hắn phải không ngừng tăng trưởng thực lực thì mới có thể chống lại những thế lực khổng lồ kia. Mà tất cả những thứ này, nếu muốn triệt để chống lại có lẽ phải cần hắn lĩnh ngộ ra thuộc tính kim. Thời gian giống như cát chảy, lặng lẽ trôi qua, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, quang mang thuộc tính quanh quẩn, vô số lần thất bại rồi lại dung hợp. Trong một không gian lạ lẫm, không gian yên tĩnh, trong không gian yên tĩnh có một cỗ quang mang trong suốt, vô hình bao phủ. Lúc này Tiểu Long đang khoanh chân ngồi đó, quanh thân được năng lượng trong suốt, bàng bạc bao phủ, có một cỗ năng lượng linh hồn cực lớn chui vào trong mi tâm của Tiểu Long. Giờ phút này con mắt thứ ba trong mi tâm của Tiểu Long như ẩn như hiện, năng lượng không tiết ra một chút nào. Quang mang trong suốt, quanh quẩn, bên trong có một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ quanh thân Tiểu Long. Cứ như vậy khí tức trên người Tiểu Long chậm rãi kéo lên. Có lẽ sau khi Tiểu Long rời khỏi nơi này, tu vi nhất định sẽ đạt tới một tình trạng khủng bố. Mà lúc này trong tầng thứ hai thiên trụ giới, bên ngoài mấy ngày thì Lục Tâm Đồng đã ở bên trong vô cùng dài. Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, tràn ngập quang mang trắng đen. Khói độc quanh quẩn trong không gian, trong sương mù độc có một cỗ khí tức quỷ dị tiết ra ngoài. A! Lục Tâm Đồng hét lên một tiếng, toàn thân bắt đầu trở nên đen kịt, làn da trắng nõn trong nháy mắt chuyển thành màu đen. Dung nhan tuyệt mỹ sau khi bị màu đen bao phủ, khiến cho người khác cảm thấy dữ tợn. Khí tức quanh thân chấn động ngày càng kinh người. Một cỗ khí tức mang theo áp lực với linh hồn từ trong người Lục Tâm Đồng tăng lên. Quang mang màu đen nồng nặc quanh người mang theo một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn vào trong đầu nàng. Một tia độc khí giống như một con rắn nhỏ quanh quẩn trong cơ thể. Chấm. Trong chân trời bao la có hai đạo thân ảnh chớp động, chỉ lóe lên một cái lập tức có thể xuyên thấu không gian. Hai người lập tức xuất hiện giữa không trung. Đi trước là một thanh niên mặc trường bào màu xám, thân thể to lớn mà cao ngạo. Màu da ngăm, ngũ quan như điêu khắc. Bên trong sự tuấn mỹ chính là sự cương nghị, ánh mắt thâm thúy không có bất kỳ tạp chất nào. Thiếu chủ, đây là cửa vào của Thanh Long Hoàng tộc. Bên cạnh thanh niên mặc trường bào màu xám này chính là một thân ảnh màu vàng. Thân ảnh này cao ngất khiến cho người ta có một loại cảm giác nặng nề, toàn thân không có bất kỳ khí tức chấn động nào. Lúc này lăng không đứng thẳng, thân ảnh giống như dung hợp làm một thể vói không gian. Hai người này chính là hai người từ Luân Hồi Cốc đi ra. Cuối cùng đuổi tới Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc, vừa vặn gặp Bạch Linh cùng với Tử Hiên Lão Tổ. Hai người này chính là Dương Quá và Kim Huyền. Lúc này Dương Quá mới biết được tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, may mắn tất cả mọi người đều không có chuyện gì, cũng biết nhị đệ và tam muội của hắn đi tới Thanh Long Hoàng tộc cho nên hắn mới vội vàng tới đây. Đứng ở bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc, lúc này Dương Quá có chút do dự. Hắn từ từ ngẩng đầu, thủ ấn kết xuất. Một đạo quang mang màu vàng bắn ra, trong không gian chấn động vang lên một âm thanh. Dương Quá cầu kiến Thanh Long Hoàng tộc. Âm thanh vừa dứt,
Trường bào màu xám trên người tung bay, Dương Quá chắp tay mà đứng, lẳng lặng chờ đợi. Siêu! Gợn sóng trong không gian lóe lên, mấy đạo thân ảnh từ trong nhảy ra. Mấy người có tu vi thất giai của Thanh Long Hoàng tộc. Đi đầu là một đại hán chừng 50 tuổi, tu vi thất giai hậu kỳ, mắt nhìn hai người Dương Quá và Kim Huyền cũng không dám quá mức ngạo mạn. Dù sao người biết rõ nơi này là Thanh Long Hoàng tộc mà vẫn tới đủ thấy được không phải là người bình thường. Hắn hỏi, người tới là người nào, đến Thanh Long Hoàng tộc ta có chuyện gì? Ta là Dương Quá, xin hỏi trong Thanh Long Hoàng tộc hiện tại có phải có nhị đệ Lục Lâm Thiên của ta, còn có Tiểu Long ở bên trong hay không? Ngươi nói gì, ngươi tới tìm Lục Lâm Thiên và Tiểu Long Hoàng tử? Đại hán trung niên đầu lĩnh biến sắc, kinh ngạc hỏi. Không sai. Dương Quá gật đầu, nghe giọng nói người này dường như nhị đệ của hắn và Tiểu Long đều trong Thanh Long Hoàng tộc, Dương Quá lại hỏi. Không biết bọn họ hiện tại có ở trong Thanh Long Hoàng tộc hay không? Đại hán trung niên do dự, nghe lời nói của thanh niên này dường như có quan hệ với cường giả nhân loại gọi là Lục Lâm Thiên kia và Tiểu Long Hoàng tử, hắn nói. Bọn họ đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc, thế nhưng ngươi muốn tìm bọn họ thì một năm sau hãy tới. Hiện tại bọn họ đang có công chuyện. Vậy thì có một nữ tử mặc váy tím tên là Lục Tâm Đồng ở bên trong không? Ta muốn gặp nàng. Dương Quá nói. Cái này cũng không được, ta đã từng gặp nàng ta, thế nhưng hiện tại cũng không biết nàng ta ở đâu. Tóm lại nếu như ngươi muốn tìm người thì một năm sau hãy tới. Đại hán đầu lĩnh nói, Lục Lâm Thiên tiến vào Thanh Long Phong một năm, Tiểu Long Hoàng tử đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa trong tộc. Cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đi ra. Vậy thì có thể để cho ta vào trong tộc chờ được hay không? Dương Quá trầm giọng hỏi đại hán đầu lĩnh. Chuyện này không được, người đi đi, muốn tìm người thì một năm sau lại tới. Đương nhiên không phải ai tới Thanh Long Hoàng tộc tìm người là cũng có thể tiến vào Thanh Long Hoàng tộc. Nếu như ta không đi thì sao? Sắc mặt Dương Quá biến hóa. Không nhìn thấy nhị đệ và tam muội đương nhiên hắn sẽ không tin lời nói của người này. Hừ, ta khách khí đối với ngươi, ngươi lại còn bám lấy không bỏ. Nhanh đi đi, nếu còn muốn đi vào, đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán trung niên nhìn thấy người trước mặt biết Tiểu Long Hoàng tử và Lục Lâm Thiên kia cho nên mới khách khí như vậy. Không ngờ người kia lại bắt đầu múa nhau sự. Thanh Long Hoàng tộc vẫn luôn kiêu ngạo như vậy sao? Đáng tiếc ở trước mặt ta các ngươi không có tư cách kiêu ngạo. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Kim Huyền truyền ra, khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh Kim Huyền đã nhảy lên trên không trung. Giữa không trung được bao phủ bởi một vòng quang mang, đem mấy người có tu vi thất giai này bao phủ vào bên trong. Phốc phốc, trong miệng mấy người này phun ra máu tươi, căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Trong lúc vô hình có một cỗ áp lực ngập trời đè nặng lên người bọn họ, thân thể không có cách nào nhúc nhích. Kim Huyền thúc, đừng làm tổn thương bọn họ. Dương Quá nói với Kim Huyền. Ta sẽ lưu lại cho bọn họ cái mạng nhỏ, thiếu chủ, chúng ta vào thôi. Kim Huyền nói với Dương Quá, quanh thân vẫn không có bất kỳ khí tức chấn động nào. Thế nhưng lại khiến cho mấy tộc nhân của Thanh Long Hoàng tộc không có cách nào nhúc nhích. Được. Dương Quá khẽ gật đầu rồi thả người nhảy vào. Thanh Long Hoàng tộc, lần sau trung thực cho ta một chút, càng ngày càng kiêu ngạo. Kim Huyền quay đầu, lạnh nhạt nhìn mấy người có tu vi thất giai bị vây khốn. Cánh tay khẽ vung lên, mấy người này lập tức giống như diều đứt dây, đập xuống mặt đất phía dưới. Phanh phanh, mấy người có tu thất giai lập tức rơi xuống, thân thể nặng nề va chạm với mặt đất, còn người dẫn đầu có tu vi thất giai hậu kỳ kia lại bị Kim Huyền nắm trong tay, sau đó cùng với hai người Kim Huyền nhảy vào trong gợn sóng không gian. Trong không gian của Thanh Long Hoàng tộc, Dương Quá cùng Kim Huyền lách mình đi ra. Nhìn không gian xung quanh một lượt, Kim Huyền liền ném người đầu lĩnh có tu vi thất giai hậu kỳ kia về phía trước. Khục khục, người có tu vi thất giai này lảo đảo lui về phía sau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Mang chúng ta đi tìm người. Kim Huyền nhìn đại hán trung niên kia, ánh mắt lạnh nhạt thế nhưng lại khiến trong lòng đại hán kia run lên. Ngao, Kim Huyền vừa dứt lời, đại hán trung niên này lại gầm lên một tiếng, tiếng gầm xuyên thấu không trung. Không ngờ lại dám xông vào Thanh Long Hoàng tộc, lớn mật. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, từ sơn mạch phía trước lập tức có tiếng hét vang lên. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện, uy áp lần lượt truyền tới. Kim Huyền nhìn qua không trung, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại,
Dương Quá nhìn lên không trung, ánh mắt biến ảo, hắn quay đầu nhìn về phía Kim Huyền nói. Kim Huyền thúc, để cho ta xử lý, người không được nhúng tay vào. Dương Quá cũng biết tình tình và thực lực của Kim Huyền thúc. Hắn sợ vị này sẽ lật tung trời trong Thanh Long hoàng tộc mất. Vâng, thiếu chủ. Kim Huyền thu khí tức lại, hỏi Dương Quá. Thiếu chủ không cần quá kiêng kỵ Thanh Long hoàng tộc, nhớ ngày đó khi lão chủ nhân còn tại thế, Thanh Long hoàng tộc này không có một lão gia hỏa nào dám làm càn trước mặt lão chủ nhân. Siêu siêu. Trong khi nói chuyện, thì trong Thanh Long hoàng tộc đã có từng đạo thân ảnh nhảy ra, người đi đầu chính là Đại hộ pháp Long Trường, bên người có không ít cường giả, dường như cũng là chúng hộ pháp trong Thanh Long hoàng tộc, còn có không ít hộ pháp đang đi tới. Đại hộ pháp, hai người này manh mẽ xông tới tộc ta, còn làm mấy người chúng ta bị thương. Nhìn thấy đại hộ pháp tới, người có tu vi thất giai hậu kỳ kia lập tức đi tới bên người đại hộ pháp rồi nói. Lớn mật, lại còn tới Thanh Long hoàng tộc ta Dương Oai. Đại hộ pháp Long Trường lạnh lùng quát một tiếng, có người xông vào Thanh Long hoàng tộc, chuyện này không thể bỏ qua. Đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý mạo phạm. Dương Quá nói, hắn chỉ tới đây tìm người, cho nên cũng không hy vọng gây ra phiền toái gì, cũng không muốn gây phiền toái. Không cố ý mạo phạm còn làm tổn thương tộc nhân Thanh Long hoàng tộc ta. Không cần biết ngươi là ai, trước tiên bắt rồi nói sau. Bên người đại hộ pháp, một lão giả tuổi chừng 50 lớn tiếng quát. Cánh tay liền đánh ra một đạo chảo ấn về phía Dương Quá, trước chảo ấn, không gian vặn vẹo, cực kỳ mạnh mẽ. Siêu! Trong nháy mắt đạo chảo ấn này đánh xuống, trực tiếp xuyên qua không gian đánh vào trên người Dương Quá. Chảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt này Dương Quá đã biến mất tại chỗ. Chư vị, chúng ta chỉ tới tìm người, cần gì phải làm như vậy? Dương Quá nói. Hừ, có chuyện gì đợi lát nữa nói sau. Một chiêu thất bại, lão giả này biến sắc, linh nguyên hội tụ, lại một đạo chảo ấn đột nhiên đánh về phía Dương Quá. Nếu đã làm vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ha trầm mặt xuống, quanh thân Dương Quá có một cỗ chân khí thuộc tính thổ tràn ra. Tay áo màu xám run lên, kình phong mạnh mẽ hình thành, gợn sóng trong không gian lập tức bị chấn bay đi. Siêu! Dương Quá bắn về phía trước, tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ do Dương Quá tạo ra mà thôi. Tiếp đó quyền ấn mang theo quang mang đã đánh về phía chảo ấn của lão giả kia. Phanh! Quyền ấn, chảo ấn va chạm vào nhau giống như lưu tinh mang theo lực lượng trùng kích cực lớn. Gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cùng một lúc, thân ảnh Dương Quá dừng lại trên không trung, mà thân ảnh lão giả kia bị đánh bay ra ngoài. Động thủ lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống. Thì ra là nhân loại, thật lớn mật. Nhìn thấy hộ pháp trong tộc chịu thiệt, đại hộ pháp Long Trường trầm giọng quát, thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Trong lúc Dương Quá ra tay hắn đã biết rõ người này là nhân loại. Trong lòng có chút khinh thường, dù sao nhân loại, khiến cho hắn để mắt cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên mà thôi.